Chư giới tận thế online chương 2574. Giao thủ, 1, chỉ vì Cố Thanh Sơn dùng hai tay đè xuống đất, hai chân xoạc thẳng, trồng cây chuối, ca vũ biểu diễn giả. Sau khi thành công xoạc thẳng chân lần đầu tiên, ngài có thể tiếp tục sử dụng hai tư thế xoạc chân khác biệt khác. Lê Cửu và những thần linh khác không thể không từ bỏ việc tấn công, tiếp tục hoàn thành lần xoạc chân thứ hai giống hệt với Cố Thanh Sơn. Rất tiếc nuối, nếu như các người đã muốn giết ta, như vậy ta không còn lựa chọn nào khác nữa cả. Cố Thanh Sơn nói, hư không chập trùng, một người khổng lồ màu máu từ trên trời rơi xuống, phát ra một tiếng vang trầm, dùng hai tay tóm lấy thần vũ khí rồi giơ lên cao cao. Ngay sau đó, vô số linh của huyết hải dần dần xuất hiện, vây quanh người của bốn thần linh. Thần Lữ Hành hốt hoảng, nói, điều này không thể nào. Loại linh kỹ khống chế như này cần điều kiện rất hà khắc, thế nhưng mà ngươi, Cố Thanh Sơn thở dài, đứng thẳng dậy, rồi bắt đầu thực hiện tư thế xoạc chân lần thứ ba. Các ngươi không thể hiểu được lực lượng chân chính của địa thần, thực ra thì ngay cả ta cũng chỉ mới tìm hiểu mà thôi. Hắn vừa nói vừa vỗ tay, rầm, mặt đất truyền ra tiếng động ầm ầm, một luồng bụi đất bốc lên đầy trời. Trên mặt đất là một lớp huyết sắc, Cố Thanh Sơn ngồi chồm hổm trên mặt đất, có chút ngẩn người. Kỳ thật vừa rồi đã cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong, bốn vị thần linh, bốn loại linh kỹ. Nếu như không phải mình dùng chiêu kia, chỉ sợ kết quả hiện tại đã là chuyện khác rồi, mà bây giờ... Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra, ngươi giết chết thần Lữ Hành, thần binh khí, thần rừng rậm, thần dòng sông, ngươi đang thu hoạch thần vị, tín ngưỡng của địa thần cũng đang dần dần tăng cường. Phán đoán nằm dưới đây, thực lực của ngươi sẽ đột phá một bước nữa, thân thể của đất của ngươi sẽ thu hoạch được một lần tăng tiến nhảy vọt. Sau 5 phút, thân thể của đất sẽ hoàn thành thăng cấp, nó sẽ hóa thành linh kỹ thánh trụ mới. Cố Thanh Sơn quét qua một lượt, trong lòng hắn có cảm giác, bỗng nhiên nhìn lại về nơi xa. Một con dê đen chậm rãi dạo bước đến gần từ chốn hoang vu đầy đất đá cát bay. Ngươi đã giết bốn tên thần linh của trận doanh thủ tự, ta không ngờ sức mạnh của địa thần sẽ cường đại như thế. Con dê đen mở miệng nói tiếng người. Nó hóa thành một người đàn ông có cặp sừng đen trên đầu, lẳng lặng dò xét Cố Thanh Sơn. Đúng thế, ta chỉ tự vệ. Cố Thanh Sơn nói, hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm nào đó từ trên người đối phương. Người đàn ông kia bật cười, hỏi lại, giết thần cảm giác thế nào? Không có cảm giác gì. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, không có cảm giác gì sao? Người nói lời này có tư cách giết càng nhiều thần linh hơn, tựa như ta. Giả ta nói, các hạ là, Minh Vương, a, không biết các hạ tìm ta có là muốn làm gì? Cố Thanh Sơn nói xong thì nhìn thoáng qua hư không, thực lực của ngươi rất mạnh, bọn chúng chưa ra tay thì đã bị ngươi giết, ta tới để hỏi một tiếng, ngươi có nguyện ý gia nhập trận doanh của ta hay không? Minh Vương nói, Minh Vương là lãnh tụ trận của doanh loạn thế, đáng để nghiêm túc đối đãi, nhưng hắn đi lên là muốn kéo mình gia nhập ngay, nhìn thế nào cũng lộ ra mấy phần mất tự nhiên, chẳng lẽ, tình huống của bọn họ thật không tốt? Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua hư không, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi đang hiện ra ở nơi đó, cách lúc thân thể của đất thăng cấp còn có 4 phút 15 giây, 4 phút 14 giây, 4 phút 13 giây, 4 phút 12 giây, thật có lỗi, có vẻ như ta phải bỏ lỡ cơ hội này rồi, ta có chuyện khác nhất định phải làm. Cố Thanh Sơn nói. Minh Vương nói, ngươi không lừa được ta, khí tức tử vong trên người ngươi nồng đậm như thế, ngươi không phải một thần linh thích tiến hành từng bước, ngươi nhìn rất chuẩn, nhưng tại sao ta phải giúp ngươi đối phó thiên sứ thánh luật? Cố Thanh Sơn hỏi, Minh Vương trầm tư một lát, nói, ta giúp ngươi giết chết đối thủ tử đấu của ngươi. Cố Thanh Sơn có chút bất ngờ, nhưng cho dù đánh không lại trận doanh thủ tự, Minh Vương cũng có thể lui về minh giới, nói một chút xem, cụ thể thì ngươi muốn làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta muốn giết thiên sứ thánh luật. Minh Vương nói, hắn là thần linh thủ tự mạnh nhất hay sao? Đúng thế, gương mặt Minh Vương hiện ra một tia cảm xúc khó hiểu, hình như đã rơi vào hồi ức. Cố Thanh Sơn thở dài, loại tình huống này rốt cục nên lựa chọn như thế nào đây? Nếu mình cự tuyệt, Minh Vương có bởi vì phẫn nộ mà ra tay với mình hay không? Còn có thiên sứ thánh luật kia nữa, không ngờ trưởng quản nơi ở của chúng thần lại là một tên thiên sứ. Thiên sứ, mỗi một thiên sứ đều có sứ mệnh của mình. Minh Vương thấp giọng nói, kỳ thật trong nội bộ của trận doanh thủ tự, cũng có một vài thần linh âm thầm phản kháng thiên sứ thánh luật, hiện tại chỉ cần chúng ta liên hợp lại là có thể thành công. Cố Thanh Sơn nhíu mày lại, hắn bỗng nhiên phát giác, trong hư không ở sau lưng mình, có một thanh kiếm giật giật, thần kiếm định giới, thế nào? Cố Thanh Sơn ở trong lòng lặng yên hỏi, nắm chặt ta, nhớ kỹ, ngươi phải duy trì vẻ mặt bình thường. Thần kiếm định giới nói, được, Cố Thanh Sơn nhìn Minh Vương một cái. Lên tiếng, bảo ta ra tay. Cũng không phải không được,
nhưng ngươi xác định chúng ta có thể giết chết thiên sứ thánh luật sao? Hắn thuận thế rút thần kiếm định giới ra từ trong hư không, cầm trong tay mà vuốt ve, trong hư không lập tức nhanh chóng hiển hiện mấy hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, kiếm của ngươi kích phát quyền năng, chiếu rõ, nương theo loại sức mạnh chiếu rõ này, ngươi có thể trông thấy hết thảy mọi điều ẩn chứa trong hư không. Bên người Minh Vương dần dần hiện ra một mảnh quang ảnh hư ảo, ngưng tụ thành hình tượng của một tên thiên sứ. Chỉ thấy trên tay hắn cầm một quyển sách thật dày, hắn ta lật qua lật lại trang sách, thì thầm, chúng ta nhất định có thể giết chết hắn, chỉ cần ngươi chịu ra tay. Tiếng nói vừa dứt, Minh Vương cũng lên tiếng, chúng ta nhất định có thể giết chết hắn, chỉ cần ngươi chịu ra tay. Cố Thanh Sơn thầm chấn động trong lòng, trên mặt lại không chút suy suyển, phản phất không nhìn thấy cái gì cả. Cảnh tượng này quá quái dị. Nếu như không có thần kiếm định giới, chỉ sợ mình không cách nào ngờ được, trong hư không đang có một tên thiên sứ đang ẩn mình. Nhưng tình huống này rốt cuộc là thế nào? Ta còn không biết thiên sứ thánh luật có đặc điểm gì, có sức mạnh như thế nào? Cố Thanh Sơn nói, tìm hiểu sở trường của kẻ thù là một chuyện đương nhiên. Tên thiên sứ đứng bên cạnh Minh Vương kia nói, ta cũng có một vài điều đang nghĩ, không bằng chúng ta làm một giao dịch, ta nói bí mật của thiên sứ thánh luật cho ngươi biết, ngươi phải nói cho ta biết. Vừa rồi ngươi giết chết những thần linh thủ tự kia bằng cách nào? Thiên sứ nói xong, Minh Vương lập tức nhìn vào Cố Thanh Sơn, lên tiếng, ta cũng có một vài điều đang nghi ngờ, không bằng chúng ta làm một giao dịch, ta nói bí mật của thiên sứ thánh luật cho ngươi biết, ngươi phải nói cho ta biết, vừa rồi ngươi giết chết những thần linh thủ tự kia bằng cách nào? Cố Thanh Sơn cười nói, chuyện ta giết người rất đơn giản, chẳng lẽ ngươi không sợ thiệt thòi à? Tên thiên sứ kia nói, ngươi có nhiều linh kỹ ập xuống như vậy ai lại chịu nổi? Cái này cũng không phải chuyện đơn giản, bình thường nhất định phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện tiên quyết, mới có thể phóng thích ra số lượng linh kỹ với uy lực như thế, ta muốn biết ngươi làm được bằng cách nào. Minh Vương chiếu vào nói một lần, rất đơn giản, mỗi khi bọn chúng đi ra một bước, đều có thể tính cho ta hoàn thành một lần công kích, khi tất cả công kích tích lũy, điều kiện cần thiết để ta phát động linh kỹ đều được thỏa mãn. Cố Thanh Sơn nói, hiện tại, nói cho ta biết bí mật của thiên sứ thánh luật. Hắn tiếp tục nói, tên thiên sứ kia khép quyển sách lại, giật mình nói, thì ra là thế, sức mạnh của mặt đất cư nhiên có thể dùng như thế, thì ra là thế, sức mạnh của mặt đất cư nhiên có thể dùng như thế. Minh Vương nói, thiên sứ lâm vào trầm tư, rất nhanh mà nói, Minh Vương đã bước đi rồi, mà từ khi ta giáng lâm thì vẫn đứng một chỗ chưa từng di chuyển, ngươi hấp dẫn sự chú ý của hắn, ta tới giết hắn. Minh Vương lập tức nói, thần đại địa, những điều ta nói với ngươi lúc này, ngươi không thể nói cho bất kỳ kẻ nào. Được. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói, dị biến nảy sinh, một đôi tay huyết sắc to lớn hiển hiện từ hư không, đột nhiên bắt lấy Minh Vương, bóp nát thành cục thịt rồi ném bay. Nhân cơ hội này, vô số thế giới tướng vị kết nối thoáng hiện, vô số giới linh huyết hải hoàn toàn hiện lên trong hư không, toàn lực xuất kích về hướng tên thiên sứ. Kia, hết thảy phát sinh chỉ trong chớp mắt, thoáng một cái, tất cả các đòn công kích đã kết thúc, tất cả giới linh rời đi, ở chỗ đó chỉ còn lại một thi thể thiên sứ. Cố Thanh Sơn đi lên phía trước, cúi đầu nhìn xuống thi thể đó, một hàng chữ nhỏ hiển hiện, thân thể giả, có tác dụng chết thay. Cùng lúc đó, sau lưng Cố Thanh Sơn vang lên một tiếng vỗ tay, ta đã rất lâu không gặp được đối thủ như ngươi rồi đó, là thiên sứ. Tên thiên sứ trước đó đang lấy ánh mắt tán thưởng nhìn chăm chú vào Cố Thanh Sơn. Bành, Minh Vương từ trên trời rơi xuống, đập xuống đất không nhúc nhích, đây cũng là thân thể ngươi làm giả à? Cố Thanh Sơn nhìn về phía thi thể của Minh Vương, hỏi, đúng vậy. Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, thuận tiện nói một câu, vừa rồi ngươi lừa ta. Thiên sứ nói, ta bình thường không lừa ai cả, trừ phi có kẻ đang nghĩ biện pháp giết ta. Cố Thanh Sơn cười nói, trước mắt hắn vẫn có từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi dừng lại bất động, mỗi khi số lần ngươi đánh trúng đối phương đạt tới mức tới hạn, ngươi có thể kêu gọi giới linh huyết hải uy lực đặc biệt khác xuất hiện, diệt sát những kẻ thù ngăn cản trước mặt ngươi kia. Bởi vì ngươi là địa thần, sức mạnh thần uy cũng lớn mạnh hơn một bước. Vạn vật trên mặt đất đã trở thành binh khí của ngươi, mỗi khi chân của kẻ thù tiếp xúc mặt đất, lòng bàn chân đạp trúng hàng ngàn hàng vạn những hạt cát, đồng thời có thể tính là ngươi khởi xướng công kích đối với kẻ thù. Số lần đánh trúng trước mắt, 35.961 lần, đã đánh trúng kẻ thù 3 lần, vị giới linh huyết hải đầu tiên đã chuẩn bị sẵn sàng, đã đánh trúng kẻ thù 27 lần, vị giới linh huyết hải thứ 2 chuẩn bị sẵn sàng, đã đánh trúng kẻ thù 133 lần, vị giới linh huyết hải thứ 3 chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời ngươi đã thả ra tất cả giới linh hàn. Đúng vậy, khi đối thủ dẫm lên trên mặt đất, thì cũng là lúc bị mặt đất công kích vô số lần, lấy số lượng những hạt bụi nhỏ mà đế giày của hắn tiếp xúc để tính toán.
Đây cũng là phương thức mới để lợi dụng sức mạnh của địa thần mà hắn cân nhắc sáng tạo ra sau lần chém giết thần vận rủi trước đó, không thể cho kẻ thù có cơ hội phản kháng, đây là tôn chỉ nhất quán của hắn. Đáng tiếc, thiên sứ lại không bị giết chết, còn đang thảnh thơi nói chuyện phiếm nữa, xem ra ta không thăm dò được bí mật của ngươi, lại có thêm một kẻ thù. Thiên sứ thở dài nói, vậy vì sao ngươi còn chưa chết? Cố Thanh Sơn hỏi, giới linh hàn, chỉ một thoáng. Vô số thế giới tướng vị với số lương không cách nào đếm hết đã trùng lập với nhau, liên tục hiển hiện, vô số giới linh huyết hải lại giáng lâm một lần nữa. Bọn họ nghiêm túc vây quanh thiên sứ, sắp phát động công kích lần nữa, thiên sứ mở quyển sách ra, thì thầm, ngừng. Tất cả mọi thứ rơi vào đình trệ, bất kể là giới linh khắp trời, hay là Cố Thanh Sơn, tất cả đều rơi vào trạng thái tạm ngừng. Thiên sứ chậm rãi dạo bước, đi đến trước mặt Cố Thanh Sơn, đây là thế giới chúng thần. Nhưng bây giờ nó là thế giới của ta, do ta nắm giữ mọi thứ. Thần đại địa, ngươi có thể phát hiện ta, còn ép ta đến bước này, đã đáng để kiêu ngạo rồi. Thiên sứ rút ra một thanh trường mâu từ trong quyển sách, gã ta nhắm ngay trái tim Cố Thanh Sơn, dùng sức đâm một cái. Đương, một thanh phi kiếm vừa vặn chặn lại trường mâu bị chấn văng ra. Chẳng biết từ lúc nào, trong hư không hiện đầy hàng trăm vạn thanh phi kiếm. Bọn chúng giấu kín trong hư không, giờ phút này mới đột nhiên hiển hiện. Thiên sứ lập tức duy trì động tác đâm trước đó, tạm thời không cách nào động đậy, kiếm thuật thời không, tấm chắn thời gian, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên khôi phục tự do, suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn, hàng trăm hàng vạn phi kiếm kia đồng loạt vọt tới, không ngừng tấn công trường mâu trong tay thiên sứ, trảm kích thân thể của hắn, thiên sứ rơi vào khoảng tạm dừng của thời gian, không cách nào thoát thân, nhưng quanh người gã ta tuôn ra một ánh hào quang êm dịu, ngăn trở tất cả trảm kích, tất cả phi kiếm, không một cái nào đâm trúng thân thể của hắn. Thần kiếm định giới cư nhiên không đâm vào được, có thể ép ta đi đến bước này, ngươi cũng là thiên sứ rất hiếm thấy đấy. Cố Thanh Sơn thông thả mà nói, sau đó rút ra một thanh kiếm khác từ hư không, kiếm đoạn pháp, lục giới thần sơn. Kiếm thần sơn lục giới đâm thủng ánh hào quang trên người thiên sứ, giống như đang phát động cái gì, oanh. Trong tiếng nổ vang chấn động, thiên sứ tránh thoát được khoảng thời gian tạm ngừng, nhưng kiếm đã đâm xuyên lồng ngực của hắn, muốn giết ta. Thiên sứ lắc đầu, trên người gã ta dâng lên vô số thần văn. Gã thở dài nói, đáng tiếc trong thế giới chúng thần, chỉ có sức mạnh của thần linh mới là mạnh nhất, kiếm thuật của ngươi căn bản không cách nào phát huy uy lực. Cố Thanh Sơn nói, không cần kiếm thuật, chuôi kiếm này đã đủ giết ngươi rồi. Thiên sứ yên lặng, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn vào trường kiếm đâm thủng ngực mình kia, thật nhiều máu tươi chảy ra từ lồng ngực, nhuộm đỏ cả áo khoác. Những thần văn vốn đã ngưng tụ trong hư không đồng loạt tổ hợp thành từng đạo pháp thuật, vận sức chờ phát động. Đáng tiếc, trong tiếng kêu vù vù của trường kiếm, tất cả thần văn đều trở nên u ám ảm đạm, bọn chúng đang từng hàng mà triệt để tan vỡ. Ngươi giết ta. Thiên sứ kinh ngạc nói, quyển sách trên tay của hắn rơi xuống đất, thật có lỗi, hình như đúng là thế, nhưng ta muốn tuyên bố, ta thật sự chỉ là tự vệ. Cố Thanh Sơn nói, bờ môi thiên sứ run run, còn muốn nói điều gì đó, trường kiếm trên ngực lại hóa thành một ánh sắc lạnh, chém rụng đầu của hắn, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra. Ngươi đánh chết thiên sứ thánh luật, đây thật là một chuyện không tưởng tượng được, ngươi có thể phát động thương giải, có phát động hay không, phát động. Cố Thanh Sơn nói, chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới hóa thành khoảng hư không vô tận, thác nước vàng ươm tráng lệ hiển hiện từ trong hư vô, là hỗn độn. Cố Thanh Sơn đứng dưới thác nước, rút trường kiếm từ trên thi thể ra, chỉ trong chớp mắt tiếp theo, một cái bóng mờ bay ra từ trên thi thể thiên sứ, chậm rãi bay về phía thác nước màu vàng ươm nọ. Đó là hư ảnh của thiên sứ thánh luật, hắn nhìn vào thác nước màu vàng kia, lập tức đã hiểu ra cái gì đó, trên mặt toát ra vẻ không cam lòng không gì sánh được, ta vốn có vô số thủ đoạn có thể giết ngươi, ngươi chỉ dựa vào sức mạnh của chuôi kiếm này mà thôi. Thiên sứ đột nhiên nhìn về phía Cố Thanh Sơn, tràn đầy phẫn uất mà gầm rú lên. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, a, đúng thế, sơn kiếm đoạn pháp, nếu không như thế, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn của thiên sứ thật sự không dễ phá. Ngay cả thần kiếm định giới cũng không thể phá vỡ những phòng ngự kia. Cố Thanh Sơn cảm thấy không có gì để phủ nhận cả, huống chi cũng dễ lý giải được cảm xúc của đối phương, rõ ràng có vô số thủ đoạn, lại không kịp thi triển, trực tiếp bị một kiếm giết chết, đổi thành ai cũng không dễ chịu, giết cũng đã giết rồi, để gã ta nói thêm vài câu cũng không có gì. Thiên sứ chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bực tức không cam lòng, lại quát, nếu như không có chuôi kiếm này, vừa rồi ngươi đừng mong giết được ta, đúng. Cố Thanh Sơn biểu thị đồng ý lần nữa, thiên sứ còn muốn nói gì đó, lại nghe thấy kiếm trong tay Cố Thanh Sơn truyền đến một giọng nữ, tên thiên sứ này đầu óc có bệnh hả, trên tay kiếm khách sao lại không có kiếm chứ. Cố Thanh Sơn cúi đầu nói,
người ta đã chết rồi, cứ để hắn vui vẻ lần cuối đi cũng là chuyện tốt, chết cũng đã chết rồi, thế mà nói nhiều quá. Sơn nữ không vui mà nói, suỵt, đừng nói nữa, tôi đưa tiễn hắn. Cố Thanh Sơn nói xong thì lộ ra nụ cười với Thiên Sứ Thánh Luật, tạm biệt, hắn dùng sức mà khua tay, nói, Thiên Sứ Thánh Luật nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho rằng ngươi chiến thắng sao? Không, ta dứt khoát nói chân tướng tuyệt vọng cho ngươi biết, ngươi làm phát bực cái thế giới này, kết quả của ngươi sẽ vô cùng thê lương, ha 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 ha, Thiên Sứ Thánh Luật cười như điên, Cố Thanh Sơn thu tay lại, không còn vui vẻ đưa tiễn đối phương nữa, ta cũng đã tiễn đưa cho ngươi, ngươi còn nói như thế ta. Vậy thì không có ý nghĩa nữa. Rốt cuộc, Thiên Sứ Thánh Luật không cam lòng đến mức nào đi nữa, vẫn bị thứ sức mạnh vô hình dẫn dắt, bay vào trong thác nước màu vàng ương. Tất cả dị tượng cũng theo đó mà tan biến, thế giới khôi phục bình thường. Đột nhiên, quyển sách rơi xuống đất kia bay lên, lơ lửng ngay giữa không trung. Sách vở không ngừng lật qua lật lại, sau đó lật tới một tờ trong đó. Chỉ thấy một tấm thẻ bài vẽ thần linh bay thấp xuống, bỗng nhiên lóe lên, hóa thành một tên thần linh. Ta là thần lao ngục của trận doanh thủ tự. Hôm nay sẽ bắt ngươi về thần sơn, tiếp nhận thần phạt. Thần linh kia lên tiếng, công tử cẩn thận. Sơn nữ thấp giọng mà nói, Cố Thanh Sơn không đáp lại. Bắt đầu từ lúc nãy, hắn vẫn luôn chú ý một chuyện khác. Trong hư không, lơ lửng vô số những chữ nhỏ màu đỏ tươi. Chú ý, thân thể của đất của ngươi đã hoàn thành thăng cấp. Bởi vì ngươi tiến hành nghi thức thương giải, hỗn độn tiến hành chúc phúc đối với ngươi. Toàn bộ quá trình thăng cấp trở nên càng cường đại hơn mà tràn đầy thuyết phục. Nhờ vào đó, linh kỷ thánh trụ của ngươi sinh ra hai phương hướng khác nhau, hiện tại đến phiên ngươi đưa ra lựa chọn giữa hai con đường này. Con đường 1, song khu của đất, linh kỷ thánh trụ, kỹ năng độc hữu, miêu tả, ngươi sẽ chi phối những thân thể khác trong vòng 10 phút, bất kể đối phương là chúng sinh, hay là vạn vật, hoặc là vĩnh hằng, mỗi ngày một lần, số lượng đối tượng chi phối hạn định, 3.000. Con đường 2, chủ y địa thần, linh kỷ thánh trụ, kỹ năng bị động, duy nhất, miêu tả, chiến đấu của ngươi tự động mang theo sức mạnh địa thần, mỗi một lần công kích cũng tương đương với uy lực của một đòn tấn công linh kỹ, khiến cho thân thể kẻ thù rơi vào trạng thái sụp đổ. Trạng thái sụp đổ, bất luận kẻ nào giao thủ với ngươi, thân thể đều sẽ không ngừng sụp đổ hủy diệt, trừ phi ngừng công kích ngươi lại. Cố Thanh Sơn quét xong một mạch, sau đó lùi về sau mấy bước. Ta chọn chủ y địa thần. Ngươi xác định? Xác định. Vô số ánh sáng vàng đậm nho nhỏ tỏa ra từ sau lưng Cố Thanh Sơn, soi chiếu lên cả người khiến hắn trông vô cùng uy nghiêm. Chủ y địa thần, chỉ thấy thần lao ngục đối diện đã ném ra một đôi xiềng xích, quát, đi thôi, lên trên thần sơn mà cảm nhận sự tuyệt vọng của ngươi. Cố Thanh Sơn rút thần kiếm định giới ra, trảm mấy chục lần vào xiềng xích kia. Một trận tiếng vang liên hồi vang lên, xiềng xích bị đánh lui, trên đó tràn đầy vết tích nứt vỡ. Một lần nữa, xiềng xích của ngươi sẽ triệt để nát. Cố Thanh Sơn cầm kiếm mà nói, cũng chỉ dựa vào quyền năng của trường kiếm mà thôi. Thần lao ngục khinh miệt hừ một tiếng, cả bỗng nhiên nhịn không được đưa tay lau cái mũi, máu tươi không ngừng tuôn ra. Cùng lúc đó, một ngón tay của gã đứt gãy ra, rơi xuống đất. Đây là, thần lao ngục biến sắc. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, ta cũng không ngờ lại mang uy lực như vậy. Sức mạnh của chủ y địa thần, thần lao ngục lui về sau một bước, trên mặt lộ ra chút sợ hãi. Nếu có một người, chỉ mới giao thủ thôi mà đã khiến cho thân thể mình bị hủy diệt, vậy thì còn đánh cái gì nữa chứ? Trong lòng Cố Thanh Sơn cũng hơi xúc động, lúc trước khi vừa đạt được đồng tiền địa thần, mình còn đang suy nghĩ, lúc nào mới có thể có được thực lực như tạo vật giả của đất, hiện tại, mình rốt cuộc cũng nắm giữ được quyền năng này, chỉ thấy quyển sách kia nhanh chóng lật qua lật lại, chỉ trong nháy mắt tiếp theo, 7-8 tấm thẻ bài bay ra ngoài, đối diện với Cố Thanh Sơn lập tức thoát cái đã xuất hiện 8 tên thần linh thủ tự, những thần linh này nhìn chăm chú vào hắn, gương mặt lộ ra vẻ bất thiện, Cố Thanh Sơn khinh thường trong lòng. Kỳ thật hai con đường vừa rồi rất dễ chọn lựa, song khu của đất khống chế thân thể của người khác, chuyện như thế này, càng nghĩ càng cảm thấy có chút xấu hổ, làm một phái mạnh thì phải mang theo trường kiếm đi chiến đấu, cái này mới là sự lãng mạn của đàn ông. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn không khỏi siết chặt trường kiếm trong tay, trên người hắn dâng lên thứ khí thế trước nay chưa từng có, nhưng sau một khắc, lại có 7-8 tên thần linh từ trên sách bay xuống, tất cả có hơn 10 thần linh, giết hắn, tất cả thần linh hét to. Từng thứ linh kỷ hủy thiên diệt địa đang vận sức chờ phát động, sắc mặt Cố Thanh Sơn lập tức biến đổi, trường hợp như vậy, đã không phải chuyện mà hắn có thể đơn đã độc đấu ứng phó được, chỉ thấy thân hình hắn trùng xuống, dạng thẳng chân, tất cả thần linh lập tức suy giảm khí thế, bọn chúng cùng với Cố Thanh Sơn hoàn thành một lần dạng thẳng chân tập thể trên mảnh đất hoang ven đường. Cố Thanh Sơn nhìn về phía quyển sách kia, rất kỳ quái, sức mạnh của những thần linh này hình như đều đến từ quyển sách kia.
chỉ thấy sách vở nọ lơ lửng trên không trung, nhanh chóng lật qua lật lại, lại thả ra từng đám thần linh lần nữa. Cái này căn bản không có cách nào đánh. Cố Thanh Sơn thấy tình thế không ổn, thân hình lập tức lui vào một làn sương trắng, hắn bỏ đi. Rừng rậm nguyên thủy, Minh Vương ngồi trên một cây đại thụ, bốn phía không có một ai. Ban đầu còn có một đám thần linh loạn thế đi theo hắn ta, nhưng giờ phút này lại bị hắn điều đi hết. Hiện tại sinh ra một vấn đề, không nên để cho thủ hạ trông thấy. Tất cả yêu tinh đều bị hắn ăn hết. Sau đó, bọn chúng bắt đầu thảo luận ở trong bụng hắn ta. Tạ Phi Cơ, nơi này tối quá, ta thật sợ hãi. Đừng sợ, Điểm Điểm, đây là trong bụng của thần linh kia đó, ta mang ngươi đi sờ soạn lần mò một chút. Đây là cái gì? Hình như đang di chuyển kìa, trái tim đó, chơi vui đúng không? Hừ, hai người các ngươi tránh ra, ta cũng muốn sờ sờ chơi. Tiếng nói của Đông Đông Hùng vang lên, càng nhiều yêu tinh bắt đầu hưng phấn lên, ta cũng muốn sờ, đến phiên ta nào, xếp hàng đi. Minh Vương xoa cái trán, có chút phiền não, sau khi nuốt hết đám yêu tinh này, hắn ta căn bản không cách nào tiêu hóa, bọn chúng lắp ráp thân thể của mình trong bụng hắn một lần nữa, sau đó thì cứ rùng beng như vậy, đây thật là một tình trạng không thể hiểu được, khó trách từ xưa đến nay yêu tinh luôn là đồng hành của chúng thần. Hơn nữa cho tới hiện giờ vẫn chưa từng xuất hiện sự kiện thương vong gì cả. Xem ra, mình vẫn phải trở về minh giới một chuyến, lấy hết lũ yêu tinh này ra ngoài. Sa! Sa! Tiếng bước chân vang lên, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng khống chế bước chân, tận lực bước ra tiếng vang. Đối với đấng quyền năng như nó mà nói, làm như vậy chỉ có một mục đích, biểu đạt thiện ý. Nó xuất hiện trong khu rừng rậm nguyên thủy. Sau lưng nó, có một nam một nữ đi theo, một luồng dao động sức mạnh đặc biệt cường đại. Xem ra các hạ trong truyền thuyết ngay ở chỗ này, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói, trong rừng cây không có tiếng trả lời, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, thần linh minh giới, vị vua của trận doanh loạn thế, thật ra ta là tới quy hàng đây, trên cây nhảy xuống một bóng người, là Minh Vương, hắn ta lấy ánh mắt như nhìn hàng hóa nhìn chằm chằm vào kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, thấp giọng mà nói, những kẻ mới yếu đuối giống như ngươi, nếu như dám lãng phí thời gian của ta, bình thường chỉ có một kết cục thôi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng cười cười, nói, Minh Vương cần gì phải tức giận chứ? Ta đương nhiên có mang theo quà đến, không đến mức tay không cầu kiến, tín đồ sau lưng ngươi tản ra một mùi hôi khiến người ta buồn nôn, đứng cách rất xa cũng có thể ngửi được. Trên gương mặt Minh Vương tràn đầy vẻ chán ghét, hắn ta nói, đúng, đây là vì ta có một loại bản lĩnh mà các ngươi không có. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói, nó vất vất tay về phía sau lưng, hai tên tín đồ đi lên trước, ca ngợi thần sinh mệnh. Nam tín đồ lên tiếng, ca ngợi thần chính nghĩa. Nữ tín đồ lên tiếng, Minh Vương cười lạnh nói, ngươi muốn nói vị trí của ta cho những thần linh thủ tự đó sao? Không, trên thực tế hết thảy những thứ mà bọn chúng đang chứng kiến, thần linh cũng không cách nào nhìn thấy. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng vừa nói, vừa giơ cánh tay lên, chỉ thấy hai tên tín đồ hé miệng, một con bọ cánh cứng màu vàng bay ra từ miệng của bọn họ, rơi vào trong tay kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Cùng lúc đó, đôi mắt của hai tên tín đồ mất đi thần thái. Cả người giống như tượng gỗ, đứng tại chỗ bất động. Minh Vương lập tức rung động, híp mắt nói, rõ ràng còn chưa tử vong, nhưng linh hồn đã không có ở đây nữa. Các hạ rất ưa thích tác phẩm của ta đúng không? Nói thật, ta xác thực phải phí công khá nhiều đấy. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng cúi người chào nói, hắn đưa con bọ cánh cứng về miệng của hai tên tín đồ. Không bao lâu sau, hai người lại sống lại lần nữa. Dựa vào năng lực của ngươi, có thể từng bước xâm chiếm hết thảy tín đồ của trận doanh thủ tự trên thế giới này. Phá nát nền tảng của bọn họ, Minh Vương như có điều suy nghĩ mà nói, cứ như vậy, tín ngưỡng của toàn bộ thế giới sẽ triệt để sụp đổ, chiến tranh, cán cân thắng bại sẽ triệt để nghiêng. Minh Vương nhìn chăm chú vào kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, ánh mắt dần dần thay đổi, không hổ là Minh Vương, quả nhiên nhạy bén lắm. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói, ngươi muốn cái gì? Minh Vương hỏi, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng chậm rãi từ tốn nói, trong lịch sử của các ngươi phát sinh qua vô số lần thần chiến. Mà từ trước đến nay trận doanh loạn thế vẫn chưa từng thắng nổi, Minh Vương biết tại sao không? Nói. Minh Vương nói, bởi vì nếu các ngươi thắng, phàm thế bộc phát chiến tranh chân chính, số lượng chúng sinh sẽ giảm mạnh, vậy sẽ có hại đối với tất cả những kẻ tồn tại trong toàn bộ thế giới. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói, Minh Vương im lặng mấy giây, sau đó lên tiếng, ý ngươi là, có kẻ đứng phía sau thao túng hết thảy, chính xác, ta đoán ngươi khẳng định đã sớm biết rõ trong lòng rồi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói. Minh Vương trừng mắt nhìn nó, bỗng nhiên nhếch miệng cười, nói, đúng vậy, bất kể những thần linh thức tỉnh chúng ta phản kháng như thế nào, cái thế giới này vẫn luôn giữ vững trật tự, nó luôn có biện pháp đánh tan chúng ta. Loạn thế, nói đến cùng,
mục đích của chúng ta kỳ thật không phải loạn thế, mà là vì thấy rõ sự thật đằng sau cái thế giới này. Chúng ta muốn truy tìm tự do, chỉ là trong những năm tháng kéo dài vô tận đó, chúng ta chưa từng làm được chuyện này. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lẳng lặng lắng nghe, lấy một giọng nói vui vẻ mà đáp, xem ra mục đích của chúng ta cực kỳ thống nhất, ngươi cũng muốn biết bí mật của thế giới này. Minh Vương hỏi, ta sẽ kết thúc lần thần chiến này, lấy trận doanh loạn thế chiến thắng làm kết quả. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói, ta nhớ rõ, ngươi là vì tử đấu mới giáng lâm vào thế giới của chúng ta. Minh Vương hỏi, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt hiện ra một chút gợn sóng, không gạt ngươi, ta đã từng bị người khác chơi đểu một lần, lúc ấy ta suýt đã chết trong một thế giới tên là Hoàng Tuyền. Về sau, ta vận dụng tất cả sức mạnh đi điều tra tên phàm nhân kia, thì ra trên người hắn có một loại bí mật nào đó mà ta không biết. Nói đi nói lại thì, ta sống đã qua khoảng thời gian vô tận, trong hư không đã có rất ít bí mật mà ta không biết, cho nên chuyện này đã rất rõ ràng. Bí mật nằm trên người của hắn kia, vô cùng có khả năng chính là một chân tướng mà ta khát vọng. Tỷ như nơi này của các ngươi, nơi ở của chúng thần mà không ai có thể tìm kiếm được, mà trong quá khứ của hắn, vào thời khắc nào đó mà hắn thuộc về, hắn cư nhiên đã từng giao thoa với nơi ở của chúng thần của các ngươi. Minh Vương nói, kẻ ngươi nói chính là thần đại địa kia sao? Đúng thế, ta không rõ tại sao hắn đã trở thành thần đại địa, có lẽ bản thân hắn cũng có một chút thuộc tính. Nhưng mà chuyện này không quan trọng, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, Minh Vương các hạ, ta chỉ muốn giúp ngươi thắng được trận chiến này, nhìn xem tiếp theo cái thế giới này sẽ phát sinh cái gì. Minh Vương có mấy phần rung động, nhất thời cũng không nói chuyện. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói, yên tâm, chờ ta biết rõ mọi thứ của nơi này, thuận tiện giết tên phàm nhân kia thì sẽ đi, nơi này vẫn thuộc về ngươi. Minh Vương nói, chúng ta cần một khế ước, không thành vấn đề. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng cười nói, trừ điều đó ra, ngươi còn phải chờ ta một lát. Hả? Ta muốn về minh giới một chuyến, xử lý chút việc tư, lập tức sẽ trở về. Điều này cũng không thành vấn đề, ta sẽ ở chỗ này chờ Minh Vương các hạ. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng vừa cười vừa nói. Minh Vương gật gật đầu, sau lưng hắn ta lập tức xuất hiện một cánh cổng kim loại đen huyên, trên cổng điêu khắc rất nhiều thần thoại tử vong trong truyền thuyết. Cánh cổng mở ra, Minh Vương đi vào trong đó, cùng biến mất theo cánh cổng hắc ám kia. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, dị biến nảy sinh, chỉ thấy trong toàn bộ rừng cây xuất hiện đầy yêu tinh khắp núi đồi. Ai nha, hoa, trời đã sáng rồi à? Không đúng, chúng ta thoát hiểm, cái bụng thần linh kia đã xa cách chúng ta. Không đúng, hẳn là chúng ta đã rời đi cái bụng thần linh kia. Ta xếp hàng cũng sắp tới rồi, cái này không công bằng đâu. Nhóm yêu tinh mồm năm miệng mười mà kêu la, bọn chúng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, trốn đi, không còn cách nào phát hiện nữa. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng trợn tròn hai mắt, nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ qua mấy giây sau đó, giờ nó mới hiểu được xảy ra chuyện gì, sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên tín đồ toàn thân run rẩy, dần dần mất đi khống chế đối với thân thể, trong miệng phát ra từng tiếng kêu to bén nhọn tràn ngập đau đớn. Không, không nên như thế này. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng vuốt cái trán, phát ra một tiếng rên rỉ. Loại sinh vật thần kỳ như yêu tinh có thể xuất hiện ở bất kỳ thế giới nào, cho dù là minh giới cũng sẽ không ngăn cản bọn chúng tiến vào đó. Nếu như Minh Vương thật sự ăn những yêu tinh này, như vậy đám yêu tinh nên đi theo Minh Vương cùng trở về minh giới, nhưng lại không có, bọn chúng ở lại sinh giới, ở lại rừng rậm nguyên thủy. Điều này đã chứng minh một sự thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, không có minh giới, căn bản không có một thế giới như thế, thậm chí Minh Vương cũng chưa chắc đã thật sự tồn tại. Minh Vương vẫn luôn đối kháng trận doanh thủ tự, vẫn luôn tìm kiếm bí mật của thế giới này, nhưng Minh Vương cũng không biết, chính hắn ta cũng là một bộ phận của bí mật, vẫn luôn bị bí mật thao túng. Hai tên tín đồ ngã xuống mặt đất, thân thể bắt đầu dần dần biến lớn, trở nên càng ngày càng dữ tợn. Bọn chúng xé nát máu thịt, mọc ra thân thể mới, toàn thân lóe ra vô số những thần văn chi chít, cướp đi côn trùng của ta. Còn dùng thần văn tiếp tục thôi hóa, chuyện như thế này, trên mặt kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lộ ra vẻ cẩn thận, chậm rãi thối lui về phía sau. Nó bỗng nhiên biến mất khỏi khi rừng rậm, không thấy đâu nữa. Phía bên kia, trong gian phòng âm u chật hẹp, sương trắng bay lên, Cố Thanh Sơn đi tới, đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trạng nghĩ không có bất kỳ dị thường gì, những thần linh kia tự nhiên cũng không biết hướng đi của hắn. Trong bóng tối, chỉ có những lời nhắc nhở chiến đấu vừa rồi là đang không ngừng thoáng hiện, ngươi đạt đến tiêu chuẩn tĩnh mịch, chuyên chú, nhiệt liệt, mong đợi, ngươi thả ra linh kỹ, người biểu diễn ca múa, ngươi thi triển vụ giới giáng lâm. Đột nhiên, tất cả chữ nhỏ đã thu lại, lời nhắc nhở mới bỗng nhiên xuất hiện, chú ý. Ý thức của thế giới đã thức tỉnh, đang chuẩn bị ứng phó một loại nguy cơ nào đó.
tiếp theo sẽ tiến vào hình thức thế giới mới. Cố Thanh Sơn nhíu mày lại, giết một tên thiên sứ, kết quả lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Không, những thần linh kia tới giết mình, đã là một loại phản ứng. Nếu không có điều gì khác kích thích thì cục diện thế giới sẽ không biến hóa đột ngột như thế. Có lẽ, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng làm cái gì đó. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, lấy ra một quyển sách có bìa màu đen từ trong ngực. Vừa rồi trong khoảnh khắc thiên sứ kia xuất hiện, ngươi nhìn thấy quyển sách kia, đúng không? Hắn hỏi, đúng vậy. Quyển sách của đáy biển nói, nó là cái gì? Là một quyển sách hết sức cổ xưa, gọi là người trưởng quản thế giới. Quyển sách của đáy biển tiếp tục nói, để mặc ngươi cho ta biết được thuật nhất nhân vạn sinh, ta có thể nói cho ngươi biết những chuyện này. Thật ra quyển sách kia năm đó nằm trên tay thủy thần, là binh khí thủy thần của tứ thánh trụ. Ngươi không phải binh khí thủy thần sao? Cố Thanh Sơn khó hiểu mà hỏi lại, ta là thứ thực thể hóa từ thánh trụ, có sứ mệnh đặc thù, thực thể hóa từ tứ thánh trụ đều như thế, chúng ta không phải binh khí. Quyển sách của đáy biển giải thích, thủy thần thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi, ta không biết. Quyển sách của đáy biển nói, hình như nó có chút mê mang, lẩm bẩm nói, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tứ thần hư không đều đã biến mất, về sau cánh cửa thế giới mở ra, đám người chờ đợi tiến vào. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, sau đó rút kiếm triều âm ra từ trong hư không phía sau lưng. Chuôi kiếm này là điều kiện mấu chốt để ta đi đến nơi ở của chúng thần. Ta nghe nói nó được tạo thành từ chúng thần của quá khứ. Chẳng lẽ người rèn đúc nó chính là tứ thần? Quyển sách của đáy biển giật mình nói, cái gì? Ngươi mới biết chuyện này sao? Thì ra kiếm triều âm là do tứ thần quá khứ tạo thành. Cố Thanh Sơn thở dài, lẩm bẩm nói, ta sớm nên nghĩ tới. Trên con đường đi tới, bất kể là hồn khí thần nhân tạo của thời đại thượng cổ, hay là vạn thần hóa thành từ máu trên người của thi thể băng phong, cũng không có sức mạnh to lớn như giải phóng linh hồn. Cho nên hư ảnh người khổng lồ mà mình nhìn thấy trên đỉnh núi băng tuyết của chúng thần, nhất định đã vượt qua tất cả thần linh. Nó là một trong bốn chính thần. Cố Thanh Sơn nhớ lại cảnh tượng lúc trước kia, không khỏi có chút xuất thần. Một hồi lâu sau, hắn mới hỏi, ngươi đã nhận ra đó là quyển sách binh khí của thủy thần, vì sao không đi ra chào hỏi nó một tiếng? Quyển sách của đáy biển hừ một tiếng nói, ta mới là căn bản của thánh trụ, nó chỉ là một binh khí quá hạn mà thôi, tại sao ta phải đi gặp nó, chí ít có thể nhận người quen, bảo nó không nên công kích chúng ta. Cố Thanh Sơn nói, quyển sách của đáy biển hậm hực nói, không có cách nào, nó có mục tiêu cực kỳ rõ rệt, hết thảy đều quay quanh sự kiện kia mà hành động, nó sẽ không vì sự xuất hiện của ta mà bỏ qua mục tiêu kia đâu, cái này mới là nguyên nhân ngươi không chịu ra mặt đúng không, Cố Thanh Sơn nghĩ thầm. Nó rốt cuộc muốn làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi, không rõ lắm, hình như nó đã tiến vào một hình thức mới, ta cũng không biết nó sẽ làm ra chuyện gì nữa. Quyển sách của đáy biển tiếp tục nói, ta đề nghị ngươi tạm thời không cần ngoi đầu lên, quan sát thử xem cái thế giới này rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, sau đó mới quyết định, ta cũng nghĩ như vậy. Cố Thanh Sơn nói, sau khi thu được chủ y địa thần, mình đã bước đầu có được sức mạnh chân chính của địa thần. Hiện tại phóng thích hết thảy kỹ năng cũng có sức mạnh tương đương với linh kỹ, mà linh kỹ chính là kỹ năng của thần linh, không còn bị quy tắc của thế giới này áp chế, đã có thể tự vệ, vậy thì cứ lưu lại, nhìn xem rốt cục sẽ phát sinh chuyện gì. Điều kiện tiên quyết là không thể bại lộ bản thân mình, hiện tại phải nghĩ ra biện pháp, che giấu bản thân đi, đi dò xét chuyện xảy ra trên thế giới này đã. Cố Thanh Sơn đứng thẳng lên, tìm kiếm trong phòng, trên mặt bàn rất sạch sẽ, trên mặt đất cũng mới được quét dọn, trên giường. Ga giường có nếp gấp, tự nhiên cũng mới được thay đổi. Cố Thanh Sơn có chút bất ngờ, không ngờ chốn trạm nghỉ vắng vẻ như thế, vậy mà vẫn có thể giữ vệ sinh đến bước này. Điều này gần như lật đổ nhận thức của hắn. Hắn đi tới lui một vòng, rốt cuộc tìm được hai sợi tóc ở dưới đầu tủ giường. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nhặt tóc lên, đã phát động ra chúng sinh huyền bí chung cực. Thân hình của hắn dần dần trở nên thon thả, càng ngày càng, không đúng, không phải sợi này. Cố Thanh Sơn bỏ dở chúng sinh huyền bí, thả một sợi tóc trong đó xuống. Hắn nắm một sợi tóc khác lên, không bao lâu sau, hắn đã biến thành một thanh niên có cái đầu đinh, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện, ngươi phát động chúng sinh huyền bí chung cực, biến thành một người đàn ông tên là Giang Đông Lưu, ngươi có muốn thu hoạch trí nhớ cùng hết thảy kỹ năng của cậu ta hay không? Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, không cần, mình chỉ cần thân phận này mà thôi, cũng không phải thật sự muốn đi làm một người bình thường. Đột nhiên xảy ra một trận rung động, bên ngoài truyền đến mấy tiếng hét âm lượng cao vút. Sau đó là âm thanh ồn ào nhốn nháo cả lên, động đất sao, trong nháy mắt Cố Thanh Sơn đã xuyên qua cửa sổ, rơi vào mặt đất bên ngoài, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên phòng ốc nhanh chóng bò đầy vết rạn, gần như muốn sụp đổ xuống. Mấy giây sau đó, nhân viên công tác, lữ khách trong trạm nghỉ,
cả các tài xế đi ngang qua cũng chạy đến, cùng nhau đứng trên mảnh đất trống ở bên ngoài. Động đất sao? Gặp quỷ, xảy ra cái gì vậy? Chắc chắn là động đất rồi. Không không không, tôi từng trải nghiệm động đất, cái này không quá giống đâu. Không phải à? Anh xem thử coi nhà ở đã thành ra cái gì rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Cố Thanh Sơn đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng nhà hàng. Cục, cục, cô, một âm thanh kỳ dị, xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi đồng thời vang lên. Đám người giống như bị bóp lấy cổ, lặng ngắt như tờ. Một giây sau, chỉ thấy một luồng máu tươi vẩy lên trên tấm cửa sổ thủy tinh của nhà hàng. Bành, cánh cửa nhà hàng bị phá tan. Một người đàn ông nghiêng ngã lảo đảo chạy đến, lớn tiếng kêu lên, cứu mạng. Sau lưng anh ta vang lên tiếng kêu to dồn dập. Đám người chỉ nhìn thấy một cái chi trùng sắc bén đâm xuyên qua đầu của người đàn ông, kéo lê thi thể anh ta trở vào nhà hàng. Không còn người nào có thể đè nén sự sợ hãi trong lòng. Cố Thanh Sơn nhíu mày lại, cho dù là hắn, ngay từ đầu cũng không phát hiện trong nhà ăn có cái gì dị thường. Đám người lập tức nháo nhào chạy trốn, các tài xế lập tức chạy về phía xe của mình. Bọn họ đề ô tô, muốn nhanh chóng rời khỏi trạm nghỉ. Một tên tín đồ thành tín lớn tiếng nói, hỡi thần trừ tà, con tán dương người, xin hãy trợ giúp chúng con đi. Oanh, cánh cửa nhà hàng bị đụng bay ra ngoài, rơi lên trên quảng trường. Một con quái vật to lớn máu me khắp người, chậm rãi bò ra từ trong nhà ăn. Nó có bốn cái chân thật dài, thân thể cứ như một nhân loại được phóng to ra, nhưng trên lưng lại mọc ra cánh ve hai cánh, vị trí cái đầu người thì lật lên thật cao, phía dưới mọc ra một cái đầu côn trùng. Cục, cục, cô, côn trùng đánh giá tình hình trên quảng trường. Tín đồ kia lập tức im lặng, quay người liều mạng chạy như điên hướng ra ngoài đường cái. Con côn trùng lập tức chú ý đến hắn, hai cánh mở ra lập tức bay lượn nhào tới trước. Cố Thanh Sơn hơi tránh ra người qua bên cạnh. Khi côn trùng bay qua bên cạnh hắn, hắn đột nhiên vươn tay, bắt được tàn ảnh của đôi cánh thật dài kia. Côn trùng lập tức mất đi cân bằng lăn xuống mặt đất. Cố Thanh Sơn đi lên phía trước, ngồi xổm xuống cẩn thận mà xem xét. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Được rồi, quyển sách của đáy biển, ngươi giúp ta nhìn xem. Tiếng nói của quyển sách của đáy biển vang lên, không phải người muốn tạm thời ẩn nấp sao? Vừa ra tay chẳng phải đã làm bại lộ à? Không thể đứng nhìn quái vật ăn thịt người ở trước mặt ta. Cố Thanh Sơn buông tay mà nói, hắn duỗi chân ra, dẫm lên đầu con côn trùng kia. Côn trùng tức giận kêu lên, nó huy động bốn chân sắc bén, bỗng nhiên hình thành vô số hư ảnh đếm không hết vung chém vào người Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn duỗi ngón tay ra gãy nhẹ lên hư không, ngăn trở toàn bộ đòn công kích của con côn trùng. Đã xem xét xong rồi, khó trách ngươi và ta ngay từ đầu cũng không phát giác, cái thứ này là nhân loại, chỉ là đột nhiên xảy ra biến dị. Quyển sách của đáy biển nói, ta nhìn thấy cái đầu nhân loại kia, thế nhưng vì sao hắn lại biến dị? Cố Thanh Sơn hỏi, đòn công kích của côn trùng càng ngày càng gấp rút, Cố Thanh Sơn hơi không kiên nhẫn, dứt khoát một cước đạp ngất con côn trùng đi, bởi vì trên người hắn có một loại côn trùng ký sinh, đã triệt để ăn sạch linh hồn của hắn, thay thế hắn. Quyển sách của đáy biển nói, ngoài ra, hình thức thế giới đang được sửa đổi, quyển người trưởng quản thế giới kia đang quét sạch. Quét sạch cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi, nó đã mất đi người vốn khống chế nó, lại phát giác nơi ở của chúng thần này đã xảy ra nguy cơ trước đó chưa từng có, hiện tại nó không thể không triển khai đợt quét sạch triệt để. Quyển sách của đáy biển nói, những thần linh kia vì sao không xuống bảo vệ chúng sinh? Cố Thanh Sơn hỏi, nếu là quét sạch, như vậy thần linh sẽ không xuất hiện, hoặc là sẽ lấy một loại thân phận khác xuất hiện. Quyển sách của đáy biển nói, Cố Thanh Sơn thở dài, nói, loại người côn trùng này mang đến cho ta một loại cảm giác quen thuộc, ta đoán đại khái là kẻ đoạt niệm vĩnh hằng gây ra, ngươi xác định là nó sao? Quyển sách của đáy biển hỏi, nó là một con côn trùng rất có tư tưởng, biết rất nhiều bí mật chúng ta không biết, năng lực càng kinh người. Cố Thanh Sơn nói, quyển sách của đáy biển nói, hiện tại trên toàn thế giới, rất nhiều nhân loại đều đã hóa thân thành côn trùng, bọn chúng sẽ triển khai giết chóc, đồng thời cuối cùng sẽ bị loài người giết chết, cái này sẽ là một kiếp nạn khổng lồ, cũng là con đường càn quét nhất định phải trải qua. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm mặc. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng làm ra tình cảnh như vậy, hiển nhiên là muốn triệt để phá vỡ toàn bộ hệ thống tín ngưỡng. Khi toàn bộ hệ thống thế giới sụp đổ, như vậy kẻ đoạt niệm vĩnh hằng có thể thành lập văn minh tộc trùng trên đống phế tích, xóa bỏ hết thảy, thuận tiện giết chết chính mình. May mắn quyển sách kia đã nhận ra, cũng làm ra phản ứng. Đáng tiếc, cái thế giới này vẫn sẽ bỏ ra cái giá cực kỳ thảm thiết. Cố Thanh Sơn, tiếp theo làm sao bây giờ? Quyển sách của đáy biển hỏi, không có cách nào, ta phải bỏ ra chút sức. Cố Thanh Sơn nói, nhưng không phải ngươi muốn ẩn nấp sao? Quyển sách của đáy biển hỏi, chúng sinh là vô tội, mà ta là thần của bọn họ. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại,
bắt đầu cảm ứng tất cả những người tín ngưỡng địa thần. Một thứ sức mạnh vô hình phát tán ra từ trên người của hắn. Chốc lát sau, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra từ trong hư không. Ngươi đã phát động ra thần lực, thân thể của đất, thân thể của tất cả chúng sinh vạn vật, đều nên được bình yên vô sự, giống như mặt đất. Đây là hứa hẹn của ngươi đối với tín đồ. Ngoài ra, ngươi đã phát động ra thần lực đặc biệt, chú ý địa thần. Bất luận kẻ thù nào chiến đấu với tín đồ của ngươi, đều cũng tương đương với chiến đấu với ngươi. Thân thể của bọn chúng sẽ rơi vào trạng thái sụp đổ. Ngỗ nghịch trước địa thần, chính là không thương tiếc nơi mà linh hồn sống nhờ vào. Giờ phút này, ngươi cùng tín đồ của mình sống vai mà chiến. Toàn bộ thế giới, những người tín ngưỡng địa thần kia lập tức có cảm ứng. Địa thần, là thần linh đáp lại tôi. Thần linh ơi, tôi hiểu được. Các tín đồ yên lặng lĩnh hội ý chí của thần linh. Người đầu tiên hành động là một gã thiếu niên. Cậu ta chỉ là một cậu học sinh, đang bị vây khốn trong phòng học. Bên ngoài là đám người côn trùng đang tiến hành giết chóc. Thiếu niên mở mắt ra, đứng lên từ chỗ đang ngồi, nhanh chân đi đến phía sau phòng học. Nơi đó có giấu một con dao nhỏ, vốn dùng để gọt trái cây. Nhưng mà hiện tại, thiếu niên nắm chặt con dao, chạy ra khỏi phòng học. Cậu nhìn về phía con người côn trùng đang đứng cuối hành lang, lớn tiếng mà quát, đừng có ăn người nữa. Người côn trùng không chút do dự nhào lên, dùng cái chi thật dài đâm vào thân thể thiếu niên. Sắc mặt thiếu niên trắng nhợt, đột nhiên quát, địa thần cùng ta tồn tại. Cậu không hề nhượng bộ mà hung hăng đâm con dao kia vào thân thể người côn trùng. Côn trùng bị đau, liều mạng đâm vào thiếu niên. Thiếu niên như đã hóa điên, điên cuồng dùng đao đâm vào côn trùng, miệng thì quát, mày ăn quá nhiều người, lớp của bọn tạo. Nhiều lắm rồi, nước mắt của cậu trộn lẫn với máu tươi cùng chảy ào xuống. Dao gọt trái cây chỉ là vật phàm, thiếu niên cũng chỉ là một cậu bé bình thường. Đao nhanh chóng vặn vẹo, rơi xuống, thiếu niên cũng đã kiệt lực. Cậu dùng hết sức lực cuối cùng, hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực đánh vào đầu con côn trùng. Nắm đấm của cậu không có lực lượng gì, nhưng bốn cái chi của côn trùng lại đột nhiên đứt đoạn. Thân thể con côn trùng đang sụp đổ. Thiếu niên thấy thế thì lập tức dùng hết hơi thở của mình, dùng hết toàn lực tiếp tục đánh tới. Một lần, hai lần, ba lần, côn trùng há to miệng muốn cắn cậu ta, nhưng đầu nó lại lăn xuống mặt đất. Cái thân thể côn trùng không đầu nghiêng về một cái, ngã xuống mặt đất, không còn hít thở nữa. Thiếu niên bưng ôm lấy thân thể bị côn trùng đâm thủng qua, đặt mông ngồi bệt xuống mặt đất, vừa khóc vừa nói, địa thần, con, phải chết rồi sao? Cũng không biết cảm ứng được cái gì, cậu ta bỗng nhiên cúi đầu nhìn lại, vết thương. Nào có vết thương gì nữa, Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, cẩn thận cảm ứng vị trí hoàn cảnh, những chuyện phát sinh chung quanh, và tình thế biến hóa của toàn bộ thế giới của những tín đồ kia, kỳ quái. Hắn lẩm bẩm mà nói, thế nào? Quyển sách của đáy biển hỏi, ta không nhìn thấy kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, ta và nó tới thế giới này đã rất lâu rồi, nó cũng không tới gặp ta, cũng không biết mỗi ngày đang bận cái gì. Cố Thanh Sơn nói, ngươi nhớ nó à? Quyển sách của đáy biển nói, ta muốn trực tiếp giết chết nó ở chỗ này, dù sao công kích của ta được thêm vào sức mạnh của địa thần, có thể phóng thích một cách hoàn chỉnh. Cố Thanh Sơn nói, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu dùng góc nhìn của tín đồ quan sát toàn bộ thế giới rốt cuộc đã rối loạn, đáng tiếc cũng không có thần linh loạn thế hưởng ứng lời kêu gọi của mọi người. Chuyện này tạo thành một kết quả, tín ngưỡng của địa thần đang cấp tốc khuếch trương, mượn nhờ hai mắt của các tín đồ, Cố Thanh Sơn có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều nơi, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Rốt cục đang ở đâu, Cố Thanh Sơn cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh đã phát hiện một chút mánh khóe. Ở vùng ngoại thành của một thành thị, hình như có một vài chuyện kỳ quái phát sinh. Tòa thành thị kia cũng cách đây không xa, ước chừng hơn 400 km. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, dứt khoát phóng ra một bước. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, hắn xuất hiện ở ven rìa tòa thành thị kia. Rất xa, một người nông dân hoảng hốt chạy bừa về phía hắn đang đứng. Xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn lớn tiếng mà hỏi. Người nông dân kia giật nảy mình, lúc này mới nhìn thấy hắn. Địa thần phù hộ, đi đi, đi mau, mau trốn. Nông dân liều mạng thét lên. Ông ta lướt ngang qua bên người Cố Thanh Sơn, chạy về phía thành thị, sau đó nhanh chóng không thấy bóng dáng đâu nữa. Biểu cảm trên gương mặt Cố Thanh Sơn từ nhẹ nhõm dần dần biến thành nặng nề. Hắn nhìn về phía trước là một vùng tăm tối. Bóng tối đã che khuất cả bầu trời. Tất cả đều là côn trùng. Toàn bộ vùng ngoại thành liên đới với vô số thôn trang đều đã hóa thành biển côn trùng. Trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên sinh ra một sự tức giận mãnh liệt. Loại tâm tình này cực kỳ mãnh liệt, cho nên hắn chợt quát lên, kẻ đoạt niệm, cút ra đây cho ta. Tiếng nói của hắn truyền đi xa xa, phiêu đãng trên bầu trời đêm, biển trùng phủ đầy trời đầy đất lập tức đứng im bất động. Trong biển côn trùng, một người chậm rãi đi ra, là kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, quỷ vương Hoàng Tuyền,
chúng ta có một thời gian không gặp rồi. Nó chậm rãi nói, ngươi hủy diệt những chúng sinh kia, khó trách thế giới này sinh ra biến hóa kịch liệt như vậy. Cố Thanh Sơn nói, ý ngươi nói là, chuyện ăn sạch một cái văn minh rồi sau đó thay thế nó à, đây là bản lĩnh xuất chúng của tộc trùng bọn ta, khoảng thời gian tiếp theo, ngươi có thể lãnh hội sâu sắc đấy. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói, Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào nó, không nói lời nào, trong hư không sau lưng hắn, một thanh trường kiếm như kim như ngọc bay ra ngoài, trường kiếm một chia thành hai, hai chia thành ba, ba hóa thành trăm ngàn vạn, vạn kiếm lơ lửng chĩa thẳng xuống, che kín toàn bộ hư không. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng ngẩng đầu nhìn về phía những phi kiếm trên bầu trời, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, ngươi cũng không biết, mỗi một con côn trùng đều sẽ cung cấp cho ta đủ tín ngưỡng, cho nên ở nơi này, kết quả của ngươi chỉ có chết, ngươi vẫn luôn trốn tránh ta. Cố Thanh Sơn nói, đó là vì trái cây ngọc lành phải đặt ở cuối cùng mới gặm nuốt được, ta vốn muốn thăm dò bí mật của thế giới này trước, thôi, nếu ngươi đã đưa tới cửa, vậy thì cứ đi chết đi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lui lại mấy bước, chui vào trong biển côn trùng, biến mất không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn chậm rãi giơ tay lên, một tay nắm chặt kiếm kim ngọc, bàn tay khác rút triều âm ra. Hắn phát ra một tiếng trống kinh thiên động địa, chết, thiên địa vạn vật hóa thành ánh kiếm, hết thảy mọi thứ bị ánh kiếm chiếu rọi, chúng sáng lóa ngập tràn, hóa thành một vùng mênh mông, kéo dài không tiêu tan. Một con bọ cánh cứng khổng lồ mang sắc thái diễm lệ bay ra khỏi biển côn trùng, thân thể to lớn như dãy núi nguy nga, ngăn trở ánh kiếm vô tận, nó kêu to lên, đừng mơ tưởng đụng vào côn trùng của ta. Một giây, hai giây, tất cả ánh kiếm biến mất, trên người con bọ cánh cứng khổng lồ có thêm mấy vết kiếm, nhưng bầy côn trùng sau lưng nó lại bình yên vô sự. Bọ cánh cứng mang sát ý đầy người, nó kêu to lên, thật không ngờ ngươi cũng thu được nhiều tín ngưỡng như vậy, xem ra hôm nay chúng ta phải đánh một trận cam go. Cố Thanh Sơn nhìn vào nó, tỉnh táo lại, suy tư phương pháp giết địch. Tiếng nói của quyển sách của đáy biển bỗng nhiên vang lên bên trong thức hải, hai người các ngươi hiện có số tín ngưỡng tương đương nhau, sức mạnh cũng không chênh lệch nhiều, nhưng tộc trùng có khả năng sinh sản kinh người, số lượng bầy trùng sẽ tăng vọt, tín ngưỡng của đối phương cũng sẽ nhanh chóng vượt qua ngươi, đến lúc đó ngươi chưa chắc có thể đối đầu được đâu đấy. Cố Thanh Sơn nghiêm nghị trong lòng, mở miệng nói, kẻ đoạt niệm, ngươi rất để ý những con bọ cánh cứng kia sao? Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng bỗng nhiên bật cười, nói khẽ, tại sao ngươi không dám xưng hô tên thật của ta? Là sợ bị chúng sinh của thế giới này nghe thấy, một khi đọc lên tên thật của ta, thì sẽ bị ta lấy niệm lực cướp đoạt sinh mệnh và linh hồn. Chật chật chật, chính ngươi cũng sắp phải chết rồi, còn phải suy nghĩ cho người khác, không thể không nói, đây chính là điểm yếu sinh tồn của nhân tộc trong hư không, nhân tộc bọn ta vì thế mà được truyền thừa. Cố Thanh Sơn nói, không không không, nhân tộc các ngươi vĩnh viễn sẽ không thích ứng được sự hiểm ác trong hư không, rất nhanh cũng sẽ như những chủng tộc sớm đã biến mất khác thôi, hóa thành hư vô vĩnh hằng. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói, Cố Thanh Sơn nhìn về phía biển côn trùng đen nghịt kia, đồng tử đột nhiên hóa thành một đôi đồng tử dựng thẳng màu vàng đậm, chỉ thấy hắn giơ trường kiếm ra, đứng từ xa mà chỉ đến, một gợn sóng vô hình phát tán ra từ trên trường kiếm, nối thành một mảnh với những dao động mà vạn kiếm trong hư không cùng phát ra, dần dần che kín toàn bộ biển trùng. Binh khí cao nhất của nhân tộc, Mộng Cảnh Long, nắm giữ chân lý, ngươi có quyền năng này, khiến cho tất cả những thứ cấu thành từ sức mạnh, quy tắc, huyền bí không cách nào cự tuyệt mà tiếp nhận ngươi, tên gọi, nắm giữ chân lý. Biển trùng bắt đầu bạo động, một vài con côn trùng không an phận nhào về phía những con khác, bắt đầu điên cuồng công kích, gần như chỉ trong nháy mắt, bầy trùng đã chết một mảng lớn. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng cả giận nói, ngươi rốt cục đang làm cái gì? Ngươi không xem trọng truyền thừa của nhân tộc mà thôi, ta biết ngươi đang kéo dài thời gian ở đây, nhưng mà không quan trọng, đến phân sinh tử đi. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng nói ra, thân thể của hắn dần dần biến hóa, trở thành một con rồng hắc ám khổng lồ toàn thân tỏa ra khí tức vô cùng kỳ quái. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lại hóa thành một người đàn ông lần nữa. Nó lắc lắc ngón tay, nói, phân sinh tử. Không, bí mật của cái thế giới này rất có thể là điều mà cả đời ta theo đuổi. Trong lúc mấu chốt như thế nào, ngươi bảo ta cùng ngươi phân sinh tử sao? Chỉ thấy hai tay nó hợp lại với nhau, tàn ảnh nhanh như chớp ra dấu một ấn, nó quát, dừng tế. Chỉ một thoáng, tất cả mọi thứ đã biến mất, toàn bộ thế giới hóa thành trống không. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đứng ở trong khoảng trống rỗng đó, mà con rồng khổng lồ thì vẫn đứng bên ngoài phạm vi nọ. Quỷ vương, tặng ngươi một câu nói, vĩnh viễn đừng đánh giá thấp những đấng quyền năng vĩ đại đã sống qua vô số năm tháng, bọn chúng tất nhiên đã trải qua vô số khảo nghiệm, dựa vào thực lực của bản thân, hiện giờ mới trở thành kẻ mà không người nào tranh phong lại được. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói xong thì lấy ra một khối xương trắng tản ra khí tức thê lương vô tận, dùng cái này tế cho chung mạc, khiến cho trận tế vũ này tạm thời đình chỉ. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng vừa niệm tụng,
vừa bóp nát cái xương trắng, tùng 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 thùng thùng, tiếng trống oanh liệt vang lên, vô số âm thanh vang lên từ hư không, cùng nhau quát, dừng. Trước mắt con rồng bỗng nhiên nhảy ra một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, chú ý, đối thủ của ngươi cũng nắm giữ chúng sinh tế mệnh vũ huyền bí, hắn tế pháp vừa vặn nằm ngang cùng một cấp độ với ngươi, hắn dâng lên tế phẩm, tạm thời cắt ngang trận tế vũ này, chú ý. Lần tử đấu vũ này tạm thời đình chỉ, con rồng khổng lồ biến trở về Cố Thanh Sơn, mang vẻ mặt phức tạp nhìn về phía kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng, ta nhớ thời điểm mà tử đấu vừa mới bắt đầu, ngươi đã nói ra khuyết điểm của tử đấu vũ. Cố Thanh Sơn nói, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng hình như nhớ tới cái gì, lộ ra vẻ hồi ức, khó trách ngươi biết rõ chung mạch chi tế như thế, thì ra ngươi cũng học qua. Cố Thanh Sơn nói, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng rốt cuộc mở miệng nói, đúng vậy, tính ra thì, ta với ngươi cũng là đồng môn, đáng tiếc tế vũ này khi đã đến tầng tử đấu, thực sự quá khó mà thăng cấp, cuối cùng ta cũng đã hiểu, muốn truy tìm bí mật kia, nhất định phải nghĩ biện pháp khác, rốt cuộc ngươi đang truy tìm cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi, bí mật chân chính của hư không, cùng bốn người trong chừng trong truyền thuyết. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói, đó là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng đi về hướng nơi xa trống rỗng, không quay đầu lại mà nói, thứ sâu kiến thật đáng buồn, đây không phải chuyện mà ngươi nên biết, sở dĩ ta vẫn luôn trúng chiêu, chơi trận tử đấu nhàm chán này với ngươi, thật ra là vì trên người ngươi có vài thứ ta chưa thấy qua, điều này đã rất ít gặp trong hư không, quả nhiên, chúng ta đã đến một thế giới có giá trị, cho dù kẻ mang thực lực như ta đây, cũng bị tử đấu tế áp chế sức mạnh, cho nên không cách nào toàn lực thăm dò bí mật của thế giới này. Đây chính là điểm mà tế vũ đáng để ca ngợi, nhưng chỉ thế mà thôi, ta đã để tế vũ cút sang một bên, chẳng mấy chốc sẽ tìm về toàn bộ thực lực, quỷ vương, nắm chặt thời gian hưởng thụ thời gian sau cùng đi, ta sẽ nhanh chóng tới lấy tính mạng, và cả bí mật của ngươi nữa. Câu nói vừa dứt, trên người kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng đã xuất hiện thêm một lớp kén màu trắng, nó bất động, nó và vô số các côn trùng, cùng biến mất theo toàn bộ thế giới trống không, cũng không còn cách nào tìm kiếm tung tích, hết thảy khôi phục bình thường. Cố Thanh Sơn đang nghe truyện trên TV audio CV còn chưa nói gì, quyển sách của đáy biển đã bật ra ngoài từ trong ngực của hắn, nắm chặt thời gian. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng đã tránh thoát. Nó tránh thoát khỏi tế vũ rồi. Quyển sách của đáy biển hét lớn lên, Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, trấn định một chút, năm đó lúc nó không bị phong ấn thực lực, ta cũng đã gài nó được một lần còn gì. Quyển sách của đáy biển nói thật nhanh, không, lần đó nó chỉ chủ quan mà thôi, mọi chuyện trở nên khẩn cấp rồi đó. Cố Thanh Sơn, nó tiếp tục nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đi tìm người trưởng quản thế giới trước đi, tìm kiếm nó. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, ta đi đâu mà tìm người trưởng quản thế giới? Cố Thanh Sơn nói, đăng thần tế đàn là do các yêu tinh thành lập, có lẽ bọn chúng biết một chút gì đó. Quyển sách của đáy biển nói, Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, nói, quan hệ giữa ta và các yêu tinh cũng không tệ, đi một chuyến cũng không sao, đi mau, từng làn sương trắng dâng lên. Bao lấy hắn rồi biến mất khỏi nơi đó, rừng rậm nguyên thủy, thân hình Cố Thanh Sơn hiện ra, hắn một mình dạo bước trong khu rừng, chỉ trong chốc lát sau đó, chúng sinh tín ngưỡng hắn trên toàn bộ thế giới đã tăng lên gấp 2 lần, sức mạnh thuộc về đại địa đang từng bước tăng cường, xem ra quả thật phải tranh thủ thời gian tìm kiếm yêu tinh, ra đi, Tạ Phi Cơ, không thì coi chừng bị đánh đấy, Cố Thanh Sơn tùy ý hô lên, bốn phía yên tĩnh, đột nhiên một giọng nữ đầy tuổi thân vang lên, tại sao ngươi phải đánh hắn? Cố Thanh Sơn cúi đầu xuống, chỉ thấy một tiểu yêu tinh mặc chiếc váy màu hồng đang đứng dưới chân, trên gương mặt tràn đầy vẻ đáng thương mà ngước nhìn hắn, điểm điểm. Cô thật là một cô bé giàu lòng đồng tình, vừa rồi tôi chỉ đùa một chút thôi. Cố Thanh Sơn cười nói, a, à, thật sao? Đúng rồi, Lô ra đâu? Điểm điểm hỏi, con bé có chút việc nên không tới, tôi hỏi cô này, cô có biện pháp nào đưa tôi đi gặp người sáng lập thế giới này không? Cố Thanh Sơn nói, người sáng lập. Vị kia rời đi quá lâu rồi, chúng tôi không có tin tức của ngài ấy. Điểm điểm nói, bây giờ là ai đang trưởng quản cái thế giới này? Tôi muốn gặp mặt người đó. Cố Thanh Sơn nói, trên mặt điểm điểm lộ ra tia dò xét, cô nói, như vậy thì anh phải đi lên Thần Sơn, mới có thể biết rốt cục là ai đang trưởng quản cái thế giới này. Thần Sơn, ừ, đi thôi, ảnh phải đến Thần Sơn đó. Thế nhưng Thần Sơn ở nơi nào? Nể mặt anh là bạn của Lô ra, tôi sẽ giúp anh một tay vậy. Điểm điểm nói xong câu đó thì rút ra một cây gậy ngắn. Lớp bốp hô, ba lạp hô. Điểm điểm huy động cây gậy ngắn ấy. Mặt đất vỡ ra, để lộ thứ được chôn giấu phía dưới. Đó là một khối gạch hình chữ nhật. Cố Thanh Sơn đánh giá cục gạch, hỏi, sử dụng như thế nào đây?
Tiểu yêu tinh nói, dùng nó tự đập lên đầu mình, là không có tác dụng, dùng nó đập đầu người khác cũng vô dụng. Đã rõ, vậy thì cách dùng chính xác là gì? Cố Thanh Sơn hỏi, lớp bốp hô, yêu tinh huy động cây gậy ngắn lần nữa. Một cục gạch khác xuất hiện ở mặt đất cách đó không xa, đây là gạch chân trái và gạch chân phải. Tiểu yêu tinh trịnh trọng mà giới thiệu chúng, dùng như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi, anh biết làm vỉ đồ nướng không? Tiểu yêu tinh hỏi, biết, nhớ kỹ, anh không thể dùng chúng để làm vỉ đồ nướng. Cố Thanh Sơn câm nín, nghiêm túc hỏi, ta làm thế nào mới có thể dựa vào chúng nó đi thần sơn? Tiểu yêu tinh khựng lại, hậm hực nhận xét, anh thật là không thú vị, nói chuyện phiếm cũng không biết. Anh mang theo nó đi vào trong biển rộng, nằm ngay phía đông rừng rậm, anh cầm cục gạch chui vào nước biển là hiểu ngay thôi. Tiểu yêu tinh nói xong thì xoay người không thấy tăm hơi đâu nữa. Cố Thanh Sơn thở dài, tôi cũng muốn mình thú vị, cũng muốn cùng cô nói chuyện trên trời dưới đất lắm, nhưng mà có một con côn trùng muốn giết tôi còn cách nào đây? Hắn đành phải cất tiếng nói với không khí, đa tạ sự hỗ trợ của cô, vậy tôi đi trước. Sau đó thì nhặt cục gạch lên, một giây sau, chỉ thấy từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lập tức hiển hiện trong hư không. Vật phẩm, cầu thang yêu thuật, miêu tả, đây là hai cục gạch trên thánh trụ điện. Năm đó tứ thần và yêu tinh có hiệp định, các yêu tinh có thể dựa vào gạch này để tiến vào thần sơn. Xem ra chính là thứ này rồi. Thân hình Cố Thanh Sơn khẽ động, bay lên không trung, bay về hướng biến cả. Không bao lâu sau, hắn đã nhìn thấy biến cả xanh đậm mênh mông, chui vào nước biển sẽ biết sao, sẽ biết cái gì. Cố Thanh Sơn thầm nhủ một tiếng trong lòng, nắm cục gạch rơi vào nước biển. Nước biển truyền đến sức nổi khổng lồ, nhưng cục gạch lại mang theo hắn chìm xuống một mạch, trợ giúp hắn tiến vào đáy biển. Cố Thanh Sơn lao vút xuống phía dưới tựa như đi trên đất bằng. Biển càng ngày càng sâu, càng ngày càng chìm xuống. Cuối cùng, Cố Thanh Sơn đứng trước sườn núi dưới đáy biển, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Phía dưới vực biển là một mảnh xanh đậm và đen tối, căn bản không nhìn thấy đáy. Hai cục gạch trong tay hắn bỗng nhiên bay ra ngoài, bọn chúng rơi xuống dưới chân Cố Thanh Sơn, một cao một thấp lơ lửng bất động. Cố Thanh Sơn nhìn ra chút dấu vết, hắn nhấc chân dẫm lên trên một viên gạch, cục gạch không nhúc nhích tí nào. Cố Thanh Sơn lại bước một bước, dẫm lên cục gạch thấp hơn một cái. Khi hắn thu hồi cái chân phía sau, cục gạch kia lập tức bay đến vị trí thấp hơn, cung cấp chỗ cho hắn đặt chân lần nữa. Cố Thanh Sơn đi thẳng một mạch xuống phía dưới, hai khối cục gạch thay nhau hướng xuống, thay phiên xoay chuyển, để hắn vững vàng dẫm lên, đi vào mảnh hải vực còn chưa xác định kia. Cứ yên lặng bước đi như vậy chừng một phút, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, ngươi đã vượt qua trận vạn thần mẫn diệt, đã tới khu vực an toàn. Chú ý, một thế giới tướng vị sắp xuất hiện, chỉ chớp mắt tiếp theo, thế giới tán đi. Một thế giới hoàn toàn mới bỗng nhiên xuất hiện, triệt để kéo Cố Thanh Sơn đi vào. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng bên bờ dòng suối, vượt qua dòng suối, phía trước là một ngọn núi cao vút trong mây, sớm có người đang chờ bên kia của con suối, một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo mũ màu đen, trong miệng ngậm một điếu khói, thần dung luyện cùng kim loại, diệt. Cố Thanh Sơn có chút kinh ngạc, hắn ta chính là vị thần linh lưu lại trên đường lớn, thay tử thần Thâm Tuyết ngăn cản phiền toái. Thâm Tuyết nói hắn ta hẳn sẽ trốn không thoát đâu, nói cách khác, hắn ta đã chết, nhưng bây giờ diệt lại lành lặn không chút tổn hại đứng ngay đối diện mình. Hai người đối mặt, chào ngươi, ta phụng mệnh ở đây nghênh đón khách đến thăm, còn không biết xưng hô ngươi như thế nào. Diệt hỏi, hắn ta nhìn cứ như hoàn toàn không quen biết Cố Thanh Sơn. Thế nhưng Cố Thanh Sơn vẫn nhớ kỹ, lúc trước bởi vì mình là tân thần, hắn ta cực kỳ khinh thường mà liếc nhìn mình một cái, thần linh sao lại bị mất đi ký ức chứ, ta là Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói, Cố Thanh Sơn, ngươi cần phô bày ra tính vật của ngươi, mới có thể thông qua nơi này. Diệt nói, Cố Thanh Sơn giơ hai cục gạch kia lên, đúng, đây là một trong số đó, dựa vào nó ngươi có thể tiến vào thần sơn, nhưng nếu như ngươi muốn tiến vào thánh trụ điện, còn cần một thứ tính vật khác càng quan trọng hơn. Diệt lên tiếng, Cố Thanh Sơn suy nghĩ, sau đó lấy kiếm triều âm ra nắm chặt trong tay. Diệt nhìn thoáng qua, hành lễ nói, kẻ giải phóng linh hồn, người sở hữu binh khí thần thánh, người có tư cách tiến lên trên đỉnh của thần sơn, đi làm chuyện mà ngươi nên làm, rốt cuộc là chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi, mời đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi thẳng lên đỉnh của thần sơn đỉnh, nhưng chuyện liên quan tới thánh trụ điện, chỉ có ngươi mới có tư cách biết. Diệt mỉm cười nói, Cố Thanh Sơn vượt qua dòng suối nhỏ, Diệt mang theo hắn xuôi theo thềm đá đi thẳng hướng lên trên, nơi này là chỗ ở của thần linh, chúng ta lắng nghe âm thanh phàm thế ở đây, giáo hóa tất cả chúng sinh thế gian, cũng thu thập sức mạnh tín ngưỡng. Diệt giới thiệu, Cố Thanh Sơn nhìn về hướng hai bên đường, hắn nhìn thấy không ít thần linh, các thần linh đều đang nhắm hai mắt, trong miệng nói thầm chú ngữ, toàn thân tỏa ra ánh sáng tràn đầy cảm giác trang nghiêm cao quý.
các thần linh đều đang làm cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi, cống hiến toàn bộ sức mạnh của mình ra ngài, hội tụ lên đỉnh của thần Sơn. Diệt nói, hắn giải thích, dù sao phàm thế vừa mới gặp phải hai lần trọng thương, chúng ta cần dâng hiến toàn bộ sức mạnh cho thần vương, để ngài ấy quyết định nên làm cái gì. Thần vương là ai? Thiên sứ thánh luật hoàng thượng, thiên sứ. Tại sao lại là thần vương? Cố Thanh Sơn nghi ngờ nói, Diệt mỉm cười nói, ngài ấy cũng là một người giải phóng linh hồn khác, giống như ngươi. Cố Thanh Sơn lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại lên eo núi, hắn nhìn thấy thần vận rủi, vị thần này rõ ràng đã chết rồi, lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước một tòa cung điện trên sườn núi, yên lặng niệm chú ngữ, một vệt ánh sáng xuất hiện từ trên người thần vận rủi, phóng lên tận trời, bay thẳng hướng đỉnh núi, từng ánh hào quang xông thẳng lên bầu trời, toàn bộ hội tụ trên đỉnh núi. Cố Thanh Sơn lẳng lặng ngắm nhìn, đột nhiên hỏi, thiên sứ thánh luật cũng là người sở hữu binh khí thần thánh sao? Đúng vậy. Diệt đáp lại, Cố Thanh Sơn cũng không nói gì nữa, những thần linh này đều đã được phục sinh, đồng thời không còn giáng lâm phàm thế, ngược lại dùng hết sức mạnh hội tụ lên đỉnh núi, chẳng lẽ là muốn phục sinh thiên sứ thánh luật? Không, thiên sứ thánh luật bị mình giết chết, linh hồn đều đã bị thương giải, chui vào bên trong hỗn độn đã là vĩnh diệt, cho nên thiên sứ thánh luật không có khả năng phục sinh, càng không có khả năng ở trên đỉnh núi. Cố Thanh Sơn vừa đi lên phía trên, vừa nói, tại sao không nhìn thấy tử thần, kỳ quái. Lẽ ra nàng cũng nên ở trên núi mà. Diệt cau mày nói, Cố Thanh Sơn liếc hắn ta một cái, chỉ thấy trên mặt vị thần dung luyện cùng kim loại này có vẻ hoang mang không thể nào hiểu được. Cố Thanh Sơn không lại hỏi tiếp, để tránh ảnh hưởng đến phía bên kia của Thâm Tuyết. Giờ phút này, Thâm Tuyết đang cùng mình và Lô Ra ở lại trong hoang mạc, hai người tiếp tục leo lên đỉnh của thần Sơn. Rốt cuộc, Cố Thanh Sơn đứng ở ngoài thánh điện, cái gọi là thánh điện, chẳng qua là mấy chục cây cột đá. Mỗi một cột đá đều phảng phất như trải qua vô số cam go, để lộ nét tàn phá mà cổ xưa. Xin mời vào đi, nơi này chỉ cho phép ngươi tiến vào, ta lui xuống trước. Thần dung luyện cùng kim loại nói, được rồi. Cố Thanh Sơn nói xong thì đi về hướng những cột đá kia. Theo bước tiến của hắn, những cột đá dần dần hiện lên ánh hào quang. Những ánh hào quang đó bỗng nhiên tạo thành một tòa thánh điện nguy nga trang nghiêm. Cố Thanh Sơn tiến vào bên trong, bước từng bước một vào chính giữa của thánh điện. Rốt cuộc, hắn nhìn thấy một cái đài cao, trên đài cao có một đống tro tàn, cùng một thanh trường kiếm đã gãy. Cố Thanh Sơn khẽ động mày, chuôi kiếm này sao lại quen thuộc như thế? Chỉ thấy kiếm triều âm nhanh chóng bay lên đài cao, dừng lại ở phía trước chuôi trường kiếm kia. Hai thanh kiếm giống nhau như đúc, Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói, triều âm, nó rốt cuộc là. Triều âm vây quanh thanh kiếm đã gãy ấy, không ngừng phát ra tiếng reo bi thương vù vù. Một thanh âm khác vang lên, đó là đồng loại của nó, cho nên nó có chút bi thương. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hư không, chỉ thấy một quyển sách đang lặng lẽ hiển hiện, chính là người trưởng quản thế giới mà lúc trước thiên sứ thánh luật cầm trong tay, chuôi kiếm này còn cứu được hay không? Cố Thanh Sơn hỏi, nó đã triệt để chết đi, mỗi một chuôi kiếm mà tứ thần tạo thành, đều chỉ có một chủ nhân chân chính, mà khi chủ nhân rơi vào tình cảnh vĩnh diệt, như vậy hy vọng của thanh kiếm cũng theo đó mà hủy diệt, trường kiếm sẽ gãy mất. Người trưởng quản thế giới nói, là thiên sứ thánh luật sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, tình huống khẩn cấp, chúng ta nói thẳng vào chính sự. Người trưởng quản thế giới nói, Cố Thanh Sơn không nói nữa, chỉ lộ ra vẻ nghi hoặc. Người trưởng quản thế giới nói, giờ phút này, ngươi cũng không còn ở một thế giới song song nào đó nữa, ngươi đã nhận thấy được sự chân thật của thế giới này, cũng chính là hư không có đủ tứ thánh trụ, ngươi sẽ tiếp nhận quyền hành, thu dọn cục diện rối rắm mà thiên sứ thánh luật để lại, tại sao ta phải làm như thế? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì đối thủ của ngươi đang tìm về sức mạnh, mà ta có phương pháp duy nhất, có thể giúp ngươi sống sót. Người trưởng quản thế giới nói, biện pháp gì? Chẳng lẽ ngươi có thể giúp cho tử đấu tế khôi phục trở lại? Cố Thanh Sơn hỏi, thật có lỗi, có lẽ trước kia ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi, nhưng bây giờ ta đã không làm được chuyện đó rồi. Người trưởng quản thế giới bay thấp xuống, mở toang ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Ngươi, Cố Thanh Sơn giật mình nói. Chỉ thấy trình độ hư hao của quyển sách này đã vô cùng nghiêm trọng, bên trong rỗng tuếch, gần như chỉ còn lại nửa tờ cuối cùng. Ta là binh khí của thủy thần, khi ngài ấy chết đi trong trận chiến ấy, ta chỉ còn lại nửa tờ cuối cùng, cũng trốn đi để tìm đường sống. Người trưởng quản thế giới nói, kẻ thù là ai? Ta không thể chính diện nói cho ngươi biết, nhưng ta là tin tức cuối cùng mà thủy thần của tứ thánh trụ lưu lại, con côn trùng kia đang khát vọng đạt được ta, mà ta phải đảm bảo mình rơi vào tay của người được thần linh công nhận. Nếu không cũng chỉ có thể hủy diệt bí mật này, và triệt để hủy diệt chính bản thân ta. Người trưởng quản thế giới nói, bí mật gì?
Cố Thanh Sơn không khỏi hỏi, bí mật này không thể tầm thường, nếu không sẽ bị cảm ứng được, đến lúc đó ngươi sẽ nguy hiểm, nhưng mà trước tiên, ngươi cần cầm lấy ta trước đã, người trưởng quản thế giới nói. Cố Thanh Sơn lập tức cầm lấy quyển sách, người trưởng quản thế giới lập tức dùng một giọng nói đầy buông lỏng, quả nhiên là người sở hữu địa thánh trụ, người giải phóng linh hồn, người sở hữu binh khí chúng sinh, kẻ thủ hộ quyển sách của đáy biển, nếu như vậy, ta an tâm. Cùng lúc đó, trước mắt Cố Thanh Sơn hiện ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, ngươi đã nhận được sự tán đồng của người trưởng quản thế giới. Người trưởng quản thế giới đang nói cho ngươi biết một bí mật, trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hiện lên một âm thanh, nghe này, bí mật này chỉ có thể kể lại bằng cách này. Trong hư không, kỳ thật không có bất kỳ đấng quyền năng nào là đối thủ của chính thần tứ trụ cả. Trong hư không, kỳ thật không có bất kỳ đấng quyền năng nào là đối thủ của chính thần tứ trụ cả. Cố Thanh Sơn lắng nghe, trầm ngâm mấy giây rồi nói, đằng sau câu nói này phải chăng có thể thêm một vài từ gì khác? Không thể thêm. Người trưởng quản thế giới nói, vậy còn từ ngữ khác thì sao? Ngươi muốn thêm từ ngữ gì? Mấy từ dạng như, nhưng mà, ngoại trừ, thẳng đến, vậy. Cố Thanh Sơn nói, cũng không có, người trưởng quản thế giới dùng giọng nói vô cùng nghiêm túc, ngươi phải nhớ kỹ, bí mật này đã đến cực hạn của nó, lại đột phá về sau một chút nào nữa, cũng sẽ lập tức dẫn tới mầm tai và ngươi không cách nào ứng phó được. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, nói, tứ thần đã không có ở đây, đúng không? Ta không thể nói với ngươi bất cứ cái gì liên quan tới tứ thần cả. Người trưởng quản thế giới nói, tiếng nói của người trưởng quản thế giới lại vang lên lần nữa, bí mật đã truyền lại cho ngươi, ta sẽ tập trung tín ngưỡng mà chúng thần thu hoạch, đánh thức sức mạnh của thủy thần một lần cuối cùng, tiến hành bảo vệ cho ngươi. Ngươi cảm thấy con côn trùng kia rất lợi hại sao? Cố Thanh Sơn hỏi, đúng vậy, nó không phải thứ tồn tại trong hư không, chính nó cũng không biết mình mạnh đến mức nào, chung quy là loài bọ cánh cứng đã mất đi truyền thừa. Cố Thanh Sơn có chút bất ngờ, lẩm bẩm nói, cho nên nó mới có thể tìm kiếm bí mật trong hư không? Đúng thế, Cố Thanh Sơn lại nói, như vậy chân thần thì sao? Ta nghe chúng thần nói qua, năm đó bọn họ không thua kém gì các chúa tể thanh đồng cả. Đó là chuyện trong thời đại thủy thần còn ở, chúng thần là bộ bài binh khí của thánh trụ thủy, uy lực vô tận. Đáng tiếc sớm đã trôi qua quá lâu rồi, người trưởng quản thế giới tiếp tục nói, mà bây giờ, bộ bài chúng thần chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng mới miễn cưỡng kích phát một chút sức mạnh, cho nên đừng trông cậy vào các lá bài chúng thần, bọn họ còn không bằng được những con tiến hóa chậm chạp kia nữa. Người trưởng quản thế giới nói, trên thần sơn, tất cả thần linh đều đã biến mất, bọn chúng hóa thành từng tấm thẻ bài, xuất hiện trong thánh điện, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một chồng, quyển sách của đáy biển, ngươi lấy bộ bài này đi, ta đã không chịu tải bọn chúng nữa rồi. Người trưởng quản thế giới nói, ngươi hào phóng như vậy. Quyển sách của đáy biển nhảy ra, không tin mà hỏi, nhất định phải như thế. Người trưởng quản thế giới nói, câu này vừa nói xong, trước mặt Cố Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện một tờ giấy trắng. Người trưởng quản thế giới nói, thiên sứ thánh luật từng dùng qua một lần. Hiện tại đến phiên ngươi sử dụng quy tắc sức mạnh mà thủy thần để lại rồi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội để sửa đổi quy tắc vận chuyển của thế giới này. Đây là cơ hội duy nhất để ngươi chiến thắng con côn trùng kia, cho nên phải suy nghĩ thật kỹ, phải viết quy tắc như thế nào. Một cây bút rơi xuống, lơ lửng ngay sơn trước mặt Cố Thanh. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, nói ra, cái này dễ dàng, ta biết làm sao chiến thắng nó. Hắn đang muốn lấy bút, dị biến nảy sinh, chỉ nghe một thanh âm vang lên, hắn không có cơ hội. Đây là tiếng nói của kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, chỉ thấy nó hóa thân thành người, đang mặc một bộ chiến giáp hỏa sắc đã rách nát không chịu nổi, cánh tay hóa thành chi trùng bén nhọn, xuất hiện ở sau lưng Cố Thanh Sơn, không ai biết nó là tiến vào thần sơn bằng cách nào. Trong chớp mắt, giấy bút trước mặt Cố Thanh Sơn hóa thành ánh thủy quang, bay vào trong ngực hắn, lại nhìn người trưởng quản thế giới, trên phong bì của nó xuất hiện một ngọn lửa vừa dâng trào, toàn bộ thế giới đã rơi vào đình trệ, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng bày ra tư thế đâm tới. Lại đứng im bất động, đi mau, người trưởng quản thế giới quát, ta sẽ lập tức diệt vong để tránh bí mật mà thủy thần nói tới bị nó biết được, mà nhiệm vụ của ngươi chính là sống sót, thẳng đến một ngày hiểu được bí mật này. Ngọn lửa nhanh chóng cắn nuốt cả quyển sách của đáy biển đột nhiên nhảy ra từ trong ngực Cố Thanh Sơn, ngươi đã may mắn còn sống sót, cần gì phải muốn triệt để hủy diệt. Cùng ta đi đi, ta và Cố Thanh Sơn có thể bảo vệ ngươi. Quyển sách của đáy biển nói, không. Bây giờ là thời khắc ta triệt để bảo vệ bí mật kia. Người trưởng quản thế giới nói, ánh lửa hừng hực thiêu đốt, cả quyển sách đã bị ngọn lửa triệt để cắn nuốt, một thứ sức mạnh khổng lồ truyền ra từ trong ngọn lửa, đánh vào trên người Cố Thanh Sơn. Chỉ một thoáng, Cố Thanh Sơn biến mất khỏi thần điện, không thấy đâu nữa. Một giây, hai giây, ba giây,
Thời gian chậm rãi trôi qua, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đột nhiên khôi phục hành động. Nó đứng tại chỗ ngây ngẩn một hồi, nương theo chiến giáp hỏa thần ngày xưa, ta có thể đi thẳng tiến vào mọi nơi của tứ thần, thế nhưng vì cái gì quyển sách này lại bài xích ta như thế? Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lẩm bẩm tự nói, mặt của nó dần dần trở nên vặn vẹo, đầy căm hận mà nói, đúng rồi. Quỷ vương Hoàng Tuyền, phía bên kia, Cố Thanh Sơn trực tiếp xuất hiện trên một hoang mạc, hắn ngơ ngác một chút, phát hiện trong tay mình đang nắm kiếm, mà Thâm Tuyết đứng ngay bên cạnh, hai người hình như đang thử luyện tập đối công. Đây là, mình đã trực tiếp trở về sao? Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng thoáng hiện, người trưởng quản thế giới phát động ra tia sức mạnh cuối cùng mà thủy thần lưu lại, kết thúc kiếm thuật thời không của ngươi, ngươi về tới đầu nguồn của Lưu Sa Kính, nhắc nhở, xin hãy lập tức sử dụng vật phẩm mà người trưởng quản thế giới đưa cho ngươi, nhắc nhở, quy tắc thế giới mà ngươi viết xuống, nhất định phải phù hợp thường thức cùng quy luật cơ bản, nhắc nhở trọng yếu, quy tắc càng cơ sở, càng dễ dàng có hiệu quả, sức mạnh càng thân thuộc với ngươi thì càng nghe lời kêu gọi của ngươi. Cố Thanh Sơn quét qua một mạch không do dự nữa, hắn lấy ra giấy cùng bút từ trong ngực, nhanh chóng viết xuống một hàng chữ, hết thảy những kẻ có thực lực vượt qua bộ bài chúng thần, đều phải dựa vào tín đồ để đạt thành mục đích, hoặc là thông qua tranh đấu giữa các tín đồ để phân ra sinh tử, vi phạm quy tắc này sẽ trực tiếp trở về với hỗn độn vĩnh diệt. Một hàng chữ viết xong, giấy bút đã không thấy đâu nữa, chỉ trong chớp mắt tiếp theo, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng xuất hiện ngay phía sau hắn, giơ lên một thanh chiến phủ màu đen đang chảy đầy mũ xuống, thế giới chúng thần bắt đầu chấn động kịch liệt, bên trong hư không, chữ nhỏ màu đỏ tươi đổi mới trong nháy mắt, quy tắc của thế giới đã sửa đổi, hết thảy những kẻ có thực lực vượt qua bộ bài chúng thần, đều phải dựa vào tín đồ để đạt thành mục đích, hoặc là thông qua tranh đấu giữa các tín đồ để phân ra sinh tử, vi phạm quy tắc này sẽ trực tiếp trở về với hỗn độn vĩnh diệt. Cố Thanh Sơn chậm rãi quay người, nhìn về phía kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng dừng lại, ánh mắt nó là một mảnh đỏ ké, nó gằn giọng mà nói, giao ra bí mật kia, nếu không ta thề ngươi sẽ tiếp nhận tra tấn vĩnh hằng, thật có lỗi, chỉ khi côn trùng diệt sạch nhân tộc, ngươi mới có tư cách nói ra câu nói này. Cố Thanh Sơn nói, hừ, ta cũng muốn thử một chút. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng quát lên một tiếng, giơ chiến phủ lên thật cao, oanh, thế giới hóa thành hư không, thác nước màu vàng ươm khổng lồ mà không giới hạn hiển hiện trong hư không, xông thẳng về phía hai người. Một dòng nước màu vàng tinh tế uốn lượn bay tới, chậm rãi quấn quanh người của kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng cứng đờ bất động, hỗn độn. Nó nói giọng khàn khàn. Cố Thanh Sơn khoanh tay nói, trước mặt hỗn độn, thử một cái thì sẽ đi đời, ngươi muốn thử một phát không? Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nghiến răng vang lên khanh khách, cuối cùng chửi mắng ra một chuỗi trùng ngữ quái dị thật dài, buông chiến phủ trong tay xuống, dị tượng biến mất chỉ trong nháy mắt. Đợi đó đi, ta sẽ để tộc trùng quét sạch toàn bộ thế giới. Đến lúc đó ta muốn ngươi quỳ gối trước mặt ta, nói ra bí mật của tứ thần, tạm thời để ngươi sống thêm mấy ngày. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lui về phía sau mấy bước, hoàn toàn biến mất từ trong hoang mạc. Lúc này Cố Thanh Sơn mới lộ ra một tia nặng nề, Thâm Tuyết. Hắn hô, Thâm Tuyết không trả lời. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thâm Tuyết bị định trụ bất động, toàn thân rơi vào một loại tình trạng vô tri vô giác nào đó. Thâm Tuyết. Cố Thanh Sơn vội vàng tiến lên, đưa tay đi đỡ nàng. Bành. Tử thần Thâm Tuyết hóa thành một tấm thẻ bài, nhẹ nhàng phiêu đãng, bay vào trong một quyển sách, là quyển sách của đáy biển. Cố Thanh Sơn, hiện tại ngươi đã biết được bí mật truyền thừa của thủy thần, cho nên ta coi ngươi là truyền nhân của thủy thần. Thanh âm của nó vô cùng nghiêm túc, nhưng ta là địa thần. Cố Thanh Sơn nói, quyển sách của đáy biển chán nản nói, bên trong hư không chưa từng bàn đến vấn đề đạo lý, vì sống sót, vì không để cho mọi thứ bị cắt ngang giữa chừng, ta cũng không cần phải để ý quá nhiều. Hiện tại đồng tiền địa thần cũng đã được giải phong ấn, vì tận lực che lấp dòng dao động sức mạnh mà ta và đồng tiền địa thần phát ra, ta chỉ có thể phóng ra một chút uy lực, nó rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn, chỉ một thoáng, từng hàng màu đỏ tươi chữ nhỏ điên cuồng đổi mới đi ra, chú ý, dưới tình huống hết sức bất đắc dĩ, quyển sách của đáy biển đã đưa ra lựa chọn, quyển sách của đáy biển giải phóng phong ấn của bản thân, cũng vì thế mà thu hoạch được quyền năng thật sự của Thánh Trụ Thủy lần nữa, hải mệnh. Quyền năng thật sự của tứ thánh trụ, duy nhất, nói rõ, chỉ định vạn vật và chúng sinh, giao phó một loại thuộc tính mới cho nó, duy tri duy thức, chỉ biển như mạng, chúng sinh vạn vật, hết thảy tân sinh. Cố Thanh Sơn nhìn xem những cây nhắc nhở này, nhất thời không hiểu được là như thế nào. Quyển sách của đáy biển lại nói, đại chiến sắp đến, Cố Thanh Sơn, ngươi nghe cho kỹ đây, từ giờ trở đi ngươi sẽ có thể sử dụng quyền năng của thánh trụ thủy, quyền năng này tên là Hải Mệnh. Ta khuyên ngươi không cần tùy tiện giao phó cho chúng sinh bất cứ thuộc tính nào, vậy sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của bọn chúng,
quấy nhiễu nhận thức của bọn chúng đối với bản thân. Ngươi có thể bắt đầu thử nghiệm từ vạn vật, chậm rãi thể nghiệm uy lực của thánh trụ thủy. Cố Thanh Sơn nghiêm túc hỏi, ta nên làm như thế nào? Đi tìm tảng đá. Quyển sách của đáy biển nói, Cố Thanh Sơn nghe lời mà tìm một khối đá, nắm trong tay. Đây là một khối đá. Quyển sách của đáy biển hỏi, đúng. Cố Thanh Sơn nói, ngươi bây giờ có thể giao phó thuộc tính mới cho nó, giới hạn chỉ một loại. Quyển sách của đáy biển nói, thuộc tính, là chỉ cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi, bất cứ cái gì cũng được hết, ngươi phải câu thông với ta, dùng ta để phóng thích loại sức mạnh giao phó này. Quyển sách của đáy biển nói, Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói, ta nghe nói có một loại tảng đá, là đá không gian trời sinh, có thể mở ra hư không, ta muốn giao phó cho nó sức mạnh không gian, ngươi huy động nó đi. Quyển sách của đáy biển nói, Cố Thanh Sơn nắm tảng đá vạch một cái trong hư không, chỉ thấy một cánh cửa hư vô được mở ra, ngoài cửa là hư không tối tăm vô tận. Không nói nhiều nữa, vì đảm bảo không bị chú ý, ngươi nhất định phải thu hồi thuộc tính của một thứ xong rồi thì mới có thể vận dụng hải mệnh lần nữa. Quyển sách của đáy biển nói, ta đã biết. Cố Thanh Sơn thu hồi thuộc tính đã ban cho tảng đá này lại. Hắn cúi đầu nhìn vào tảng đá kia, xuất thần suy nghĩ một hồi lâu. Quyển sách của đáy biển, rốt cuộc ngươi đang lo lắng cái gì? Hắn hỏi, vậy phải xem ngươi muốn biết cái gì? Quyển sách của đáy biển nói, ngươi vẫn luôn che giấu sóng dao động sức mạnh phát ra từ ngươi và đồng tiền, rốt cuộc ngươi sợ bị ai phát hiện? Cố Thanh Sơn hỏi, những câu hỏi thế này đối với ngươi mà nói thì còn quá sớm, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, trước khi ngươi có thể đoạt được lục đạo luân hồi, ngươi không có tư cách hỏi những câu này. Quyển sách của đáy biển nói, lục đạo luân hồi có thể mang đến cho ta cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi, ngươi đạt được nó đi rồi sẽ rõ ràng mọi chuyện. Quyển sách của đáy biển thận trọng mà đáp, Cố Thanh Sơn thở dài, không hỏi nữa, miệng của quyển sách của đáy biển quá kín, nếu đã như vậy, còn không bằng làm cho xong chuyện trước mắt đã. Quy tắc của thế giới đã được sửa đổi, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đang phát triển tộc trùng, muốn triệt để phá hủy văn minh nhân loại, để chiến thắng mình, hiện tại cũng không thể tuột xích xe giữa chừng được. Cố Thanh Sơn đi đến trước vách đá, mở cửa hang động ra, đi thẳng một mạch vào bên trong, hắn đi vào cạnh suối nước nóng dưới mặt đất, chỉ thấy Lora đang nhắm hai mắt như suy nghĩ cái gì. Phía sau lưng Lora mọc ra một đôi cánh màu xanh biếc, tản ra từng tia thần lực, hiển nhiên là đang lĩnh ngộ một loại linh kỹ nào đó. Cố Thanh Sơn cũng không quấy rầy nàng, dứt khoát lặng lẽ lui ra ngoài, thi triển sức mạnh của thần linh ở bên ngoài, tăng thêm mấy tầng bảo hộ cho toàn bộ hang động. Làm xong những chuyện này, hắn chính thức bắt đầu ứng phó kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đứng trên mảnh đất trống, lẳng lặng cảm ứng sự thay đổi của toàn bộ thế giới. Tất cả địa khu đều xuất hiện tung tích của lũ côn trùng. Khả năng sinh sản của bọn chúng quá kinh người, tốc độ tiến hóa cũng làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Càng quan trọng hơn chính là, vì tiến hóa bọn chúng sẽ ăn sạch tất cả mọi thứ chung quanh. So sánh ra thì, tín ngưỡng của địa thần trên thế giới này còn rất yếu. Dù sao địa thần mới vừa mới xuất hiện trên thế giới này, khó trách kẻ đoạt niệm vĩnh hằng dứt khoát rời đi như vậy, thì ra nó thật sự có tự tin đó. Nếu như cứ để mặc thế cục thế này phát triển tiếp, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng sẽ thắng chắc. Cố Thanh Sơn lẳng lặng nghĩ một hồi, dứt khoát lặng lẽ gọi tên Sơn Nữ ở trong lòng, công tử. Sơn Nữ đáp lại, có việc phải làm. Cố Thanh Sơn nói, công tử cứ sai khiến. Sơn Nữ nói, Cố Thanh Sơn rút thần kiếm định giới ra, nhẹ nhàng vạch một cái vào trong hư không, lưu sa kính, hư không lập tức vỡ ra, để lộ ra một dòng sông dài tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, dòng sông thời gian. Cố Thanh Sơn thả mình nhảy vào trong đó, đi ngược dòng nước của con sông dài, tầng tầng lớp lớp những đoạn ngắn và hình ảnh thời gian hiện lên bên cạnh hắn, hắn lại không thèm để ý chút nào, thẳng đến khi nhìn thấy thời khắc kia, Cố Thanh Sơn giơ trường kiếm lên, dùng sức đâm một cái vào hình ảnh đại diện cho thời khắc kia, chỉ một thoáng, hình ảnh đó vỡ ra một cái khe, kéo hắn vào trong đó. Ta có thể trực tiếp đi giết nó không? Không thể, hiện tại tử đấu vũ trói buộc ngươi cùng hắn của thời khắc này. Ngươi chỉ cần qua đó thì sẽ tương đương với quấy nhiễu chuyện ngươi đang làm trong khoảng thời gian này, lại nói tế vũ cũng không phải chuyện đùa, ngươi đừng đi đụng vào, xem ra phải nghĩ ra phương thức khác rồi. Bệnh viện, tầng cao nhất, Cố Thanh Sơn và quyển sách của đáy biển đang nói chuyện, thần sinh mệnh đã rời đi, chỉ còn một mình hắn đứng trên tầng cao nhất, hắn nhìn xuống thành thị đang bị màn đêm bao phủ, lẳng lặng chờ đợi, dòng chảy thời gian trôi qua, bóng đêm dần dần dày đặc lên, vào khắc ấy, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nói, trên điểm thời gian này, địa thần đã có được tín đồ đầu tiên, sau lưng của hắn bay ra một thanh trường kiếm, hóa thành Sơn Nữ, công tử, tôi nên làm những gì? Sơn Nữ hỏi, mặc dù cô không thể dùng linh kỹ địa thần,
nhưng mà cô có thần lực địa thần, có thể biến thành tôi, cứ hành tẩu trên thế giới này, truyền tín ngưỡng lên mặt đất, tranh thủ thu càng nhiều tín đồ. Cố Thanh Sơn nói, vâng, Sơn Nữ phát động chúng sinh huyền bí chung cực, biến thành dáng vẻ của Cố Thanh Sơn. Một Cố Thanh Sơn khác, Cố Thanh Sơn lại dặn dò, nhớ kỹ, không được đi theo lối mòn mà tôi đã đi, không cần đụng vào chuyện mà tôi của thời khắc này đang bắt tay làm, đã hiểu, vậy tôi đi ngay đây. Một Cố Thanh Sơn khác khuỵu người thi lễ với hắn, sau đó bay lên không trung, nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn lấy ra quyển sách của đáy biển, lấy ra. Hắn lên tiếng, lấy cái gì? Quyển sách của đáy biển hỏi lại, bộ bài thủy thần. Cố Thanh Sơn nói, hừ, đây chính là bộ bài thủy thần đó, ta còn chưa cầm nóng tay nữa, ngươi đã muốn cướp đi từ chỗ của ta rồi. Quyển sách của đáy biển không tình nguyện mà nói, ta cũng đâu có giật của ngươi, ta chỉ mượn xài thôi. Cố Thanh Sơn nói, thật không, thật, vậy thì được. Quyển sách của đáy biển tự động lật ra, hiện ra từng tấm thẻ bài chúng thần. Cố Thanh Sơn cẩn thận ngắm nhìn, lật qua tìm thử trong đó, cuối cùng chọn trúng một tấm thẻ bài. Đây là một tấm thẻ bài có màu sắc chủ đạo là đen và tím đậm, phía trên có vẽ một người con gái thần bí có đeo mặt nạ, là thần tiên đoán, dùng như thế nào đây? Cố Thanh Sơn hỏi, ngươi phải nói ra một sứ mệnh, sau đó thả thẻ bài ra ngoài. Quyển sách của đáy biển nói, Cố Thanh Sơn lập tức nắm lấy thẻ bài, bắt đầu nói, ngươi đã nhận ra điều chẳng lành trong vận mệnh, đã phát động ra tiên đoán cường lực nhất, rốt cuộc phát hiện thế giới sắp nghênh đón một trận tai nạn chân chính. Tai nạn này sẽ hủy diệt toàn bộ nơi ở của chúng thần, nếu như các thần linh không liên hợp lại, chỉ sợ không có bất cứ kẻ nào có thể may mắn thoát khỏi trận đại kiếp khủng khiếp này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nói xong, hắn vứt thẻ bài ra ngoài. Bành, thẻ bài hóa thành một người con gái thần bí đeo mặt nạ. Chính là thần tiên đoán. Kỳ quái, cô gái đó nỉ non, bất an đi tới đi lui trên mái nhà. Cố Thanh Sơn đứng một bên, ngạc nhiên nói, nàng không thấy được ta sao? Bình thường mà nói, trừ phi thủy thần ngầm đồng ý, nếu không thẻ bài không cách nào trông thấy thủy thần. Quyển sách của đáy biển lặng lẽ truyền âm với hắn, chỉ thấy cô gái nọ đột nhiên dừng chân lại, cao giọng la lên, một hồi đại nạn chân chính, tai nạn này sẽ hủy diệt toàn bộ nơi ở của chúng thần, nếu như các thần linh không liên hợp lại, chỉ sợ không có bất cứ kẻ nào có thể may mắn thoát khỏi trận đại kiếp khủng khiếp này. Không được, ta phải nhanh chóng đi thông báo chuyện này cho chúng thần. Nàng bỗng nhiên biến mất khỏi nơi đó. Cố Thanh Sơn lại rút ra một tấm thẻ bài lần nữa, chính là thần dung luyện cùng kim loại, diệt. Cố Thanh Sơn nắm thẻ bài, lên tiếng, thần tiên đoán đưa ra một lời tiên đoán kinh khủng nhất, một tai họa khủng khiếp sắp xảy ra, sứ mệnh của ngươi chính là động viên tất cả các tín đồ, bắt đầu dung luyện hết thảy binh khí cho chiến tranh, phải nhanh lên. Hắn vứt thẻ bài ra ngoài, bành, thẻ bài hóa thành thần dung luyện cùng kim loại, chỉ thấy hắn ta đứng ở giữa không trung, chau mày nói, hỏng bét, một tai họa khủng khiếp sắp bộc phát. Xem ra phải lập tức động viên các tín đồ, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Nói xong, hắn ta đã xông lên mây xanh, bay về phía chân trời. Cố Thanh Sơn rút bài thêm lần nữa. Trên tấm bài này có vẽ một con dê rừng màu đen, toàn thân tản ra khí tức u minh. Hắn nói với thẻ bài, ngươi nhất định phải trở lại minh giới, an trí tất cả chúng sinh đã chết mất, chỉnh lý bọn chúng thành quân đội, để đối mặt với biến cố sắp xảy đến với toàn bộ thế giới. Nói xong thì Cố Thanh Sơn ném thẻ bài ra ngoài. Chỉ thấy một con dê đen xuất hiện trong hư không, nó nhanh chóng biến hóa thành người, quát khẽ nói, loại dự cảm bất tường này, xem ra điều thần tiên đoán nói là sự thật, ta phải tranh thủ trở về minh giới, kêu gọi tất cả chúng sinh đã chết đi, chỉnh lý bọn chúng thành quân đội, để đối mặt với biến cố sắp xảy đến với toàn bộ thế giới. Nói xong, Minh Vương xông lên bầu trời, bay tới bay lui trên không trung, hình như đang tìm kiếm cái gì. Quyển sách của đáy biển lập tức nói, Cố Thanh Sơn, có phải ngươi bị mụ mị đầu óc rồi hay không? Cái thế giới này làm gì có minh giới gì chứ? Ta biết, hiện tại phải đánh một trận với đám côn trùng kia, chúng ta cần một minh giới. Cố Thanh Sơn nói, hắn ngồi xổm xuống, đặt tay lên trên sàn nhà. Một thần lực lập tức từ trong tay hắn truyền vào cao ốc bệnh viện, lại chui thẳng vào bên trong lòng đất. Linh kỹ thánh trụ, hải mệnh, chỉ nghe hắn thấp giọng mà nói, nhanh làm cho mặt đất có thuộc tính u minh, có thể dung nạp chúng sinh đã tử vong. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ thế giới lập tức sinh ra một làn sóng vô hình. Sâu tiếp trong lòng đất, địa vực u minh bỗng nhiên được ra đời. Rất nhiều linh hồn dần dần phiêu đãng hướng xuống phía dưới mặt đất. Trên bầu trời, Minh Vương hình như cũng có cảm ứng, lập tức bay thấp xuống, chui cả người vào lòng đất, nhanh chóng tới gần u minh giới. Ngươi thật có thủ đoạn đấy. Quyển sách của đáy biển lẩm bẩm nói, mượn sức mạnh của ngươi. Cố Thanh Sơn nói xong thì liên tục rút bài từ trong quyển sách. Thời gian đã trôi qua một lúc,
chỉ thấy thẻ bài trên quyển sách của đáy biển bị rút sạch toàn bộ. Hai tay Cố Thanh Sơn nắm đầy thẻ bài, chậm rãi cất tiếng nói, từ khi trận doanh thủ tự và trận doanh loạn thế giao chiến với nhau để tranh đoạt tín ngưỡng, lịch sử đã trôi qua quá lâu rồi. Mà bây giờ, thế giới sắp bộc phát một trận thảm họa khủng khiếp, nó sẽ phá hủy nền tảng căn cơ của chúng thần, khiến cho tất cả mọi thứ rơi vào tình cảnh hủy diệt. Hôm nay, các thần linh của thủ tự và loạn thế nhất định phải liên hợp lại với nhau, đoàn kết nhất trí, kề vai chiến đấu đối kháng trận tai nạn kinh khủng này. Sự tồn vong của nơi ở của chúng thần sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Nói xong, hắn vứt tất cả các thẻ bài ra ngoài, thẻ bài tung bay đầy trời. Chỉ một thoáng, tất cả các thẻ bài đã biến mất, hư không hiện đầy thần linh. Bọn họ phân chia thành hai nhóm, nhìn vào nhau, thần tiên đoán đưa ra tiên đoán kia. Một tên thần linh mở miệng nói, chúng thần đồng loạt gật đầu, bọn họ nhìn lẫn nhau, do dự có nên nói ra sự kiện kia hay không, ta cứ nói đi, ta cảm thấy đã đến lúc rồi. Một tên thần linh lên tiếng, không sai, hiện tại chúng ta nên bỏ thành kiến xuống để chung sức hợp tác, để ứng phó trận thảm họa sắp bùng nổ kia. Một tên thần linh khác nói tiếp, vì cái thế giới này, cũng vì sự tồn vong của chúng ta nhất định phải ký kết một khế ước ngưng chiến. Đồng ý, đồng ý, đây là biện pháp duy nhất rồi. Chúng thần đồng loạt lên tiếng hưởng ứng, như vậy thì bắt đầu đi, để Minh Vương tới luôn, chúng ta phải đoàn kết cùng với nhau, phát động tất cả tín đồ, dẫn đầu bọn chúng cùng kề vai chiến đấu, đối kháng với hồi tai họa kinh khủng kia. Chúng thần tán đi, bọn họ hành tẩu giữa trần thế, cùng tín đồ của chính mình dùng hết toàn lực nắm chặt thời gian, chuẩn bị ứng phó đại kiếp sắp xảy ra. Cứ việc không có ai nói rõ được sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng thần tiên đoán đã tiên đoán thì chắc sẽ không sai. Toàn bộ thế giới đều bắt đầu chuyển động. Cố Thanh Sơn vẫn đứng trên tầng cao nhất của bệnh viện, lẳng lặng nhìn chăm chú xuống thành thị đang chìm trong bóng đêm. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi bỗng nhiên xuất hiện, chú ý, vòng đóng của thời gian tuyệt đối không đơn giản. Cố Thanh Sơn ngoài ý muốn nhìn vào hàng chữ này, trong hư không không có cái gì cả, chỉ lẻ loi lơ lửng một hàng chữ thế này, ngươi không có thêm chuyện gì muốn nói cho ta biết sao? Cố Thanh Sơn hỏi, những hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nổi lên, lấy thực lực bây giờ của ngươi, nói ra bất cứ bí mật gì cũng sẽ khiến ngươi rơi vào tình cảnh hủy diệt, nhớ kỹ, giai đoạn hiện giờ không thể nói cho ngươi chuyện gì, đây là vì sự an toàn của ngươi, nhưng không biết cái gì cả cũng rất nguy hiểm. Cố Thanh Sơn, ngươi phải nghĩ biện pháp để biết một chút chuyện, đồng thời phải đảm bảo mình có thể thoát thân sau khi đã biết được bí mật đó. Danh sách cao nhất nói, Cố Thanh Sơn rơi vào trầm mặc. Một khi biết được bí mật thì dễ dàng rơi vào tình cảnh hủy diệt, không biết bí mật, cũng sẽ lọt vào hiểm nguy tương tự thế. Danh sách cao nhất đề nghị tự nghĩ biện pháp đi tìm hiểu một chút gì đó, đồng thời còn phải đảm bảo thoát thân được. Chuyện này nên làm thế nào đây? Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư, hắn đứng đấy bất động trên tầng cao nhất, lẳng lặng nhìn qua cả tòa thành thị. Sắc trời dần sáng, mặt trời mọc, hoàng hôn xuống phía tây, màn đêm giáng lâm lần nữa. Lại một ngày trôi qua, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn không nhúc nhích. Ngươi thế nào? Quyển sách của đáy biển rốt cuộc nhịn không được mà hỏi. Cố Thanh Sơn giật mình, ta đang nghĩ, nếu ngươi còn không nói cho ta biết chút gì, ta sẽ ném ngươi cho con côn trùng kia. Hắn lên tiếng, cái gì? Quyển sách của đáy biển kêu lên, suy nghĩ cẩn thận thì, ta rõ ràng mang theo quyển sách biết được tất cả mọi chuyện, kết quả ta lại không biết được cái gì cả, thật sự có chút thất bại. Cố Thanh Sơn lấy một loại giọng điệu chán ngán thất vọng mà nói ra, đồ đần. Trong hư không, bí mật không thể tùy tiện nói ra, trừ phi vào thời cơ thích hợp, gặp được đối tượng chính xác. Quyển sách của đáy biển vội vàng kêu lên, Cố Thanh Sơn khoanh tay, nói, ta biết chứ, vậy ngươi cũng đừng nói gì cả, chúng ta tùy tiện tâm sự cũng được mà. Ngươi đừng nghĩ đến chuyện dụ ta nói ra bí mật mà ta đã nói rồi, có một số bí mật kỳ thật sẽ khiến cho ngươi mất mạng. Quyển sách của đáy biển tận tình khuyên bảo, nó cũng như thế mà thôi, cũng tương tự như danh sách cao nhất. Cố Thanh Sơn càng nhấn mạnh thêm, ý ta nói là, ngươi có thể không nói cái gì cả, chúng ta tùy tiện tâm sự. Quyển sách của đáy biển yên tĩnh, nó dần dần hơi hiểu ra, do dự nói, ngươi muốn ta không nói cái gì cả. Cố Thanh Sơn rốt cuộc cũng cười cười, quyển sách này không ngu ngốc, hắn lên tiếng, tùy tiện tâm sự, ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta có gì có thể nói đây, tình huống hiện tại. Quyển sách của đáy biển nói, tốt, kỳ thật ta đang suy nghĩ, kiếm thuật thời không này rốt cuộc là như thế nào. Vì sao năm đó Chúa Tể Thanh Đồng muốn có được nó? Cố Thanh Sơn nói, thứ mà Chúa Tể Thanh Đồng muốn có được, bình thường đều không phải vật đơn giản, hơn nữa kiếm thuật này của ngươi thực sự có chút lợi hại. Quyển sách của đáy biển nói, sao lại lợi hại? Cố Thanh Sơn hỏi, toàn bộ tuyến thời gian đã bị chia thành tầng ngoài và tầng trong,
không can thiệp chuyện của nhau, chỉ đến khi đến được tương lai mới có thể dung hợp lần nữa. Đến lúc đó những sự kiện của tầng trong sẽ triệt để cắn nuốt mọi thứ của tầng ngoài, mà từ đầu đến cuối ngươi không đụng vào quá khứ của mình, cho nên chỉ có toàn bộ tuyến thời gian thuộc về ngươi là duy trì không thay đổi, chuyện này quả thực vượt qua sức tưởng tượng. Quyển sách của đáy biển nói, Cố Thanh Sơn toát ra vẻ mặt chú ý, một thứ kiếm thuật, có thể làm cho hồn khí thực thể hóa của tứ thánh trụ nói ra năm chữ vượt qua sức tưởng tượng, xem ra quyển sách của đáy biển thật sự đã hiểu ngụ ý rồi, chuyện này rất giống một trận cỡ nhỏ, không, hẳn là thế giới song song ăn mòn cỡ nhỏ. Cố Thanh Sơn thử thăm dò mà nói, quyển sách của đáy biển lập tức nói tiếp, nói ra, hơn nữa nhất tộc thời không cũng không quan tâm đến ngươi, đây quả thực là một loại kiếm thuật cấm kỵ. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, hỏi, tại sao lại có dạng kiếm thuật này, tồn tại tức là hợp lý. Quyển sách của đáy biển nói, nếu không hợp lý thì sao? Cố Thanh Sơn vội gặng hỏi, quyển sách của đáy biển không nói gì, cho tới giờ khắc này, cuối cùng nó đã không mở miệng nói gì nữa, tựa như điểm mà Cố Thanh Sơn đã nhấn mạnh ngay từ đầu. Cố Thanh Sơn đợi một hồi, thấy nó vẫn không nói thêm câu nào, lập tức gật đầu nói, đa tạ, không trả lời cũng là một loại trả lời, đại biểu một loại thái độ nào đó hoặc là ngầm thừa nhận, đại diện cho bí mật không thể đụng vào, thậm chí là, giật dây. Cố Thanh Sơn tiếp tục suy nghĩ về chuyện này, quyển sách của đáy biển nhịn không được thở dài, nhớ kỹ, ta không hề nói gì cả, chủ yếu là đầu óc của ngươi thật sự không giống như đầu óc nhân loại, kỳ thật không nên đến được bước này sớm như vậy. Cố Thanh Sơn cười cười, hắn nhìn lại về hướng hư không, chỉ thấy tất cả chữ nhỏ màu đỏ tươi trong hư không nhanh chóng biến mất, danh sách cao nhất cũng không nói bất cứ chuyện gì, thậm chí đã xóa sạch tất cả những lời nhắc nhở, nhưng nó lại xóa sạch những lời nhắc nhở ngay sau khi cuộc đối thoại giữa Cố Thanh Sơn và quyển sách của đáy biển vừa hoàn tất. Đây cũng là một loại ám chỉ Cố Thanh Sơn đã hoàn thành hạng mục công việc mà nó đã nhắc nhở. Cố Thanh Sơn càng xác định một điểm, trong lòng hơi cảm thán lên, quả nhiên giống như lời mà thi thể khổng lồ đã nói, ngay cả nhìn thấy bản thân mình mà không chết cũng không làm được, căn bản không có tư cách tham dự chuyện về sau, còn không bằng mơ hồ mà còn sống, chí ít, không cần bởi vì chân tướng mà tuyệt vọng. Bây giờ mình đã đoán được một chút manh mối, nhưng thật sự còn cách toàn bộ chân tướng rất xa xôi, cần nghiệm chứng thêm một bước nữa. Về phần kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, hiện tại nó chỉ có thể thông qua tín đồ để tranh đấu, phân ra sinh tử với mình, hay giết trước đi rồi nói sau. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, kêu gọi Sơn Nữ, công tử, phía bên tôi đang rất thuận lợi trong việc truyền bá tín ngưỡng, công tử có cảm thấy thần lực tăng trưởng hay không? Sơn Nữ lập tức đáp lại, thần lực có tăng trưởng, vất vả cho cô rồi, hiện tại tôi cũng phải bắt đầu truyền bá tín ngưỡng, đoán chừng đợi đến một khắc nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ có được đầy đủ sức mạnh để đối phó kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Cố Thanh Sơn nói, hắn kéo cánh cửa của tầng cao nhất ra, đi dọc theo cầu thang mà thẳng xuống, đi vào một văn phòng bệnh viện nào đó, chào ông là tín đồ của địa thần ư. Cố Thanh Sơn nhìn về phía một bác sĩ tóc đã trắng xóa, anh có chuyện gì sao? Lão bác sĩ nâng mắt kính, hỏi, ông cứu được quá nhiều người. Cố Thanh Sơn ngồi xuống phía đối diện ông ta, cất tiếng nói, lão bác sĩ nhìn vào hắn, có chút không rõ tình huống này lắm, ngoại trừ chăm sóc người bị thương ra, ông có muốn làm càng nhiều chuyện hơn hay không? Cố Thanh Sơn hỏi, ví như cái gì? Lão bác sĩ hỏi, làm một siêu anh hùng gì đấy, cứu vớt càng nhiều người. Cố Thanh Sơn nói, tôi ư. Cậu thanh niên à, cậu đang nói đùa sao, tôi đã từng tuổi này rồi. Lão bác sĩ cười lắc đầu nói, trong tâm linh của ông có thứ sức mạnh vô cùng cường đại, mỗi một lần cứu người ông luôn dùng hết toàn lực để kêu gọi thần linh, muốn cứu vớt sinh mệnh trước mặt. Tôi nhớ có người nói qua, người không cam tâm trước bi kịch thì vĩnh viễn trẻ trung, cho nên tôi cho rằng ông hoàn toàn có thể trở thành một siêu anh hùng. Cố Thanh Sơn nói, hắn đứng lên, vỗ lên bờ vai bác sĩ, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, ngươi giao phó cho đối phương sức mạnh địa thần nhất định, ở một trình độ nào đó, đối phương sẽ trở thành người truyền đạo của ngươi. Cố Thanh Sơn quay người đi ra bên ngoài, không quay đầu lại mà nói, từ hôm nay trở đi, ông chính là thánh đồ của địa thần. Hắn đột nhiên biến mất, lão bác sĩ ngẩn người, chậm rãi đứng lên. Lúc này một bác sĩ khác đẩy cửa tiến đến, mang vẻ mặt giật mình, cậu, cha của cậu đâu rồi? Đi nhà xí à? Bác sĩ kia hỏi, dòng chảy thời gian trôi qua, hai tuyến thời gian dần dần dung hợp lại với nhau. Cố Thanh Sơn trở lại hoang mạc, đứng trước cái hang. Đã qua thời gian mấy ngày, thần lực của hắn cũng thu được càng nhiều hơn một bậc. Hắn lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua, một giây, hai giây, ba giây, cuối cùng đã tới thời khắc này, kính thời gian đã kết thúc,
giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng nói tuyệt vọng, không. Rõ ràng ta chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, cái thế giới này, vì sao lại, đây là âm thanh của kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Cố Thanh Sơn cũng thả ra thần niệm, quét ngang qua toàn bộ thế giới, chỉ thấy tất cả chúng sinh trên thế giới đều mặc chiến giáp trên người, tay cầm binh khí, toàn thân tỏa ra ánh sáng tín ngưỡng nồng đậm. Cùng lúc đó, các thần linh đều đã giáng lâm trên thế gian, khiến cho sức mạnh của khoa học kỹ thuật, ma pháp trắc, võ đạo trắc, thần bí trắc được tối đa hóa lên, toàn bộ thế giới đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thậm chí những người chết kia cũng được phục sinh toàn bộ, trên người vẫn quanh khí tức u minh, đứng chung một chỗ với các người sống, chuẩn bị tham dự chiến đấu. Cố Thanh Sơn đưa tay nhẹ nhàng giáng lên trên mặt đất, yên lặng thả ra thần lực của mình, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra, ngươi đang chúc phúc cho chúng sinh toàn bộ thế giới, hết thảy chúng sinh, chỉ cần có chút kính trọng dành cho địa thần, thân thể có thể bình yên vô sự, giống như mặt đất. Làm xong hết thảy, hắn lại dùng thần lực nhìn về phía những tín đồ địa thần đó, chú ý địa thần, tăng thêm che chở. Làm xong mọi chuyện, Cố Thanh Sơn mới đứng thẳng lên, phủi tay bỏ đi lớp bụi, lên đi, hắn nói khẽ. Trong tiếng nổ vang rền, chiến giáp cơ động nhảy lên thật cao, hung hăng đụng vào trên mặt đất, liên tục có mấy chục ánh hào quang hiện lên mặt ngoài của lớp sắt thép lạnh lẽo, thần chiến tranh gào thét, nữ thần ma pháp tỏa ra ánh hào quang, thần kim loại tung ra bí chú, thần giết chóc gia trì sức mạnh. Cùng quan trọng nhất chính là, địa thần trao ra chúc phúc, quanh, biển côn trùng đen nghiệp trực tiếp bị nổ thùng, đám trùng hóa thành từng cái xác bị tàn phá trong sóng xung kích kịch liệt, tản ra rất xa, vô số chiến giáp cơ động tung về phía bầy trùng. Đằng sau chiến giáp cơ động, trong đội ngũ liên quân dài ngoằng của nhân tộc, thánh đồ với số lượng không cách nào đếm xuể đang tràn ngập ở giữa, những người đã chết kia cũng thức tỉnh lần nữa, dưới sự dẫn đầu của Minh Vương, họ không sợ hãi mà phóng về phía đám côn trùng. Các thần linh không thể tự mình ra tay, nhưng lại âm thầm phóng ra toàn bộ thần lực trong bóng tối, trợ giúp mỗi một chúng sinh chống cự lại bầy trùng. Chiến đấu từ lúc vừa mới bắt đầu đã đi về phía dễ như trở bàn tay, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng hóa thành hình người, đứng ở phía sau cùng của bầy trùng, trên mặt là vẻ âm trầm bất định. Dựa theo thế giới quy tắc, nó không cách nào tự mình ra tay. Cố Thanh Sơn rơi xuống từ không trung, đứng ở bên cạnh nó, nhìn về phía chiến trường, hắn cùng kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đều không thể ra tay với đối phương. Chỉ có thể chờ đợi các tín đồ phân ra thắng bại, điều này có nghĩa là bọn họ cũng phân chia sinh tử, ngươi sắp thua. Cố Thanh Sơn nói, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng tỉnh táo đến lạ thường, tự nhủ, hiện tại ta mới phát hiện, thì ra ta vẫn luôn không có cơ hội vận dụng toàn lực, hừng. Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú mà nói, đúng vậy. Kỳ thật chuyện như tranh đoạt tín ngưỡng, đối với ta mà nói là một bữa ăn sáng mà thôi. Dù sao ta có thể dựa vào niệm để cướp đoạt bất cứ chúng sinh nào đọc lên cái tên của ta, lại có thể để cho bầy trùng cướp đoạt thân thể chúng sinh, móc sạch tín ngưỡng của toàn bộ thế giới. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng hồi ức nói, ngay từ đầu, ta bị tế vũ áp chế thực lực, cho nên chậm chạp không cách nào phóng thích kỹ năng tên thật, quét ngang cái thế giới này. Về sau, Cố Thanh Sơn nói, về sau lần mà ta và ngươi giao thủ kia, ta tránh thoát tế vũ, nhưng ta còn cần thời gian nhất định để tìm về toàn bộ thực lực. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói, đúng vậy, ta không nghĩ tới ngươi cũng biết tế vũ, điểm này vượt qua dự đoán của ta. Cố Thanh Sơn nói, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói tiếp, đợi khi ta tìm về thực lực, truy tìm bí mật, ngươi lại vượt lên trước cướp đi bí mật đó, còn vận dụng quy tắc của thế giới, để cho chúng ta chỉ có thể liều mình bằng tín đồ, ta chỉ có thể làm như vậy, nếu không ta sẽ thua. Cố Thanh Sơn nói, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, tiếp tục nói, lúc mà ta đang phát triển bầy trùng, ngược lại để tên thật của ta bắt đầu lưu truyền ở nhân gian, mắt thấy đã thành thế thắng, lại bị ngươi phát động ra một trận ăn mòn thế giới song song, trực tiếp phá hủy hết thảy. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lắc đầu nói, lần này ta thua, ngươi thật sự không chút lo lắng chuyện sinh tử. Cố Thanh Sơn nói, hai người cùng nhìn về phía chiến trường, đại quân côn trùng bị liên quân giữa thần linh và chúng sinh không ngừng tiêu diệt, mắt thấy đã là thế tan tác, cho nên ngươi đến đây nhìn ta chết à? Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng hỏi, không, ta không tin cái tên như ngươi sẽ thật sự chết ở chỗ này. Cố Thanh Sơn nói, tử vong đối với ta mà nói, tương đương với lột một tầng da, thực lực của ta sẽ giảm mạnh, cần thời gian khôi phục, nhưng thời gian là chúa tể của phàm nhân, lại không cách nào đo lường được chiều dài sinh mạng của ta, cũng như điều mà cái tên thật của ta bày ra. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói, Cố Thanh Sơn yên tĩnh, lúc này bầy trùng trên chiến trường gần như đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Liên quân chúng thần và nhân tộc bắt đầu tiến hành đợt càn quét sau cùng, không ít người đã phát ra tiếng hoan hô thắng lợi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng quan sát cảnh tượng này, bình tĩnh nói, ta chưa hề nghĩ tới mình sẽ thất bại ở chỗ này,
Nó nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Một lát sau, một tiếng côn trùng hơi yếu vang lên bên tai nó. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng hơi ngạc nhiên, mở mắt ra nhìn lại, chỉ thấy trên chiến trường, nhân tộc đã tán đi, chúng thần đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Lại nhìn Cố Thanh Sơn, trên tay hắn là một sấp bài vừa mới thu hồi, tay bên kia có một con bọ cánh cứng cuối cùng đang đậu. Con bọ cánh cứng này không chết thì trận tranh đấu giữa các thần linh này còn chưa kết thúc. Ngươi đang suy nghĩ hưởng thụ thêm một chút mùi vị chiến thắng ta à? Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng khinh thường nói, không, ta cho rằng chiến thắng ngươi cũng không có gì làm ta cảm thấy vui sướng cả, bởi vì, Cố Thanh Sơn nói xong, đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, con bọ cánh cứng cuối cùng bay về hướng kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng. Thực lực của ta cũng không bằng ngươi, mà ta cũng không dùng toàn lực thì đã thắng được ngươi. Cố Thanh Sơn nói, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nhận lấy con bọ cánh cứng, nửa ngày cũng không hiểu được hàm ý của câu nói này, không khỏi ngơ ngác nói, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Hiện tại trận tranh đoạt lục đạo luân hồi càng ngày càng kịch liệt, ngươi không chỉ muốn tranh đoạt lục đạo luân hồi, còn muốn truy tìm bí mật của hư không, ta đoán ngươi cũng không muốn chết một lần. Cố Thanh Sơn nói, chết một lần sẽ khiến cho thực lực của ta tổn thất lớn, tạm thời chỉ có thế tránh đi. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói, cho nên ta có một giao dịch muốn bàn với ngươi. Cố Thanh Sơn nói, giao dịch gì? Ta có thể cho cả trận chiến tranh này kết thúc bình ổn, mà ngươi chỉ cần dùng một chút tình báo để trao đổi với kết cục này. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng có chút bất ngờ, nó hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi phải biết là có rất nhiều bí mật không phải danh sách chúng sinh như ngươi có khả năng chịu đựng được. Diễm Linh Hoa Tai, nó luôn mơ hồ không cố định, ta không xác định đến cùng thì nó đang ở nơi nào. Cố Thanh Sơn nói, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng giật mình, lắc đầu nói, bí mật này ta không thể nói cho ngươi biết, bởi vì bí mật này không phải điều ngươi có thể thừa nhận. Ngươi có thể đổi một chuyện khác để hỏi ta, lai lịch của Chúa Tể Thanh Đồng, ngươi không thể tiếp nhận, bí mật mà ngươi đang truy tìm, ngươi không thể tiếp nhận, được thôi, lục đạo luân hồi tiến hóa đến cuối cùng, sẽ như thế nào, ngươi không thể tiếp nhận. Cố Thanh Sơn bỏ ra mấy giây mới tỉnh táo lại được, được rồi, ta hỏi ngươi bí mật, còn không bằng tự hỏi ta bí mật. Hắn nói khẽ, ừm. Vậy có nghĩa là gì? Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói, Cố Thanh Sơn nhìn vào nó, nói, hiện tại ta không hỏi ngươi bí mật nữa, nhưng ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng hỏi, ta xác nhận trước một chút, thực lực của ngươi đều đã khôi phục sao? Đúng vậy, chỉ bị quy tắc của thế giới này hạn chế thôi, không cách nào tranh đấu cùng ngươi. Tốt, toàn bộ thực lực của kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng cũng có thể xem như khá cường đại rồi. Gương mặt Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ kiên quyết, hắn lên tiếng, ta muốn ngươi đi theo ta một đoạn thời gian, bảo vệ ta chu toàn, không thể để ta chết đi. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nhìn vào hắn, nói, nếu ngươi muốn đi tìm Chúa Tể Thanh Đồng để liều mạng, ta sẽ không đi đâu. Đương nhiên sẽ không, ta chỉ muốn đoán mấy cái bí mật, nếu ta đoán đúng, rất có thể sẽ có chuyện gì đó phát sinh, đến lúc đó ngươi phải bảo vệ ta. Cố Thanh Sơn nói, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng ngẩn ngơ, còn có thể như thế à? Nó nỉ non nói, ngươi có chấp nhận hay không, hiện tại nói liền cho ta biết. Cố Thanh Sơn nói, chỉ cần ngươi không đoán mấy vấn đề vừa rồi kia, thật ra ta có thể chấp nhận, nhưng ta cũng cần một khế ước nghiêm mật nhất, để đảm bảo sau đó hai chúng ta đã thanh toán sòng phẳng, không thể nhắc lại chuyện thắng bại trong thế giới chúng thần. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói, không thành vấn đề. Cố Thanh Sơn nói, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện, chú ý, hành động của ngươi đã tới một điểm giới hạn, danh sách cao nhất sẽ tự mình biên soạn khế ước, tạo điều kiện cho ngươi và nó đều không thể tránh thoát ước định lần này, thuận tiện nói một câu. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng tuyệt đối là hộ vệ cường lực nhất, nó sẽ giúp đại ân vào thời điểm ngươi suy đoán bí mật. Hư không khẽ động, chỉ thấy một tấm giấy trắng hiện lên trước mặt hai người. Nội dung khế ước nhanh chóng hiển hiện. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn một hồi, sau đó lên tiếng, đây là khế ước hỗn độn không người nào có thể giải trừ, thì ra ngươi là sứ giả hỗn độn, đến ký tên đi. Cố Thanh Sơn nói, hai người ký tên của mình vào, khế ước lập tức biến mất trong một thác nước màu vàng ươm. Biến mất không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn mở miệng nói, ta cho rằng lần thần chiến này nên lấy kết cục là hòa nhau để chấm dứt, không biết đối thủ của ta có đồng ý hay không. Đồng ý, thế hòa không phân chia thắng bại. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói xong thì trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng, một dòng dao động vô hình tản ra từ trên thân hai người, sau đó dần dần tiêu tán trong hư vô. Lần thần chiến này nên lấy kết cục là hòa nhau để chấm dứt, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng không cần chết cũng không bị giảm bớt thực lực, sau đó nó chỉ cần nghe đối phương suy đoán bí mật là được rồi. Cố Thanh Sơn vung tay vung chân nói, tốt, ta muốn bắt đầu, ngươi chuẩn bị đoán cái gì?
kẻ đoạt niệm vĩnh hằng một bức xem kịch vui bộ dáng, ta chuẩn bị đoán tình trạng mà ta đang dính phải. Cố Thanh Sơn nói, cái này có gì để đoán chứ, thật không thú vị. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng thất vọng mà nói, Cố Thanh Sơn cũng không để ý tới nó, chỉ yên lặng hồi ức lại cuộc đối thoại giữa mình và quyển sách của đáy biển, tại sao lại có dạng kiếm thuật này, tồn tại tức là hợp lý, nếu không hợp lý thì sao? Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, nói khẽ, thứ triệt để không hợp lý, nhất định có lý do không hợp lý của nó, tỉ như, kỳ tích là thứ không hợp lý nhất, khó tin nhất, ta đoán trên người của ta có quyền năng kỳ tích. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, suy nghĩ nhanh chóng lướt qua, giờ phút này, hắn đã đưa ra dự định đánh cược một lần, bất kể thế nào cũng phải biết rõ một số việc, những chuyện này còn quan trọng hơn chiến thắng kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nhiều. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đứng ở bên cạnh, nghe thấy hai chữ kỳ tích thì sắc mặt đã thay đổi. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, nếu ta đã lây dính quyền năng kỳ tích, nói rõ sau khi Diễm Linh Hoa Tai mấy lần không thể diệt sát ta, đã thay đổi phương pháp, nó đang lợi dụng ta đi làm một số việc, tỉ như giết chết một con côn trùng không rõ có uy hiếp đến từ bên ngoài hư không. Dù sao con côn trùng này là một loại biến số, hơn nữa ngay cả người trưởng quản thế giới cũng biết tiềm lực của nó đáng sợ đến cỡ nào. Đúng vậy, muốn mượn tay của ta giết chết kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Thế nhưng Cố Thanh Sơn ta sao lại cam tâm để Diễm Linh Hoa Tai, hoặc là chủ nhân sau lưng nó khống chế chứ? Thực lực của ta hoàn toàn không sánh bằng kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, ta cũng không dùng hết toàn lực, nhưng kết quả lại là, ta thật sự có thể chiến thắng kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Đây không phải chuyện hợp lý, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Rốt cuộc là cái gì đang giúp ta, là kiếm thuật cấm kỵ sao? Năm đó tìm kiếm kiếm thuật này chính là Chúa Tể Thanh Đồng, cho nên cái kỳ tích này vốn là chuẩn bị cho Chúa Tể Thanh Đồng, trời xuôi đất khiến thế nào mới tới tay của ta. Như vậy tình trạng của ta, tựa như bộ bài chúng thần thủy thần vậy, ta thu được một loại vận mệnh hoặc sứ mệnh nào đó. Suy tính như thế thì, chẳng lẽ ta đã biến thành một lá bài trong tay một đấng quyền năng nào đó? Lời nói vừa dứt, toàn bộ thế giới đã hóa thành tĩnh mịch. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng thoáng hiện, cảnh cáo, ngươi đã nhìn thấu tai họa ngầm trên người mình, ngươi phát hiện ra bí mật này, danh sách cao nhất đã giải trừ hạn chế, có thể đưa ra giải thích dài hơn cho điều này, ngươi đã trở thành một tấm thẻ bài kỳ tích, ngươi là thẻ bài kỳ tích, người nắm giữ thánh trụ địa và thủy, nghiêm trọng cảnh cáo, bí mật mà ngươi phát hiện, đang mang đến cho ngươi nguy cơ trước đó chưa từng có, điểm giới hạn đã qua, chuẩn bị giữ mệnh, chẳng lẽ ta đã biến thành một lá bài trong tay một đấng quyền năng nào đó? Tiếng nói vừa dứt, Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú lên hư không, vẻ mặt không thay đổi, hình như đang rơi vào trầm tư. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lại thở dài một hơi, chậm chậm cất tiếng, làm một kẻ ngoại lai, nếu ta nói với ngươi một số bí mật, nhất định sẽ mang đến cho bản thân ta một phiền toái cực kỳ hung hiểm, nhưng chúng sinh nguyên sinh trong hư không như ngươi, nếu như dựa vào năng lực của bản thân, nhìn thấu được bí mật trình độ này, trong vòng 10 phút, ngươi nhất định sẽ chết, chưa từng có chúng sinh nào có thể đánh phá quy tắc này, cho nên vĩnh biệt, Quỷ Vương Hoàng Tuyền. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng không quay đầu lại mà nhanh chân bước đi, hình như chuẩn bị rời khỏi cái thế giới này. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói của Cố Thanh Sơn, chờ một chút, hình như chúng ta đã ký kết khế ước, ngươi nhất định phải bảo vệ sự an toàn của ta. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng quay đầu liếc hắn một cái, vẻ mặt ít nhiều cũng có chút tịch liêu. Nếu như là chuyện khác, ta tự nhiên bằng lòng tuân thủ khế ước, bảo vệ ngươi an toàn, nhưng chuyện này có liên quan đến kỳ tích, ta không có biện pháp nào cả. Nó nói, vì sao chứ? Cố Thanh Sơn hỏi, loại quyền năng đến đây giết ngươi, ta căn bản không biết phòng bị như thế nào, bởi vậy ta không cách nào tuân thủ khế ước, cho dù là hỗn độn cũng sẽ không trách cứ ta vì chuyện này. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói, cho nên ngươi đã sớm biết tình trạng của ta. Cố Thanh Sơn hỏi, không, ta chỉ suy đoán được một chút mà thôi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói, nó không tiếp tục nói nữa, bởi vì trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm đá. Chính là thanh kiếm đá ghi lại hai thức kiếm thuật thời không, chỉ nghe một tiếng nói phiêu diêu bất định đang vang lên từ trên thạch kiếm, Cố Thanh Sơn, yên ổn ở lại làm một lá bài, thật ra là may mắn lớn nhất của ngươi, đáng tiếc. Ngươi quá thông minh, điều này khiến cho ngươi thấy rõ sự tuyệt vọng chân chính, kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt. Cố Thanh Sơn đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn chăm chú vào thanh kiếm đá, hỏi, các hạ là ai? Thanh âm kia nói, Cố Thanh Sơn, ngươi không hoàn thành sứ mệnh, còn biến thành một lá bài vô tích sự trên tay của ta, cho nên ngươi không cần biết ta là ai. Hiện tại, vận mệnh của ngươi đi đến cuối con đường, ta quyết định để ngươi im lìm mà hoàn toàn biến mất, cũng tương tự như địa thần đời trước. Tiếng nói vừa dứt, kiếm đá tán thành một trận gió cát, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Hình như Cố Thanh Sơn có cảm giác, đột nhiên cúi đầu nhìn lại,
chỉ thấy thân thể của mình trở nên càng ngày càng hư ảo, thậm chí đã trong suốt giống như một cái bóng. Từ đầu tới cuối kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng vẫn thờ ơ lạnh nhạt, lúc này mới thở dài. Thật có lỗi, không phải ta không cứu ngươi, thật sự là ta bất lực. Nó mang vẻ mặt phức tạp mà nói, bây giờ nói những này còn hơi sớm. Cố Thanh Sơn nói, mới, một loại luật nhân quả căn cứ vào thời không nào đó đã đánh trúng vào ngươi. Phương pháp này ẩn chứa quyền năng kỳ tích của Thánh Trụ Hỏa, không thể tránh né, chính nó là thứ sinh ra kiếm thuật thời không của ngươi, Kính Lưu Sa. Chú ý, kiếm thuật này đã bị đối phương thu hồi, ngươi không còn cách nào sử dụng nó nữa. Mở ra lời nhắc nhở ẩn, nhân vật, Cố Thanh Sơn, nhân quả thời không, danh sách hỗn độn cao nhất che chở cho ngươi, chỉ cần mang theo danh sách cao nhất, ngươi gần như không có khả năng bị luật nhân quả thời không đánh giết. Từ khi bản danh sách đi theo bên cạnh ngươi, đều đã ghi chép mọi thời khắc đồng thời cũng định vị trong mỗi một sự kiện ngươi tham dự trong lịch sử, bởi vậy đối thủ bình thường không cách nào ra tay với ngươi trong tuyến thời gian. Nhưng chúng ta có một sơ hở duy nhất, ánh mắt của Cố Thanh Sơn nhìn về phía hư không, nơi đó có từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi đang điên cuồng thay đổi. Hắn suy tư rồi nói, chẳng lẽ là vào thời khắc kia? Ở thời khắc đặc thù kia, bất kể là ta hay ngươi, đều nằm trong trạng thái không cách nào đánh trả. Từng hàng nhắc nhở mới nhanh chóng xuất hiện, chú ý, đối phương đã bắt được chỗ sơ hở kia, sự kiện, trận quyết chiến dưới đáy vực sâu Vĩnh Hằng, điểm thời gian ghi chép cuối cùng, trong nháy mắt xuyên qua cánh cửa thế giới. Trong thời khắc đó, ta thả ra tất cả sức mạnh nhằm chống chọi để danh sách cao nhất toàn lực vận hành 7 giây, giúp ngươi xông phá sự cản trở của phân thân thiên đế, xâm nhập vào cánh cửa thế giới. Ta hao hết tất cả sức mạnh, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi cũng vì trận chiến cam go đó mà hôn mê. Đây là điểm thời gian duy nhất mà ta không có ghi chép, cũng là thời khắc chúng ta không cách nào chống cự lại sự công kích của địch nhân. Cố Thanh Sơn nói, chúng ta có thể đi đến thời khắc đó không? Có thể. Bất cứ thời không nào cũng không thể, nhưng vào thời khắc cuối cùng trước khi ta ngủ say, đã để lại một dấu ấn thời không, đây là quỹ đạo tính mạng của chính ngươi, mà bây giờ ngươi đã đạt đến tình cảnh nhìn thấy mình mà không chết, cho nên chúng ta có thể đi lại một lần nữa, trước đó ta vẫn luôn không giúp đỡ được gì, đều là vì chuẩn bị cho giờ khắc này. Danh sách cao nhất nói, Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, đối phương muốn đi đến thời khắc kia để giết chết mình, đây sẽ là một trận chiến trước nay chưa từng có. Quyết định mình có thể sống sót hay không, lợi thế nằm trên tay mình, ngoại trừ thế giới chúng thần này ra thì, hắn nhìn về phía kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng, trên mặt kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng lộ ra vẻ kỳ quái, tự lẩm bẩm, không có khả năng. Ngươi làm sao còn sống được chứ, ngươi sẽ lập tức cùng ta trở lại thời khắc nào đó trong quá khứ, đi chiến đấu một trận. Cố Thanh Sơn nói, ta không cách nào, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng đột nhiên dừng lại, tiếng nói của nó đột nhiên dương cao, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể trở về quá khứ để cứu chính mình, điều đó không có khả năng. Đối phương có thể đang ra tay vào bất cứ một thời điểm nào, căn bản không cách nào phòng ngự, ta biết kẻ thù của mình sẽ xuất hiện vào thời khắc nào. Cố Thanh Sơn nói xong thì thân thể bỗng nhiên ngưng tụ lại lần nữa. Một ánh hào quang màu đỏ tươi nồng đậm không cách nào xua tan đang lan tỏa trên người hắn, lan tràn trong hư không, dần dần tràn ngập toàn bộ thế giới. Ngươi, đây không phải chư giới tận thế online bình thường. Ngươi rốt cuộc là ai? Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng giật mình hoảng hốt mà nói, Cố Thanh Sơn lại không nói cái gì, có khế ước hỗn độn trong tay, hắn tin tưởng kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng không đến mức vi phạm nội dung khế ước. Về phần hiện tại, hắn lật quyển sách của đáy biển ra, nhìn những lá bài chúng thần đang nằm trên đó, hỏi, ngươi có thể mang theo toàn bộ thế giới chúng thần không? Dùng hải mệnh thì chắc là được đấy. Quyển sách của đáy biển nói, Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, sau đó thu hồi thuộc tính u minh bám vào thế giới chúng thần, hắn quỳ một chân trên đất. Một tay nâng sách, tay còn lại đè xuống đất, mặc niệm nói, lấy thánh trụ thủy, giao phó cho ngươi thuộc tính mới, thẻ bài hóa, phát động hải mệnh, chỉ một thoáng, đột nhiên nghe một tiếng bành nhỏ vang lên, toàn bộ thế giới biến mất, hóa thành một tấm thẻ bài trôi nổi ngay trước mặt Cố Thanh Sơn, bốn phía là dòng chảy hỗn loạn của hư không với bóng tối vô tận. Cố Thanh Sơn để tấm thẻ thế giới chúng thần này vào quyển sách của đáy biển, ta chuẩn bị xong rồi. Hắn lên tiếng, một giây sau, toàn bộ giao diện của danh sách cao nhất không thấy đâu nữa. Một thanh đoản kiếm xuất hiện. Đây là một thanh đoản kiếm màu vàng. Thân kiếm không có một tia hoa văn phức tạp dư thừa nào, tỏa ra thứ ánh sáng bóng loáng. Một lớp ánh sáng màu vàng nhàn nhạt giống như thủy triều không ngớt gợn sóng trên thanh đoản kiếm. Cố Thanh Sơn nhìn vào chuôi kiếm này, trong lòng bùi ngùi không thôi. Lúc trước vào lúc vừa trùng sinh, trong tay mình đã nắm chuôi đoản kiếm này, là bản thân của thời đại thượng cổ đã đưa qua cho mình. Lần này phải xuyên về thời khắc kia một lần nữa. Danh sách cao nhất lại hóa thành chuôi kiếm này,
Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng mang khuôn mặt đờ đẫn mà ngắm nhìn chui đoạn kiếm màu vàng kia, thất hồn lạc phách nói, kiếm của hỗn độn. Không có khả năng, đây quả thực, trong nó có vẻ như sắp phát điên đến nơi. Trong hư không, chậm rãi hiển hiện một hàng chữ nhỏ, chú ý, bên trong khế ước hỗn độn, thiết lập điều khoản tuyệt đối bảo mật, chỉ cần có khả năng tiết lộ bất cứ cái gì mà kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nhìn thấy, nó sẽ lập tức trở về với vĩnh diệt. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua một đợt, sau đó vỗ bả vai vỗ kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, nói, chúng ta đi. Một thứ ánh sáng màu vàng ống tỏa ra từ trên đoạn kiếm, triệt để bao phủ lấy Cố Thanh Sơn và kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, hai người trực tiếp biến mất khỏi nơi đó. Dòng chảy hỗn loạn của hư không, hắc ám, tịch mịch, một cánh cửa đồng thau khổng lồ đứng sừng sững trong hư vô, lù lù bất động. Nó thâm sâu không cách nào lường trước được, nó khổng lồ không biên không giới hạn, tản ra một khí thế uy nghiêm đến khó hiểu. Theo dòng chảy của thời gian, ở phía bên kia của cánh cửa đột nhiên truyền đến tiếng nổ chiến đấu vô cùng kịch liệt, mà theo sau là âm thanh gầm thét và rít gào loáng thoáng đâu đây. Cánh cửa đồng thau phát ra rung động dữ dội, bỗng nhiên, một ánh hào quang mang màu xanh biếc của gió xuất hiện ở trên cửa. Oanh long long long, cánh cửa khổng lồ mở ra một khe hở nhỏ, một người bay ra từ trong khe cửa ấy, đó là Cố Thanh Sơn. Chiến giáp trên người hắn sớm đã vỡ vụn, lộ ra những vết thương chỉ nhìn thôi cũng đã giật mình. Trong nháy mắt tiến vào cánh cửa đồng thau, hắn đã lâm vào hôn mê. Chính ngay lúc này, trong hư không vô cùng xa xôi, đột nhiên bắn tới một ánh hào quang, đánh vào trên người hắn. Ngay lập tức, trên người Cố Thanh Sơn xuất hiện đống bảo vật nhiều như rừng, hoàn toàn chui vào thứ ánh sáng kia. Không bao lâu sau, một giọng nữ lưu luyến không thôi vang lên, công tử, tôi không có cách nào từ chối lời triệu hoán của lục đạo, nếu không công tử sẽ mất đi tư cách. Chỉ thấy một thanh trường kiếm thu thủy chui vào ánh hào quang đó, nhanh chóng đi xa. Lại một chui trường kiếm đang gào thét đi sát đằng sau. Ngay sau đó, song kiếm thiên địa hiển hiện từ hư không, xem ra chúng ta cũng không thể không đi. Địa kiếm chần chờ nói, cái đứa đần triều âm này, vội vàng như thế làm gì? Kỳ thật chúng ta là hồn khí vực sâu, có biện pháp nhất định để tránh đi được. Tiếng nói của Lạc Băng Ly vang lên trên thiên kiếm, có ảnh hưởng đến tư cách tranh hùng của Cố Thanh Sơn hay không? Địa kiếm hỏi, cái này. Lạc Băng Ly cũng có chút không nắm chắc lắm. Bỗng nhiên, một tiếng nói quen thuộc vang lên, không có bất cứ ảnh hưởng gì. Hai thanh kiếm lập tức quay phát lại, chỉ về hướng hư không, chỉ thấy hư không khẽ động. Một Cố Thanh Sơn khác xuất hiện trước mặt song kiếm thiên địa. Hắn mỉm cười nói, đại chiến sắp đến, ta trở lại đón các ngươi. Thiên kiếm và địa kiếm thận trọng bay lên, vòng quanh hắn mà dạo một vòng. Sóng dao động kiếm tâm cùng linh hồn của mỗi một kiếm tu không thể giả được, cảm ứng giữa hắn và ta cũng không có vấn đề. Địa kiếm nói, Lạc Băng Ly kinh ngạc nói, linh hồn thì không giả được. Nhưng nếu thật sự là hắn, làm sao lại có hai người được chứ? Có tới hai người, vậy chẳng phải càng có nhiều niềm vui hay sao? Địa kiếm thấp giọng lẩm bẩm, cũng không nhìn thử đây là hoàn cảnh nào. Lạc Băng Ly nói xong thì lấy thiên kiếm hung hăng gõ nó một cái. Trong hư không bỗng nhiên vang lên một âm thanh vù vù hưng phấn. Chỉ thấy một ngọc bội hồ lô hiển hiện, lặng lẽ rơi vào đỉnh đầu Cố Thanh Sơn, kích động lung la lung lay. Cố Thanh Sơn lấy ngọc bội duy tôn xuống, nắm trong tay. Trên mặt hiện lên vẻ cảm khái, ta đến từ tương lai, trở về giờ khắc này để cứu vớt chính mình, đại chiến lập tức sẽ bắt đầu rồi. Hắn bay lên, tiếp nhận lấy chính mình đang hôn mê, thế nhưng, ngươi chuẩn bị giải thích với bản thân mình như thế nào? Địa kiếm hỏi, Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, lên tiếng, có một từ, ta nói cho hắn biết, hắn sẽ rõ ràng ngay. Hắn nắm chặt tay của một chính mình khác, viết xuống hai chữ, vòng kiếm, hư không khẽ động, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng chui ra, nó quan sát Cố Thanh Sơn. Vẻ mặt phức tạp mà nói, ngươi xác định là thời khắc này, ở điểm thời gian này ta đã rơi vào hôn mê, căn bản không có cách phản kháng, ta đoán nhất định là thời khắc này. Cố Thanh Sơn nói, hai người cảm ứng một chút, lập tức đã nhận ra phương hướng của lục đạo luân hồi, làm thế nào? Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng hỏi, chỉ cần bỏ ta của thời khắc này vào lục đạo luân hồi, vậy thì an toàn. Cố Thanh Sơn nói, hai người lập tức cùng nhau khởi hành, bay lượn về hướng lục đạo luân hồi, bỗng nhiên. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng thoáng hiện, chú ý, luật nhân quả thời không nhằm vào ngươi ẩn chứa quyền năng kỳ tích, bị giấu trong kiếm thuật thời không, bên trong kính lưu sa. Sức mạnh của kiếm thuật này, từ đầu đến giờ phút này cũng chưa triệt để tiêu tán. Cho dù kiếm thuật thời không, kính lưu sa đã không thuộc về ngươi, nhưng bản danh sách sớm đã hoàn thành phá giải đối với nó. Bản danh sách cần lợi dụng sức mạnh của mộng cảnh long là ngươi, để tiến hành thử nghiệm, nắm giữ chân lý, tiếp nhận với kiếm thuật này một lần nữa. Ngươi có cho phép hay không? Lưu sa kính vốn là kiếm thuật dùng để nhằm vào chúa tể Thanh Đồng.
mà nắm giữ chân lý là thành tựu tối cao của văn minh nhân tộc lục đạo, có được quyền năng tiếp nhận hết thảy sức mạnh, quy tắc, huyền bí, chẳng lẽ danh sách cao nhất muốn? Cố Thanh Sơn suy nghĩ đến đây, lập tức nói, cho phép. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, đang thử nghiệm tiếp nhận, Lưu Sa Kính, xin hãy chiến đấu hết sức, tận lực kéo dài thêm một chút thời gian cho bản danh sách. Cố Thanh Sơn lập tức ngầm hiểu, đúng lúc này, trong hư không tối tăm sâu xa, vang lên một trận tiếng chuông. Trong nháy mắt tiếng chuông vang lên, một thế giới âm lãnh bỗng nhiên xuất hiện. Cố Thanh Sơn và kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng phát hiện mình đứng đang trong một thành thị không một bóng người. Thế giới tướng vị sao? Chật chật, xem ra vừa xuất hiện thì đã tung ra một đòn công kích linh kỹ rồi. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói, Cố Thanh Sơn tất chính mình đang hôn mê vào trong thế giới chúng thần, dù bận vẫn ung dung mà nói, ai công kích ai còn chưa chắc đâu. Sau lưng của hắn hiện ra vầng sáng hắc ám trang nghiêm mà uy nghiêm, giống như một thần chích hủy diệt, chính thần hoàng tuyền, công đức vô lượng. Địa kiếm lập tức phát ra âm thanh vù vù mãnh liệt, chỉ thấy hai tay Cố Thanh Sơn nắm chặt địa kiếm, dùng sức hung hăng đâm một cái xuống mặt đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện vô số những vết rạn nứt chi chít, toàn bộ thế giới bắt đầu chấn động không ngừng. A a a a a, diệt cho ta. Cố Thanh Sơn giận dữ hét lên, thần uy địa kiếm, địa quyết, một kiếm này, đủ để chém chết hết thảy, cho dù thứ bị chém chính là một cái thế giới, cũng không ngoại lệ, chỉ một thoáng, tất cả mọi thứ tan thành mây khói. Thế giới tướng vị vừa mới xuất hiện, còn chưa bộc phát ra được một chút xíu uy lực nào thì đã hoàn toàn biến mất trong hư không này. A, à, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng lộ ra vẻ mặt hoang mang, thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi, chui kiếm này của ngươi, phương pháp rèn đúc nó hình như cũng không phải đến từ hư không. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói, Cố Thanh Sơn giơ kiếm lên, chỉ vào hư không phía trước, hiện tại đừng nói đến chuyện này, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị ra tay sao? Hắn hỏi. Chỉ thấy trong bóng tối xa xăm phía trước, bỗng xuất hiện một lão già tay cầm pháp trượng, toàn thân lão già này đều là màu xám trắng, đứng đằng xa đã dùng trượng chỉ về phía hai người một cái, quát, dám hủy diệt thế giới tướng vị của ta, ta muốn các ngươi đều phải chết. Hư không biến mất lần nữa, lại một thế giới khác xuất hiện. Cố Thanh Sơn và kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng đứng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, trong thế giới này tràn đầy những nấm mồ, vô số người chết nằm trong hố lửa đang thiêu đốt, không được kêu rên khốn khổ. Tất cả mồ mã hợp thành một pháp trận khổng lồ, thậm chí toàn bộ thế giới chính là một pháp trận. Cố Thanh Sơn lật tay rút thiên kiếm ra, lại bị kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng ngăn lại. Trước đó không cách nào bảo vệ ngươi, hiện tại đã có thể làm được, như vậy dựa theo khế ước, tự nhiên vẫn là ta ra tay. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói xong thì bước ra một bước hướng về phía trước. Nó quan sát hố lửa vong linh chi chít chằng chịt phía dưới, cười lạnh nói, nhớ kỹ, ta chính là kẻ lấy linh hồn các ngươi làm thức ăn, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng. Tiếng nói của nó phiêu đãng ra ngoài xa xa, truyền khắp toàn bộ thế giới. Chỉ một thoáng, tất cả tiếng kêu rên đều đã đứt ngang. Trong hư không có vô số sợi niệm màu đen đâm xuyên qua đám người chết, thuận tiện triệt để hủy đi toàn bộ pháp trận. Toàn bộ thế giới triệt để rơi vào tĩnh mịch. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng đưa tay nắm một cái trong hư không, lập tức cầm ra một cổ thi thể. Chỉ thấy toàn thân thi thể này từ cao đến thấp đã bị niệm màu đen xuyên thủng khắp nơi, đã không có khí tức, đó chính là lão già trước đó. Nghe tên tức là chết. Chỉ sợ trong toàn bộ hư không cũng không tìm ra được bao nhiêu năng lực như vậy. Cố Thanh Sơn thở dài, trước đó lúc đánh với ngươi, nếu không phải ngươi mở ra tế vũ tử đấu, hừ, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng ném thi thể của lão già kia cho Cố Thanh Sơn, đưa cho ta làm cái gì? Cố Thanh Sơn khó hiểu mà hỏi, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng tràn đầy thâm ý mà liếc hắn một cái, nói ra, các ngươi là cùng một bộ bài. Cố Thanh Sơn tiếp nhận thi thể, bành, thi thể hóa thành một tấm thẻ bài. Rơi vào trên tay hắn, trước mắt Cố Thanh Sơn lập tức hiện ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, thẻ bài kỳ tích, ma vương vong linh thần bí, tấm thẻ bài này đã chết, nhắc nhở, đối phương chỉ nghĩ đây là một lần diệt sát không có sức phản kháng chút nào, cho nên chưa triệt để coi trọng tình huống bên này, xin hãy tiếp tục trì hoãn thời gian, cách lúc các ngươi đuổi kịp lục đạo luân hồi còn 15 phút, cách lúc tiếp nhận luật nhân quả thời không còn lại 13 phút, Cố Thanh Sơn quét nhanh qua một lần, suy nghĩ lướt nhanh trong đầu, kẻ đoạt niệm, từng. Chỉ bàn về thực lực hủy diệt trong lúc chiến đấu, ngươi mạnh hơn ta gấp bao nhiêu lần? 6. Không, 70 lần. Trên mặt kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng lộ ra vẻ hoang mang, tự nhủ, mặc dù như thế, ta lại thường xuyên bị ngươi gài bẫy. Cái này cũng không phải nằm trong phạm vi của quyền năng kỳ tích, mà là đầu óc của ngươi phản ứng nhanh. Có lẽ lần sau ta tiến hóa cũng nên hơi điều chỉnh một chút, tiến hóa đầu óc nhiều hơn một cái. Cố Thanh Sơn nói, như vậy cũng tốt, trước khi chiến đấu giao cho ngươi. Ta ở bên cạnh ra tay vào bất cứ lúc nào, hắn quay đầu, nói khẽ, Duy Tôn, giúp ta, chỉ trong chớp mắt tiếp theo,
Cố Thanh Sơn đã hóa thành một con mèo quyết, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi đó, không thấy tung tích, hóa thân thành Quốc Hoàng, Dạ Mị Quỷ Ảnh, Ngọc Vô Hà. Đây chính là trò hay sở trường trước kia hắn dùng để ẩn núp. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, lúc này như có điều suy nghĩ mà nói, chỉ giơ tay nhấc chân, chuẩn bị gài người khác vào mọi thời khắc. Ta không bằng. Trong hư không phía trước, xuất hiện một trận gió lốc hắc ám đang tràn ngập cả hư không, trong gió lốc truyền đến một tiếng nói tràn đầy uy nghiêm, là ai? Đang ngăn cản quyền năng kỳ tích, hai thứ ánh sáng chói mắt chậm rãi xuất hiện từ trong cơn gió lốc ấy, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng lộ ra vẻ cảnh giác, thấp giọng mà nói, ngươi né tránh một chút, thế nào? Tiếng nói của Cố Thanh Sơn vang lên, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói, khác với tên rác rưởi vừa rồi, cái tên này vốn là chủ nhân hư không thời cổ đại thật sự, cũng không dễ chọc đâu, hơn nữa trên người hắn ta có gia trì quyền năng kỳ tích, cho dù là ta thì cũng, oanh, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng còn chưa nói dứt câu, đã bị một sóng ánh sáng kịch liệt đập trúng, nó lập tức bị giam cầm ngay tại chỗ, chỉ một thoáng, trong hư không hiện ra từng chiến sĩ khôi giáp cầm lưỡi dao gió lốc trong tay, quay chung quanh kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng toàn lực chém giết. Gần như trong chớp mắt, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng đã bị chém 10 vạn 8 ngàn lần. Cố Thanh Sơn trốn trong hư không, thấy thế thì con ngươi đột nhiên co lại. Không chỉ là quyền năng kỳ tích, trên thân quái vật này còn ngưng tụ sức mạnh của thời gian, có thể khiến cho tất cả thủ hạ hoàn thành trảm kích trong nháy mắt. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng đột nhiên phát ra một tiếng kêu to tràn đầy đau đớn. Nó rốt cuộc không duy trì được hình thái nữa, hóa thành bản thể. Chỉ thấy một con bọ cánh cứng khổng lồ mang sắc thái rực rỡ ầm vang xuất hiện. Thân thể cao lớn cũng không kém bao nhiêu so với con quái vật cơn lốc kia. Hai mắt con quái vật cơn lốc bắn ra hai luồng ánh sáng, trực tiếp đâm vào trên người kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng. Thân thể kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng khẽ rung, đột nhiên rung rung giáp sát. Luồng ánh sáng kia bị nó chấn động rớt xuống, dần dần tiêu tán. Thực lực của ngươi không gì hơn cái này, chỉ dựa vào thế mà cũng muốn giết ta sao? Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng hừ lạnh nói, con quái vật cơn lốc phát ra tiếng nói chậm chạp mà nặng nề, tràn ngập toàn bộ hư không. Thứ côn trùng đáng thương, ngươi mạnh hơn thì được cái gì chứ? Ngươi căn bản không có truyền thừa của tộc quần, cũng không hiểu được sử dụng sức mạnh của mình như thế nào, lại càng không được quy tắc của vùng hư không này tiếp nhận, đến cuối cùng chỉ có một con đường chết. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng hình như bị nói trúng chỗ đau, lâm vào trầm mặc. Cố Thanh Sơn lại lên tiếng, đừng để ý tới nó, ai sống sót thì mới là kẻ nói đúng. Hắn trốn trong bóng tối, nhìn về hướng hư không, hai hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lơ lửng bất động. Danh sách cao nhất đang tiếp nhận luật nhân quả thời không, còn cần 10 phút đồng hồ, phải tranh thủ một chút thời gian, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nhất định không thể thất bại, cho dù trên người đối phương có quyền năng kỳ tích, nó cũng phải chống đỡ. Cố Thanh Sơn lặng lẽ lật quyển sách của đáy biển ra, lấy hết toàn bộ bộ bài thủy thần ra, lấy móng vuốt cầm lấy, thấp giọng nói, tất cả thần linh đều phải giúp trợ một đấng quyền năng trong hư không, lấy thần lực của bản thân chúc phúc nó, làm nó có được vạn thần che chở, đánh đâu thắng đó. Chỉ thấy trên tất cả các thẻ bài, các thần linh đồng loạt để lộ vẻ mặt tập trung, bọn họ nhìn về phía kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng, cùng lúc nói lẩm bẩm, giao phó cho ngươi bản năng chiến đấu, ta tăng thêm trí tuệ cho ngươi, bóng ma ôm ấp lấy ngươi, để ngươi khó mà bị đánh trúng, binh khí của ngươi sẽ càng thêm sắc bén, thánh lực khử tà vây quanh ngươi, tử vong sẽ không tổn hại đến tính mạng của ngươi, nó sẽ chỉ mang đi kẻ thù của ngươi, địa thần che chở cho ngươi, làm thân thể ngươi an bình như mặt đất. Làm thân thể kẻ địch của ngươi dần dần lụi tàn, bị thần trách phạt như ngỗ nghịch với địa thần. Trên người kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng lập tức hiện ra vạn ánh hào quang. Những ánh sáng này xuất hiện xen kẽ, nhưng lại đồng loạt chui vào thân thể của nó. Vốn ban đầu thực lực của hai phe địch ta đã không kém bao nhiêu, nhưng lần này sẽ không thế nữa. Côn trùng cảm ứng một chút, bỗng nhiên cất tiếng cười dài, quát, hôm nay ta mới biết được, đánh nhau có người hỗ trợ thật là thoải mái, đi chết đi. Nó bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ đó. Giống như một đạn pháo mà vọt tới con quái vật cơn lốc phía đối diện, trong hư không, hai con quái vật khổng lồ đang lăn lộn đánh nhau, bọn chúng đánh không có kết cấu gì, chỉ dựa vào sức mạnh nguyên thủy nhất để chém giết, căn bản không cân nhắc đến chuyện lui lại nửa bước, từng mảnh lốc xoáy bị xé toạc ra ngoài, hóa thành hư vô, mà trên thân thể côn trùng cũng, cút, một tiếng trống giận dữ vang lên, bên trong cơn lốc hắc ám thoáng hiện tầng tầng lớp lớp hào quang hừng hực, đánh bay kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng ra ngoài. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng vừa lui lại, vừa cao giọng kêu to, ha ha ha, chẳng lẽ ngươi sợ hãi sao? Chờ đến thời khắc ngươi tử vong, ta sẽ từng bước xâm chiếm linh hồn của ngươi, dù sao tên thật của ta là kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng. Trong chốc lát, hư không sinh ra vô số kẻ những luồng niệm, mãnh liệt đâm vào bên trong cơn lốc hắc ám kia. Một tiếng kêu rên tràn đầy đau đớn vang lên, chỉ thấy hào quang trong gió lốc kia liên tục chớp nháy, hư ảnh không cách nào đếm hết huy động lưỡi hái dài hào quang, chặt đứt toàn bộ luồng niệm kia.
tiếng nói nặng nề truyền khắp tứ phương. Thứ côn trùng thật đáng buồn, ta vốn muốn cho ngươi hời hợt chết đi, nhưng xem ra hiện tại, đây chỉ là một hy vọng xa vời. Tầng tầng lớp lớp ánh sáng sao trời xuất hiện ở mặt ngoài cơn lốc xoáy, để lộ ra vẻ thần bí mà lộng lẫy. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lập tức truyền âm nói, hỏng bét, chủ nhân hư không này có thể kích phát quyền năng kỳ tích một lần. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy chủ nhân hư không kia đột nhiên cứng đờ tại chỗ bất động, hào quang trên người nó lập tức không ngưng tụ thành công, đã tiêu tán đi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng khẽ giật mình, mèo. Một tiếng mèo kêu lạnh thấu xương vang lên, trong một góc hẻo lánh không người chú ý nào đó, con mèo to màu quýt bày ra tư thế công kích, nắm vuốt thành quyền, vừa mới thu hồi lại, tất rõ ràng, vừa rồi nó đã đánh ra một quyền. Bất Chu, Sơn Khôi, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng có được nhắc nhở này, lập tức hiểu ra. Nó phát ra tiếng côn trùng kêu vang dồn dập, duỗi ra một gai nhọn sắc thái rực rỡ từ trên lưng, chủ nhân hư không của thời quá khứ. Hôm nay là ngày chấm dứt của đời ngươi, cái gai dài biến mất trong nháy mắt, dải đất trung tâm cơn lốc hắc ám đột nhiên bị làn sương mù ngũ sắc rực rỡ ăn mòn, chủ nhân của hư không phát ra tiếng rống kinh thiên động địa, không, tiếng gào thét của nó còn chưa kết thúc, toàn bộ cơn lốc đã hóa thành trận gió kịch liệt, tiêu tán về bốn phương tám hướng. Một lát sau, gió ngừng thổi, meo. Nó chết rồi, thuận tiện nói một câu, nó cũng là một thành viên trong bộ bài kỳ tích. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng xác nhận, mèo, tốt, đi. Một côn trùng một con mèo tiếp tục lên đường, đuổi theo hướng của lục đạo luân hồi. Tốc độ của bọn chúng nhanh đến cực hạn, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Rốt cuộc, hai hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra, hiện lên ngay trước mắt mèo quyết. Hiệu suất chiến đấu của các ngươi khá cao, tốc độ phi hành cũng rất nhanh. Giờ phút này còn cách lúc các ngươi đuổi kịp lục đạo luân hồi chỉ có 2 phút đồng hồ, cách lúc danh sách cao nhất tiếp nhận luật nhân quả thời không còn lại 3 phút. Mèo quyết mừng rỡ. Đúng lúc này, hư không phía trước bỗng nhiên giật giật, chỉ thấy một tấm thẻ bài lặng lẽ xuất hiện, trôi nổi ở giữa không trung, đang muốn xoay chuyển tới. Hừ, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng dừng lại, đang muốn nói vài câu hung ác, chỉ thấy mắt con mèo quyết sáng lên, đột nhiên thét lên ầm ĩ, meo meo meo, meo 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 meo. Trong chớp mắt, một cái ngọc bội hồ lô khéo léo xuất hiện trên đầu con mèo, miệng hồ lô nhắm ngay tấm thẻ bài kia. Ngọc bội theo tiếng kêu của con mèo quyết, phát ra âm thanh vù vù liên tục, tấm thẻ bài kia lập tức không thấy đâu nữa. Thần thông duy tôn, cho mượn càng khôn, cho mượn càng khôn. Khi một thứ gì đó đang nằm trong trạng thái không người cầm nắm, ngọc bội có thể mượn đi vật phẩm đấy. Nói rõ, càng khôn có bảo vật, ta dễ dàng mượn đi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng ngẩn ngơ, vội vàng nhìn lại vào một chốn hư vô nào đó. Chỉ thấy tấm thẻ bài kia đang chậm rãi biến mất, đồng thời phát ra tiếng vang răng rắc, mèo quyết trốn trong bóng tối, hai móng vuốt ôm lấy một tấm thẻ bài, nó đưa vào trong miệng, xé rách một trận, trực tiếp nuốt vào. Quy lực của quốc hoàng, hấp thu sức mạnh, hấp thu sức mạnh, ngươi sẽ không còn hấp thu sức mạnh bản nguyên linh hồn từ hư không, nhưng thông qua ăn và cắn nuốt, ngươi lấy được sức mạnh nhiều gấp đôi so với bản nguyên linh hồn. Mèo quyết nhanh chóng ăn sạch tấm thẻ bài, sau đó ở một cái, dùng đầu lưỡi liếm láp móng vuốt. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nghe thấy tiếng ở kia, cả người đã choáng váng. Nó theo bản năng mà nỉ non nói, ăn. Ăn, tiếng nói của con mèo quyết vang lên, mang theo một tia nghiêm túc, meo, meo 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 meo. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lắng nghe, nhưng vẫn lầu bầu nói, đúng vậy, ta biết trên người bọn chúng có quyền năng kỳ tích, cũng biết không thể cho bọn chúng cơ hội ra tay, nhưng ngươi làm như vậy cũng quá hung tàn. Meo, mèo quyết vung móng vuốt lên, chỉ về phía trước, hai người lên đường lần nữa, không bao lâu sau. Bọn họ nhìn thấy lục đạo luân hồi, lần này đã không còn là những mảnh thế giới đã vỡ, mà là một lục đạo luân hồi hoàn chỉnh. Nó bày ra một dạng hình thái tinh vân mênh mông trong hư không, quang huy vô tận trong tinh vân ngưng tụ thành 6 loại, chia thành trắng, xanh, đỏ, vàng, lam, đen, giống như mặt trời mặt trăng lượn tròn, luân phiên qua lại, vĩnh viễn không có điểm ngừng. Mèo quyết run run bộ lông trên người, rút ra một lá bài từ trong đó, thế giới chúng thần. Cố Thanh Sơn đã hôn mê rớt xuống từ bên trong thẻ bài. Có thể, ngươi của bây giờ nên tiến vào lục đạo luân hồi, đuổi theo bước chân của những thánh tuyển giả kia. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói, mèo quyết nhận ra nhân gian đạo đại diện cho khu vực sao trời này, lập tức đưa chính mình đang hôn mê vào trong đó. Mặc dù lục đạo luân hồi có tầng tầng lớp lớp tấm chắn thế giới, nhưng Cố Thanh Sơn của thời khắc này đã lâm vào hôn mê, lại không bất cứ sức chiến đấu gì, thậm chí hắn còn mất đi một đoạn trí nhớ, cho nên hắn được cho qua, bình yên vô sự tiến vào nhân gian giới. Chỉ thấy bóng người lóe lên, Cố Thanh Sơn đang hôn mê chui vào nhân gian giới, biến mất không thấy đâu nữa. Mèo quyết tương lai ngồi xổm bên ngoài thế giới, cẩn thận mà cảm ứng, chỉ thấy chính mình xuất hiện trên bầu trời của nhân gian giới, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Tiếp theo,
một ánh sáng vàng kim nhàn nhạt hiển hiện quanh người mình, ngưng tụ thành một đồng tiền kim sắc, leng keng. Đồng tiền dạo qua một vòng quanh người đàn ông, phát ra một tiếng kêu to, sau đó thì biến mất không thấy. Mèo Quýt nhẹ nhàng thở ra, không còn gì để lo lắng nữa. Có sự may mắn đích thực của đồng tiền của đất ở đó, mình hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa, vừa vặn kết nối chặt chẽ với tuyến thời gian ngay lúc này, từ đó hình thành một vòng kính hoàn chỉnh trong lịch sử. Quả nhiên, chỉ thấy từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, bản danh sách đã vận dụng sức mạnh, triệt để khóa kính một đoạn quá khứ này của ngươi. Sẽ không còn kẻ nào có thể từ thời không khác đến đây, ý đồ tập kích đoạn lịch sử đã cố định này, trừ phi, nó muốn hòa mình vào vĩnh diệt hỗn độn vô tận. Tất cả chữ nhỏ màu đỏ tươi lập tức thu lại, meo meo meo. Mèo Quýt kêu về phía kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, kết thúc rồi à? Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói, meo. Mèo Quýt hài lòng hít mắt, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói, vậy khế ước trước đó giữa ta và ngươi, tiếng kêu của con mèo Quýt bỗng nhiên biến thành tiếng người, hắn truyền âm qua, lúc này ngươi mới theo ta được bao lâu, mới vậy mà muốn đi à? Ước định của chúng ta là ta đi theo ngươi một đoạn thời gian, đúng thế, một đoạn thời gian. Ta tưởng rằng hoàn thành bảo vệ quá khứ của ngươi, coi như đã kết thúc rồi. Một đoạn thời gian cũng khó mà nói, tối thiểu phải triệt để an toàn. Bây giờ còn chưa tính là an toàn. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói, mèo Quýt nhìn về phía hư không. Một hàng nhắc nhở xuất hiện ở nơi đó. Chú ý, bản danh sách sắp tiếp nhận thành công luật nhân quả thời không. Thẻ bài kỳ tích cường đại thật sự đã đến rồi. Nó cũng không biết chuyện phát sinh trước đó, nhưng sức mạnh của nó đủ để đối phó với hai người các ngươi. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Một tiếng nói vang lên từ cách đó không xa, không, đương nhiên không coi là an toàn, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, ngươi dám phá hư chuyện của kỳ tích, điều này có nghĩa là kết quả của ngươi đã định trước rồi. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện một người đàn ông đầu đội vương miện, người khoác thiết giáp, tay cầm lưu tinh chù y, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng như lâm đại địch, quát lên, thì ra ngươi cũng là thẻ bài kỳ tích, ta quả thật nghe nói lần đầu đấy. Gã đàn ông đội vương miện kia nhìn chằm chằm vào kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, nói khẽ, con côn trùng bị điên. Ta không cho rằng một mình ngươi có thể đối phó với mấy lá bài kỳ tích khác. Ta phát giác trong đó có một vài tên cũng không phải chết trong tay ngươi. Mèo, trên bờ vai kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đột nhiên vang lên một tiếng mèo kêu. Gã đàn ông kia lập tức đã hiểu ra, gã cất tiếng nói lạnh lùng, thì ra là thế, con côn trùng hèn hạ nhà ngươi, cư nhiên thả giả thú ra nuốt chửng thẻ bài kỳ tích. Ta, miệng kẻ đoạt niệm vĩnh hằng ngập ngừng, nói không ra lời. Trên người gã đàn ông kia tuôn ra một luồng sát khí, gã tiếp tục nói. Ở trước mặt ta, cho dù ngươi có được con thú cưng kỳ dị của lục đạo luân hồi, cũng không cách nào tạo nên gợn sóng. Vì để tránh khiến chủ nhân phí công chú ý, ta sẽ chấp hành phán quyết kỳ tích ngay ở nơi này. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, ngươi cùng con mèo của ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi dừng lại bất động trong hư không. Thẻ bài kỳ tích cường đại thật sự đã đến rồi, nó cũng không biết chuyện phát sinh trước đó, nhưng sức mạnh của nó đủ để đối phó với hai người các ngươi. Mèo Quýt híp mắt lại. Ngay thời khắc người đàn ông đội vương miện, người khoác thiết giáp, tay cầm lưu tinh chù y xuất hiện, nó đã nhận ra một loại nguy hiểm khủng khiếp, đó là một đối thủ kinh khủng chân chính. Nếu như đánh nhau với cái tên này, bất cứ trò mèo chơi xấu gì cũng không tiện dùng. Mau đầu hàng đi, thừa dịp nó còn chưa ra tay. Mèo Quýt truyền âm qua, cái gì? Còn chưa đánh mà đã đầu hàng sao? Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng không phục nói, đừng nói nhảm, kỳ thật ngươi cũng biết đối phương mạnh đến cỡ nào. Ngươi đầu hàng trước đi, ta ra nghiên cứu phải đánh với hắn như thế nào cái đã. Mèo Quýt nói xong thì nhìn lại vào hư không một chút. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi khác đã đổi mới. Chú ý, cách nút danh sách cao nhất tiếp nhận luật nhân quả thời không còn lại 53 giây. 53 giây, Mèo Quýt rút một tấm thẻ bài ra đưa cho kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nhận lấy thẻ bài, đầu óc xoay chuyển, lập tức đã kịp đưa ra hành động. Nó đã sinh tồn trong hư không qua những năm tháng vô tận. Đều có chút kinh nghiệm ứng phó các loại tình huống, lúc này lập tức âm thầm lặng lẽ nắm lấy thẻ bài, cao giọng nói, quân vương tra tấn và thống khổ, ta đang phá hư những lá bài kỳ tích kia, chỉ vì biểu hiện ra thực lực của mình, để ngươi nhận biết rõ giá trị của ta, cái này sẽ trợ giúp ta đầu hàng ở trước mặt ngươi, đầu hàng. Con côn trùng nhà ngươi đầu hàng trước ta là có ý gì hả? Quân vương thống khổ cười lạnh, liền muốn giơ lưu tinh chù y trong tay lên, ta thấy rõ rành rành chân thực cùng bí mật của thế giới. Tự cảm thấy không cách nào sánh vai cùng dòng nước lũ của lịch sử, cho nên ta lựa chọn nước chảy bèo trôi, xin cho ta gia nhập dưới trướng của ngài, trở thành tôi tớ của ngài. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói, tôi tớ, quân vương thống khổ nhìn chằm chằm vào kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, lưu tinh chù y vừa giơ lên trong tay đã không ném ra nữa. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng là một loại côn trùng cực kỳ hiếm thấy,
Dạng côn trùng này muốn đầu quân vào mình, chỉ thấy kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng giơ một tấm thẻ bài lên, lớn tiếng nói, tấm thẻ bài này là lễ gặp mặt ta tặng cho ngài. Quân vương thống khổ duy trì tư thế xuất kích vào bất cứ lúc nào, nhìn về phía thẻ bài mà quát, kiểm tra. Một vần ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, vòng quanh thẻ bài một vòng mới chậm chậm biến mất, không có vấn đề. Rốt cuộc nó là thẻ bài gì? Quân vương thống khổ hỏi, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói, xin ngài xem qua, thật ra đây là thẻ bài ta phải trải qua ngàn vạn hiểm nguy, cuối cùng mới có được, thế giới chúng thần. Hắn ném thẻ bài ra ngoài, chỉ một thoáng, thẻ bài hóa thành một thế giới, bao lấy cả hai người họ vào đó. Thế giới chúng thần, gã đàn ông đội vương miện phát hiện mình đang đứng trong một mảnh sa mạc, mà kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng đứng cách đối diện gã không xa. Không sai, đây đúng là một thẻ bài hết sức thần bí. Quân vương thống khổ nhỏ giọng mà nói, cho nên ngài có thể tiếp nhận ta làm tôi tớ của ngài chứ? Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói, quân vương thống khổ nói, ngươi phải hiểu được một chuyện, sau khi về dưới trướng của ta, tuyệt đối không thể vi phạm, chờ một chút, mèo của ngươi đâu? Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng rất gấp gáp, từ lúc nãy đến giờ, nó đã không cảm ứng được mèo quyết nữa rồi. Hình như con mèo quyết dùng một loạt pháp thuật cùng năng lực cường đại, hóa chính mình thành vô hình, bất kỳ người nào cũng không phát hiện được tung tích của nó. Quân vương thống khổ cũng cực kỳ cảnh giác đối với chuyện này, gã đã theo bản năng muốn phát ra công kích, mèo. Một tiếng mèo kêu vang lên, con mèo quyết nhỏ nhắn linh hoạt kia đã xuất hiện, an tọa trên bờ vai của kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng. Ánh mắt quân vương thống khổ khẽ buông lỏng, tiếp tục nói tiếp những lời trước đó, ngươi không được vi phạm ý chí của ta, nếu ngươi ký kết khế ước, trở thành tôi tớ của ta, vậy thì vĩnh viễn không có đường để đổi ý, ta cho ngươi một phút đồng hồ cuối cùng để cân nhắc. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng từ trước tới giờ không từng nhận người khác làm chủ, lúc này thầm giận dữ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không để lộ mảy may. Nó nghiến răng nghiến lợi truyền âm, Quỷ Vương Hoàng Tuyền. Ngươi đang chuẩn bị làm gì? Ngươi kéo dài thêm một hồi đi. Cố Thanh Sơn đáp lại, ta hận không thể lập tức liều chết với hắn một trận. Ngươi cứ hỏi hắn, có thể khoan dung cho hành vi vừa rồi ngươi diệt sát mấy tấm thẻ bài tép triêu kia hay không? Dù sao ngươi đã là thủ hạ của hắn rồi. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng thở sâu, cất tiếng nói với quân vương thống khổ, kỳ thật ta không có lo lắng gì khác, chỉ là vừa rồi ta có giết mấy con tép triêu. Không biết các hạ có thể khoan dung cho hành động của ta hay không? Dù sao ta sẽ lập tức trở thành người của các hạ. Quân vương thống khổ hơi khựng lại, không khỏi trầm ngâm. Cái này đúng là một vấn đề. Những thẻ bài tép triêu kia lỡ giết thì cũng đã giết, nhưng chúng nó đang chấp hành một nhiệm vụ cố định. Cái này thì có hơi phiền phức, nhưng cũng như lời của kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói, nó lập tức sẽ trở thành thú cưng của mình rồi. Con thú cưng này thì chỉ có duy nhất trong toàn bộ hư không. Nó còn có không gian tiến bộ rất lớn. Mà ngay cả con mèo trên bờ vai nó kia cũng không phải vật phàm, ngay cả mình cũng không thể nhìn thấu thuật ẩn thân của con mèo. Nếu tính ra thì chúng có giá trị hơn mấy thẻ bài nhỏ nhặt kia rất nhiều. Nhưng mà, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng đã lưu lạc trong hư không qua vô số năm tháng, nó thật sự sẽ đầu nhập vào mình hay sao? Quân vương thống khổ lâm vào do dự. Đúng lúc này, tiếng nói của Cố Thanh Sơn bỗng nhiên vang lên trong lòng kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng, chuẩn bị hiến con mèo cho hắn. A, à, được, kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng lên tiếng. Trong lòng dần dần dâng lên một cảm giác khẩn trương, nó nhìn không thấu Cố Thanh Sơn đang làm cái gì, nhưng bản năng cho nó biết, thời khắc ra tay đang càng ngày càng gần. Quả nhiên Cố Thanh Sơn lại hỏi lần nữa, thực lực của ngươi và hắn chênh lệch cỡ bao nhiêu? Hừ, hắn chỉ mạnh hơn ta một chút mà thôi. Côn trùng nói, nghiêm túc chút đi, nói thật cho ta biết. Cố Thanh Sơn nói, thực lực cơ bản của hắn hơn ta gấp 2, đương nhiên nếu nghiêm túc đánh nhau ta vẫn còn thủ đoạn khác, chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Côn trùng không chịu thua mà nói dối là chút nữa chết chắc đó. Cố Thanh Sơn nói, côn trùng lập tức im lặng, nói, thực lực của hắn hơn ta gấp 3, đòn tấn công mạnh nhất của ngươi là cái gì? Cắn, tốt, đợi lát nữa cứ cắn hắn, thế nhưng, ta sẽ tăng cường cắn của ngươi lên 23 lần, chúng ta đồng loạt ra tay, nhớ kỹ cơ hội này chỉ có một lần, tuyệt đối không thể để hắn ra tay, nếu không chúng ta sẽ chết, hiện tại đưa con mèo cho hắn trước, lấy cái đó để thể hiện lòng thành. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nhẹ nhàng ném con mèo quyết đi, lên tiếng, các hạ, ta có thể hiến con mèo quyết lục đạo vô cùng kỳ dị hiến này cho ngài trước. Quân vương thống khổ tập trung nhìn về phía con mèo quyết kia, chuẩn bị một kích toàn lực vào bất cứ lúc nào. Ai ngờ con mèo quyết kia uể oải rơi đến trước mặt gã, phát ra tiếng kêu meo meo nhu hòa. Ánh mắt quân vương thống khổ khẽ nhúc nhích, thì thầm nho nhỏ, dựa vào sức mạnh của ta, hóa vật này thành thẻ bài, khiến cho sức mạnh của nó hiển hiện trên đó. Bành! Con mèo quyết hóa thành một tấm thẻ bài, vẻ mặt của quân vương thống khổ khẽ buông lỏng. Sau khi bị thẻ bài hóa, chẳng những có thể hiển hiện ra thuộc tính chân thực,
ngoài ra nó còn có một tấm chắn pháp thuật rất cường đại, khiến cho kẻ tồn tại trên thẻ bài không có khả năng đột nhiên gây chuyện nữa. Cho nên một khi mèo quyết thẻ bài hóa, gần như không có bất kỳ biện pháp nào công kích được cả nữa. Các hạ, ta là người hầu của ngài, nó tự nhiên cũng là thú cưng của ngài. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói, thú cưng sao? Quân vương thống khổ cười nói, gã ta nhặt thẻ bài lên, quan sát cẩn thận thuyết minh trên đó, thẻ bài tạm thời, quốc hoàng, có năng lực, dạ mị quỷ ảnh, hấp thu sức mạnh, miêu tả như sau, con mèo này thật sự là thích khách cùng trinh sát trời sinh, càng quan trọng hơn chính là, nó còn đặc biệt có thể ăn, cái gì cũng có thể ăn, cho nên trước đó có tấm thẻ, chẳng lẽ là bị nó. Quân vương thống khổ nhìn những lời thuyết minh đó, trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc, trong chớp mắt, ra tay, tiếng quát của Cố Thanh Sơn vang lên trong lòng con côn trùng, trong nháy mắt, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng cảm ứng được một luồng sức mạnh, đây là một loại sức mạnh vô danh, hoàn toàn không giống bất cứ thứ quyền năng nào mà nó từng tiếp xúc qua, nhưng bản năng của nó đã nhận ra, lực cắn của mình đã được tăng cường lên 23 lần, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng khẽ động, chỉ thấy phía sau quân vương thống khổ đột nhiên xuất hiện một người khổng lồ màu máu, ngay sau đó, giới linh huyết hải với số lượng không cách nào đếm hết mang theo từng thế giới tướng vị không ngừng thoáng hiện, hoàn toàn khác biệt với lúc trước, những giới linh huyết hải này cũng không công kích, bọn họ chỉ là phóng ra toàn bộ sức mạnh của mình, liên đới với tất cả quyền năng ẩn chứa trong tướng vị giới, cùng chợt quát lên, dừng, tia máu nồng đậm không cách nào tan đang lượng lờ trên người quân vương thống khổ, nặng nề như gông xiềng. Quân vương thống khổ vốn đang nhìn tấm thẻ bài trong tay, lại lập tức bị vô số giới linh tầng tầng lớp lớp vây quanh, toàn lực khống chế, hơi bất ngờ nên không kịp đề phòng, cùng thời khắc đó ở phía bên kia, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đã đến, nó hóa thân thành côn trùng, mở ra giác hút sắc nhọn cắn vập vào người quân vương thống khổ. Trong những đòn công kích và khống chế không đếm xuể, quân vương thống khổ đột nhiên phát ra một tiếng cười dài, chỉ dựa vào các ngươi sao, gã ta vứt bỏ thẻ bài, duỗi hai tay ra đột nhiên bắt được răng nanh của kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, dùng sức kéo một cái, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng phát ra một tiếng thét thống khổ. Cứ việc đã gia trì 23 lần uy lực, nhưng chiêu này của nó vẫn bị đối phương trừ bỏ sạch sẽ. Nhưng trong chớp nhoáng đó, nó lại trở nên càng hung tàn, cái miệng to như chậu máu nghiêng một cái lợi dụng răng nanh khác cắn về phía kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Nó đang đánh cược, cược giờ khắc này Quỷ Vương Hoàng Tuyền tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu như Quỷ Vương Hoàng Tuyền không làm cái gì cả, như vậy Quỷ Vương cũng chỉ có một con đường chết. Đây là thời khắc liều mạng, thứ côn trùng điên cuồng. Quân vương thống khổ chửi bới ầm lên. Toàn thân gã rơi vào ánh sáng đỏ ké, rất khó di chuyển, không thể không vứt bỏ cái răng nanh thật dài trong tay, lại đi ngăn cản đòn cắn xé của kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Chiến giáp trên người gã ta lại xuất hiện tầng tầng lớp lớp vết rạn. Địa thần chù y, quân vương thống khổ thấy thế, toàn thân dâng lên khí thế hung hãn vô song, quát, hiện tại ta sẽ. Thanh âm của gã ta đột nhiên ngừng lại giữa chừng, chỉ thấy tấm thẻ bài quốc hoàng kia bay xuống mặt đất, trong nháy mắt đã đột nhiên bắn lên, hóa thành một thanh trường kiếm đâm vào thân thể quân vương thống khổ, tiếng vang hung hãn dày đặc vang lên, vô số pháp thuật phòng ngự trên người quân vương thống khổ bị chui kiếm này đâm thủng, sau đó hủy diệt, thần kiếm đoạn pháp, thì ra vừa rồi kẻ hóa thành mèo quyết chính là Sơn Nữ, a, cút cho ta, kiếm thần Sơn Lục giới lập tức bị gã ta bứt ra khỏi cơ thể, đánh bay ra ngoài, các ngươi đều phải chết, quân vương thống khổ phát ra tiếng gầm thét, bỗng nhiên, kiếm quang chiếu rọi ra một dòng nước lạnh trong hư không sau lưng của gã. Chớp mắt đã lướt qua, quân vương thống khổ lập tức buông một tay ra, trở lại ngăn cản trường kiếm, đương 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 đương, rõ ràng chỉ là một lần đón đỡ, lại liên tục vang lên chính âm thanh kim loại giao kích trong trẻo, thiên kiếm, thiên quyết, kiếm thuật thời không, tấm chắn thời gian, quân vương thống khổ cứng lại trong một chớp mắt, mà chỉ trong chớp mắt đó, Cố Thanh Sơn nhảy ra từ trong hư không, thân hình giao thoa với quân vương thống khổ, ra sức chém chui trường kiếm khác trên tay một cái, địa quyết. Nhưng thấy một cái đầu phóng lên tận trời, bay ra ngoài mấy mét, lăn xuống mặt đất, tiếng than nhẹ của Lạc Băng Ly vang lên, kiếm này nhanh thật, càng nhanh hơn cả trước kia. Địa kiếm cũng thở dài, nhìn như vậy thì, mặc dù hắn trải qua rất nhiều thời gian chúng ta không biết được, nhưng vẫn còn đang độc thân. Cố Thanh Sơn không để ý đến tiếng xì xào bàn tán của thanh hai kiếm, chỉ lập tức quát lên, thương giải, quanh, toàn bộ thế giới hóa thành hư vô, thác nước màu vàng kim hùng vĩ mà mênh mông hiển hiện từ hư không, là hỗn độn. Chỉ thấy một bóng dáng hư vô bay ra từ trong thân thể quân vương thống khổ, bị luồng nước màu vàng mảnh khảnh của hỗn độn vô biên quấn quanh, kéo đi xa xa, chui vào trong thác nước nọ. Quân vương thống khổ, vĩnh diệt, chết. Chết rồi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng ngây người, chỉ mới mấy giây vừa rồi, cũng không biết xảy ra chuyện gì, tổng cộng nó đã cắn hai lần,
nhưng quân vương thống khổ lại bị một kiếm của hắn chém chết, thực lực của quỷ vương này còn không bằng ta, thật sự không thể nào hiểu được. Nó nhìn về hướng Cố Thanh Sơn, chỉ thấy mỗi tay của Cố Thanh Sơn đều cầm một kiếm, trên trường kiếm thiêu đốt một ngọn lửa màu vàng sậm, một chuôi trường kiếm khác trước đó bị đánh bay ra ngoài, lúc này cũng chậm chậm bay trở về, rơi vào sau lưng Cố Thanh Sơn, sau đó ẩn đi. Ngươi đã dùng thứ sức mạnh gì? Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng hỏi. Ngươi nói cái này à? Cố Thanh Sơn giơ thiên kiếm lên, ngọn lửa màu vàng sậm không ngừng lượn lờ trên thân kiếm, một hồi sau mới ẩn đi không còn, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi dừng lại trong hư không. Chú ý địa thần, kỹ năng bị động, duy nhất, tiếp tục phát huy tác dụng, thẳng đến khi chiến đấu kết thúc. Miêu tả, chiến đấu của ngươi tự động thêm vào sức mạnh của địa thần, mỗi một lần công kích cũng tương đương với uy lực đòn tấn công linh kỹ, đồng thời khiến cho thân thể của kẻ thù rơi vào trạng thái sụp đổ. Mỗi một kiếm, mỗi một kỹ năng vừa rồi, dưới sự gia trì của chú ý địa thần, đều nhảy lên mà thăng cấp thành cấp bậc linh kỹ, có thể phát huy ra sức mạnh tương đối hung mãnh. Đây là điểm kinh khủng thật sự của chú ý địa thần. Nó có thể giúp cho Cố Thanh Sơn bùng nổ ra uy lực của kiếm thuật khi đối mặt với kẻ thù cao cấp hơn mình, đồng thời cũng không còn cần những kỹ năng hỗn tạp khác. Đã có được chú ý địa thần, Cố Thanh Sơn có thể làm một kiếm tu thuần túy. Cũng chính vì nhìn ra điểm này, cho nên hắn mới cam lòng bỏ qua song khu của đất, dứt khoát lựa chọn chú ý địa thần. Đúng thế, chính là loại lửa này, rốt cuộc là sức mạnh mang thuộc tính gì? Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói, ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng lại không biết cái này sao? Cố Thanh Sơn cười nói, trong hư không có hàng ngàn hàng vạn loại sức mạnh, làm sao ta có thể biết hết tất cả mọi chuyện, hừ. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói xong thì lại liếc mắt nhìn Cố Thanh Sơn, một thứ sức mạnh chưa được biết, luôn luôn đại diện cho một quyền năng bí ẩn, đồng thời tượng trưng cho một điều bí mật khiến người ta phải mê muội. Cố Thanh Sơn lại như có điều suy nghĩ, cũng đúng, từ trước đến giờ không nghe người ta nghị luận về sức mạnh của tứ thánh trụ, cũng không có ai phân định ra chuyện này. Có lẽ bản thân chuyện này cũng đại diện cho một bí mật nào đó. Thôi được, nếu ngươi đã không biết, vậy ta sẽ không nói cho ngươi hay. Cố Thanh Sơn gật gật đầu với con côn trùng. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nhìn hắn chằm chằm. Thằng nhãi này, rõ ràng yếu đến đáng thương. Được rồi, lần kết thúc này, khế ước của chúng ta cũng nên chấm dứt đúng không? Nó hỏi, kết thúc. Cố Thanh Sơn nói, ta đi đây, tại nơi này thời gian điểm bên trên, ta còn có thật nhiều sự tình có thể làm. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói, nhắc nhở một câu, đừng đi động vào những thời khắc có liên quan tới ta. Cố Thanh Sơn nói nhảm, ngươi là sứ giả hỗn độn, ta nào dám động tới quá khứ của ngươi. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng không nhịn được mà nói, hẹn gặp lại. Cố Thanh Sơn khua tay nói, ngươi quá hung hãn, ngay cả quân vương thống khổ cũng giết được, nghĩ đến chuyện này thì ta cảm thấy lông tơ của mình dựng hết cả lên vào mọi thời khắc, chúng ta vẫn đừng nên gặp lại. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói xong thì thân hình khẽ động, nó phóng lên tận trời, trực tiếp biến mất trên bầu trời của thế giới chúng thần. Nó đi thật, Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn nó rời đi, con côn trùng này hình như có rất nhiều tâm tư lắm đấy, vì sao không giết nó? Địa kiếm hỏi, có một số chuyện không thể để cho nó biết, Cố Thanh Sơn nói xong thì dần dần lâm vào trầm tư. Ngày xưa, nữ sĩ Phất Tự và Vạn Long Tổ, thậm chí tất cả những người chờ đợi khác đều là thẻ bài nằm trong tay chúa tể danh sách chiến tranh. Lúc ấy lần đầu tiên mình nghe nói đến chuyện này, cũng có chút cảnh giác, về sau ở nơi ở của chúng thần, mình phát hiện chúng thần cũng là một bộ thẻ bài, bởi vậy trong lòng mình dâng lên cảm giác nguy cơ, suy tính từng bước một, cuối cùng phát hiện tai họa ngầm nằm trên người mình, thì ra mình đã sớm trở thành một lá bài của người khác, bị tùy ý thúc đẩy mà không biết. Bây giờ, mình đã trở lại thời khắc mới bước vào lục đạo luân hồi. Cố Thanh Sơn thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía hư không trước mắt. Chỉ thấy từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi đã sớm điên cuồng đổi mới không ngừng, ngươi đã phát động ra thương giải, thẻ bài kỳ tích, quân vương thống khổ đã trở về với vĩnh diệt, đây là một tấm thẻ bài đến từ tứ thánh trụ hỏa, là kẻ có uy lực vô tận bên trong bộ bài, ngươi đem lá bài ẩn chứa sức mạnh kỳ tích này trở về với hỗn độn, giành được sự ưu ái của hỗn độn, ngươi thu được hồi báo của hỗn độn, kỹ năng vận mệnh đặc thù, bác bỏ, miêu tả, ngươi có thể lập tức phủ nhận một loại thân phận nào đó của ngươi. Mà vào thời điểm ngươi làm như vậy, pháp tắc vận mệnh sẽ xóa đi hết thảy vết tích của thân phận này lưu lại trên thân thể ngươi. Kỹ năng vận mệnh này trải qua sự gia trì của hỗn độn, có thể rửa sạch hết thảy sức mạnh. Chú ý, phát động kỹ năng vận mệnh này cần sức mạnh của thế giới, thần lực tứ trụ hoặc là công đức lục đạo, những sức mạnh khác đều không thể dùng. Cố Thanh Sơn vui mừng quá đỗi, thật sự là buồn ngủ gặp chiếu manh, hắn lập tức kích hoạt kỹ năng vận mệnh này lên, niệm tụng, lấy sức mạnh của vận mệnh. Xin hãy xóa bỏ thân phận thẻ bài kỳ tích của ta.
Trên người hắn đột nhiên tỏa ra một ngọn lửa vặn vẹo vô hình không trạng, cháy hừng hực quanh người của hắn. Một hồi lâu sau, tự hồ có cái gì bị triệt để đốt rụi, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra. Dưới tác dụng của hỗn độn và sức mạnh của vận mệnh nhắm lên thân thể ngươi, ngươi đã mất đi thân phận, thẻ bài kỳ tích. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là một thẻ bài kỳ tích nữa. Tất cả chữ nhỏ màu đỏ tươi vừa thu lại, lại hiện ra nhắc nhở mới lần nữa. Bản danh sách đã thành công tiếp nhận luật nhân quả thời không. Chú ý, bản danh sách đã siêu việt thời không, sinh ra cộng minh với thứ mà luật nhân quả thời không nắm giữ, kiếm đá. Hiện tại có những lựa chọn sau đây, ngươi có thể tiến hành lựa chọn. Thứ nhất, triệt để hủy đi kiếm đá, làm cho cả luật nhân quả thời không sụp đổ, đồng thời cũng thu hoạch được kiếm thuật thời không này lần nữa. Thứ hai, sửa đổi luật nhân quả thời không ẩn chứa trên thạch kiếm, hình thành một loại phản hồi nhân quả ảo, khiến cho chủ nhân kiếm đá cho rằng ngươi đã bị triệt để hủy diệt. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua một mạch, trầm tư một lát, hắn đột nhiên hỏi, vì sao ta muốn học kiếm thuật này thì phải phá hủy kiếm đá? Danh sách cao nhất đáp lại, nó không truyền thụ bí mật hạch tâm của kiếm thuật cho ngươi. Mỗi khi ngươi sử dụng kiếm thuật kia, kiếm đá sẽ phối hợp tung ra bí thuật của kiếm, trợ giúp ngươi hoàn thành toàn bộ lưu sa kính. Cố Thanh Sơn nói, trước đó ngươi không nói cho ta biết, thật ra là sợ thực lực của ta không đủ, lại biết được dạng bí mật này, đúng không? Chính xác, dù sao kiếm thuật này cũng là kiếm thuật cấm kỵ cực kỳ hiếm thấy, nó giúp ngươi đạt được cảnh giới nhìn thấy bản thân mà không chết, đây đã là cực hạn của nó, lại thêm một chút nữa thì nó tuyệt đối không chịu dạy cho ngươi. Cho nên muốn triệt để thu hoạch được kiếm thuật này, phải hủy đi kiếm đá, lấy đi bộ phận bí mật nhất của kiếm thuật kia. Danh sách cao nhất nói, Cố Thanh Sơn nhìn vào hai lựa chọn này, lâm vào suy tư. Nếu thu hoạch được kiếm thuật này, chủ nhân phía sau thẻ bài kỳ tích nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đuổi giết chính mình. Đối phương có được quyền năng kỳ tích, mình sẽ lâm vào thế bị động. Nhưng kiếm thuật này thật sự rất cường đại, dù là có mạo hiểm, nhưng cũng có được phần thưởng đáng giá. Một lựa chọn khác, giả chết lừa dối đối phương, nếu như chọn cái này, mình sẽ thật sự mất đi kiếm thuật kia, nhưng mình có thể đổi lấy một cơ hội ẩn núp, giấu mình đi vào thời điểm này, vào điểm thời gian này, tất cả mọi chuyện còn chưa phát sinh, thời khắc này mình vừa tỉnh lại, rời khỏi sơn thôn, mình đã đạt được tình cảnh nhìn thấy bản thân mà không chết, hoàn toàn có thể trốn ở một bên, làm một vài việc khác, nhưng loại ẩn nấp này thì có ích lợi gì, chỉ cần tham dự lục đạo tranh hùng thì chung quy sẽ bị phát hiện thôi. Phía sau mỗi một sứ giả danh sách đều có một chúa tể thanh đồng, đó là một đám kinh khủng chân chính, chỉ cần mình có chút dị thường, nhất định sẽ bị bọn chúng phát hiện, chớ đừng nói đến chuyện toàn bộ trong lục đạo luân hồi tràn ngập những thứ mang quyền năng kỳ tích, mình vẫn luôn tham dự tranh hùng, làm sao có thể giấu giếm được nó. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, ta chọn, hắn bỗng nhiên im lặng, lần này, có lẽ là cơ hội duy nhất của mình, không còn bất cứ kẻ nào chú ý tới mình. Bên trong lục đạo tranh hùng ẩn giấu quá nhiều bí mật, nếu như hành động thỏa đáng, nói không chừng mình có thể thấy rõ rất nhiều bí mật, cũng có thể biết được quyền năng kỳ tích và Diễm Linh Hoa Tai rốt cuộc là thế nào thêm một bước nữa. Thật sự muốn vì một kiếm thuật, từ bỏ cơ hội như vậy sao? Huống chi từ điểm thời gian hiện tại đến mãi về sau, một khoảng thời gian trong tương lai, nữ sĩ Phức Tự bọn họ vì cứu mình, đã bị chúa tể thanh đồng của danh sách chiến tranh bắt lại lần nữa. Sao có thể không cứu bọn họ chứ? Chớ đừng nói đến chuyện sư tôn đang lấy sức mạnh của một người, cùng quần hùng tranh đoạt nhân gian mộ. Loại thời điểm này, học được kiếm thuật kia thì chẳng khác nào bị chủ nhân của bộ bài kỳ tích để mắt tới, cũng không còn cách nào sớm đi nghĩ cách cứu viện những người kia. Cố Thanh Sơn nhíu mày, một hồi lâu sau, hắn cuối cùng cũng suy tính tất cả mọi chuyện qua một lần. Chỉ thấy hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, cúi đầu nói, vào lúc quân vương thống khổ xuất hiện, ta nhớ được ngươi nói, thẻ bài kỳ tích cường đại thật sự đã đến rồi. Nó cũng không biết chuyện phát sinh trước đó, nhưng sức mạnh của nó đủ để đối phó với hai người các ngươi, câu này có nghĩa là gì? Danh sách cao nhất nói, trừ tấm thẻ bài kỳ tích đầu tiên đến từ tương lai, các thẻ bài kỳ tích khác đều vận hành theo quy luật cố định. Có nghĩa là sao? Bọn chúng chỉ là mấy lá bài tạp được kích hoạt trước những bí mật ẩn chứa và những chuyện cỏn con, không cách nào báo cáo chuyện xảy vào giờ khắc này đến tương lai, đồng thời bởi vì luật nhân quả thời không can thiệp, cho dù là chủ nhân của chúng. Cũng chỉ khi nào tiến hành xem kỹ toàn bộ bộ bài thì mới có thể phát giác loại thẻ bài này đã tử vong. Danh sách cao nhất nói, Cố Thanh Sơn nói, vậy nếu như ta phục sinh quân vương thống khổ, chú ý, quân vương thống khổ đã thương giải, cho dù thi thể của nó ở chỗ này, cũng hoàn toàn không cách nào phục sinh. Danh sách cao nhất nói, đặt giả thiết sống lại được thì sao? Cố Thanh Sơn kiên trì hỏi, chủ nhân của thẻ bài khi trông thấy lá bài này, cũng không biết nó từng trải qua tử vong và phục sinh. Danh sách cao nhất nói,
Cố Thanh Sơn đột nhiên nhớ tới một sự kiện phát sinh trong quá khứ. Vào thời đại tuyên cổ, thi thể khổng lồ từng nói đến vấn đề tương tự như vậy với mình. Cái này giống như một con cá bơi lội, bơi trong dòng sông vận mệnh từ thượng nguồn đến cuối nguồn, nhân quả đều đủ, nhưng chúng ta không biết trên đường nó đã gặp phải cái gì. Cậu nhìn xem, chúng ta chỉ biết là con cá kia đã tới hạ du, nhưng lại không biết nó có từng bị thay thế hay chưa, có phải bị người khác cất chứa thứ gì trong bụng hay không, có phải đi theo phía sau người săn đuổi hung hãn hay không. Ý niệm này càng ngày càng trở nên rõ ràng trong lòng Cố Thanh Sơn. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, từ bỏ kiếm thuật đi, chúng ta phải để cho chủ nhân kiếm đá cho là ta đã bị triệt để bị hủy diệt. Ngươi xác định? Danh sách cao nhất hỏi, xác định. Cố Thanh Sơn nói, lời nhắc nhở lập tức nhảy ra, chú ý, thông tin của luật nhân quả thời không đã bị sửa đổi. Từ giờ trở đi, chủ nhân bộ bài kỳ tích sẽ cho rằng ngươi đã bị gạt bỏ. Hai hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiển hiện xong thì dần dần biến mất trong hư không. Cố Thanh Sơn lại chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay. Hắn đặt tay lên trên thi thể của quân vương thống khổ. Chỉ một thoáng, từng hàng nhắc nhở mới tinh xông ra lần nữa. Ngươi đã phát động ra chúng sinh huyền bí chung cực. Ngươi đã trở thành thẻ bài kỳ tích, quân vương thống khổ. Một tên đàn ông cao lớn khôi ngô, để râu quai nón đứng tại đó. Sắc mặt hắn có chút âm trầm, không giận tự uy, cho dù chẳng làm gì cả, chỉ đứng đấy bất động, cũng mang đến cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm và không thể tiếp xúc. Người đàn ông nọ nhìn chăm chú vào hư không, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi dừng lại ở nơi đó. Ngươi đã phát động ra chúng sinh huyền bí chung cực, triệt để đã trở thành thẻ bài kỳ tích, quân vương thống khổ. Ngươi có muốn thu hoạch trí nhớ cùng hết thảy kỹ năng của hắn ta hay không? Người đàn ông cất tiếng nói, đương nhiên, nếu không ta không thể khống chế cục diện được tốt. Lời nhắc nhở hiện ra trong hư không lần nữa, nhớ kỹ, danh sách cao nhất sẽ lợi dụng công đức vô lượng của người khi ngươi làm thần chích tử vong lục đạo, tập trung sức mạnh của hỗn độn, tăng hết tất cả mọi phương diện của ngươi lên đến trình độ của quân vương thống khổ, nhằm bổ khuyết lần tiêu hao này. Chuyện này là như thế nào? Người đàn ông đó hỏi, trong lúc ngươi trở thành quân vương thống khổ, danh sách sẽ vẫn luôn sử dụng công đức lục đạo của ngươi, ngươi sẽ không cách nào sử dụng sức mạnh công đức nữa. Danh sách cao nhất đáp lại, người đàn ông thả ra thần niệm, đảo qua thế giới chúng thần bao la rộng lớn, tín ngưỡng địa thần đang không ngừng được truyền bá, thần lực của tứ trụ địa cũng đang trong giai đoạn tăng trưởng vững vàng. Đôi mày của người đàn ông buông ra, hắn lên tiếng, không có việc gì, chí ít ta còn có thần lực địa thần. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lập tức nhảy ra, chú ý, bắt đầu truyền ký ức và kỹ năng qua. Trên cơ thể người đàn ông đột nhiên bị một tầng thác nước màu vàng kim bao lấy. Đây là một loại trải nghiệm phi thường kỳ diệu, giống như chính mình đột nhiên hóa thành một người khác, đồng thời nắm giữ tất cả mọi thứ của gã ta, tựa như một lần đoạt xá đặc thù. Chỉ chốc lát sau, tất cả thác nước màu vàng kim tiêu tán không còn. Người đàn ông từ từ nhắm hai mắt, đứng tại chỗ cẩn thận mà trải nghiệm. Thì ra, ta cũng không biết cái gì cả. Hắn nghĩ non, tiếng nói của Lạc Băng Ly vang lên từ thiên kiếm, cái gì cũng không biết. Người này không có ký ức sao? Người đàn ông nói, hắn chỉ có ký ức ban đầu của hắn thôi, nhưng người ở sau lưng hắn, hắn căn bản không biết gì cả. Thần kiếm định giới lên tiếng, đừng suy nghĩ, tình trạng của lá bài này cũng tương tự như các thần linh trong thế giới chúng thần. Chỉ là bị sứ mệnh sai khiến làm việc, căn bản không biết mình đã biến thành một tấm thẻ bài. Có thể hắn còn tưởng rằng những chuyện mà mình làm, đều là ý đồ vốn có của chính mình ấy chứ. Địa kiếm nói, nhưng công tử có thể nhảy ra từ loại tình trạng này, công tử thấy rõ chân tướng. Sơn nữ nói, người đàn ông khẽ vẫy tay, chỉ thấy một quyển sách từ trong ngực của thi thể dưới đất bay ra ngoài, rơi vào trên tay hắn. Đó là quyển sách thẻ bài của quân vương thống khổ. Cố Thanh Sơn liếc nhìn quyển sách, vừa nhìn vừa hồi ức lại cách dùng của các loại thẻ bài. Một hồi sau, hắn cất quyển sách đi, cúi đầu nhìn vào thi thể trên mặt đất, nỉ non nói, cái này còn thiếu một chút nữa. Định giới, thần kiếm định giới tâm ý tương thông với hắn, tự nhiên sẽ hiểu được ý của hắn. Chỉ thấy trường kiếm thoáng hiện từ hư không, trong nháy mắt đã hóa thành vô số phi kiếm, trảm kích vô số lên trên khôi giáp, vương miện và lưu tinh chù y. Vạn vật diệt, thần thông này chuyên khắc vạn vật, tất cả các thứ đều không thể cản trở được sự sắc nhọn này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.